Thần Vương xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Phàm. Tập 21. Trước đó ở Vương quốc Anh, không biết vì lý do gì mà hai người vẫn luôn ngủ say, sau đó Diệp Phàm gặp phải rất nhiều chuyện, nên cũng quên mất hai anh em này. Không ngờ họ lại mang đến cho hắn một điều bất ngờ. Chúng tôi cũng không biết tại sao, khi vừa tỉnh lại, liền cảm giác được trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Không chỉ mạnh hơn một chút mà mạnh hơn rất nhiều, cảm giác như trong cơ thể có sức mạnh vô tận. Đại hổ và nhị hổ lần lượt nói. Nếu người khác nghe được lời nói của hai người chắc sẽ bị tức chết. Diệp Phàm nhẹ nhàng mỉm cười. Những người khác khổ luyện lâu như vậy cũng không chắc thực lực có thể tăng được bao nhiêu, nhưng hai em này thì hay rồi, chỉ trong một giấc ngủ, thực lực đã tăng lên rất nhiều, đúng là người với người, nếu so sánh thì sẽ tức chết. Tuy nhiên, Diệp Phàm suy đoán, sở dĩ thực lực của hai anh em này tăng lên nhiều như vậy, chắc là có liên quan đến thần lực trong cơ thể bọn họ, có lẽ là bởi vì thần lực bẩm sinh của hai người lại thức tỉnh, cho nên mới tiến bộ nhiều như vậy. Không biết tình hình của những người khác thế nào rồi. Diệp Phàm tự lẩm bẩm, những người khác mà hắn đang nói tới tự nhiên là đám người Đông Phương Hạo Thiên, trước khi đến huyết tộc, hắn đã để bọn họ đi đến 6 nước để báo thù, hiện tại cũng không biết tình huống thế nào. Hắn trực tiếp gọi điện cho Đông Phương Hạo Thiên, nhưng không liên lạc được, hắn lập tức gọi điện cho mấy người huyết phu, nhưng bọn họ cũng không bắt máy, điều này khiến Diệp Phàm cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Hắn nhanh chóng liên lạc với thất sư phụ để bà ấy điều tra xem chuyện gì đang xảy ra. Trong nháy mắt, màn đêm buông xuống. Trong phòng Diệp Phàm, lúc này hắn đang nằm trên giường, lo lắng sốt ruột, cho đến bây giờ vẫn chưa liên lạc với đám người Đông Phương Hạo Thiên, hắn cũng hỏi thăm Đại Hổ và Nhị Hổ thì được biết sau khi tỉnh lại bọn họ không gặp những người khác mà đã trực tiếp quay về. Đám người Đông Phương Hạo Thiên, huyết phu đều là thuộc hạ của hắn, hiện tại bị mất liên lạc, Diệp Phàm cũng không thể yên tâm được. Tam sư phụ của hắn vừa mất liên lạc rồi mất tích. Bây giờ thuộc hạ lại xảy ra chuyện như thế này, đúng là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Diệp Phàm nói, Đường Sở Sở mặc bộ đồ ngủ bằng lụa bước vào. Sở Sở, sao em lại tới đây? Diệp Phàm kinh ngạc nhìn Đường Sở Sở. Anh Tiểu Phàm, anh vẫn lo lắng cho Đông Phương và những người khác phải không? Đường Sở Sở đi tới chỗ Diệp Phàm, bày tỏ sự quan tâm. Vẫn chưa có tin tức gì của bọn họ, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Diệp Phàm trầm giọng nói. Bọn họ sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng quá. Đường Sở Sở an ủi. Ừ, Diệp Phàm gật đầu. Anh Tiểu Phàm, hôm nay em ngủ với anh nha. Lúc này Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nói. Ặc, lập tức, vẻ mặt Diệp Phàm sửng sốt, không khí tựa hồ yên lặng. Anh Tiểu Phàm, anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Không phải muốn như vậy. Đường Sở Sở nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích, mặt đỏ bừng, lộ ra chút ngượng ngùng. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, mà trực tiếp ôm Đường Sở Sở, hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ. Hiện tại Đường Sở Sở còn chưa hoàn toàn thức tỉnh lực lượng khống chế thân thể huyền âm, cho nên vẫn chưa thích hợp để phá thân, cho dù Diệp Phàm có muốn cũng chỉ có thể chịu đựng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Diệp Phàm bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lúc này Đường Sở Sở vẫn đang nằm trong lòng Diệp Phàm, hắn lấy điện thoại di động ra nghe máy. Alo, Diệp Phàm kêu lên. Tiểu Phàm, giọng nói của Trung Vô Diễm vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Thất sư phụ, có tin tức gì không? Diệp Phàm trực tiếp hỏi. Theo thông tin tình báo, cấp dưới của con đã đi đến 6 quốc gia và gây ra tổn thất lớn cho 6 quốc gia này, trong đó, quân đoàn Sa Tăng đã liên tục phá hủy 6, 7 căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ. Khiến chính phủ Hoa Kỳ hoàn toàn tức giận, họ đã trực tiếp huy động sức mạnh của mười mấy quân đoàn, bao vây quân đoàn Sa Tăng. Sau đó Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu và quân đoàn Khải Tát đều đi tiếp viện, bên phía Hoa Kỳ cũng điều động hiệp hội dị năng trong nước và rất nhiều cường giả khác, thậm chí còn mời quân đoàn Long Kỵ, một trong 3 quân đoàn đứng đầu thế giới đến để bao vây và tiêu diệt họ. Hai bên đã giao tranh ác liệt trong nhiều ngày, hiện tại thuộc hạ của con đều đang bị bao vây ở Lạp Châu, Hoa Kỳ. Toàn bộ Lạp Châu cũng đã bị phong tỏa chặt chẽ, bên phía Hoa Kỳ dự định sẽ tiêu diệt bọn họ ở Lạp Châu. Mà theo như ta được biết, những quốc gia khác cũng đã phái cường giả hàng đầu đến Lạp Châu, rõ ràng là muốn thừa cơ để trút giận, cho nên tình thế của thuộc hạ của con đang rất nguy hiểm. Trung Vô Diễm giải thích chi tiết. Nghe được lời giới thiệu này, hai mắt Diệp Phàm nheo lại,
trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng. Cảm ơn thất sư phụ, con hiểu rồi. Diệp Phàm nói. Con muốn đi Hoa Kỳ à? Trung Vô Diễm hỏi. Bọn họ đều là người của con nhất định phải mang bọn họ trở về. Diệp Phàm thờ ơ nói. Có muốn chúng ta đi cùng con không? Trung Vô Diễm hỏi. Không cần, thất sư phụ, mọi người giúp con chăm sóc Sở Sở là được. Chỉ là một nước Hoa Kỳ nhỏ bé, để con xem bọn họ có năng lực đến mức nào. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Được rồi, nhớ cẩn thận, con không cần lo lắng cho Sở Sở, có chúng ta ở đây, con bé sẽ ổn thôi. Trung Vô Diễm trực tiếp nói. Lúc này, Đường Sở Sở tỉnh lại, nhìn về phía Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, anh lại phải đi à? Ừ, anh phải đến Hoa Kỳ một chuyến. Ở nhà chờ anh trở về. Diệp Phàm ôm Đường Sở Sở, trực tiếp hôn cô rồi bước ra ngoài. Xem ra mình phải tiếp tục tăng thực lực lên mới có thể giúp đỡ anh Tiểu Phàm được. Đường Sở Sở tự lẩm bẩm, trong lòng khơi dậy tinh thần chiến đấu. Tiếp theo, cô giao toàn bộ Đường Thị cho ba mình chăm sóc, còn bản thân cô thì tập trung tu luyện với hy vọng có thể tiến bộ thêm được một chút. Mà Diệp Phàm trực tiếp mang theo hai anh em Đại Hổ và Nhị Hổ đi Hoa Kỳ. Ở Long Quốc, trên chuyến bay đến Lạp Châu, Hoa Kỳ, tại sân bay Hương Giang, Diệp Phàm đi về phía chỗ ngồi của mình sau khi lên máy bay. Vì không có chuyến bay thẳng từ Thiên Hải đến Lạp Châu, Hoa Kỳ, nên Diệp Phàm chỉ có thể bay đến sân bay Hương Giang trước, sau đó chuyển máy bay sang Lạp Châu, Hoa Kỳ. Nhưng khi Diệp Phàm đi tới chỗ ngồi của mình, hắn liền phát hiện chỗ ngồi của mình đã có một thanh niên ngồi. Tên thanh niên này mặc một bộ đồ hiệu và đang bắt chuyện với một phụ nữ nước ngoài xinh đẹp với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, nét mặt thanh tú, vô cùng xinh đẹp đang ngồi cạnh cậu ta. Tuy nhiên, người phụ nữ ngoại quốc kia lại tỏ vẻ bình tĩnh, thờ ơ và không hề để ý đến tên thanh niên kia. Tiên sinh, cậu ngồi chỗ của tôi rồi. Lúc này Diệp Phàm nhìn thanh niên kia và nói. Tên thanh niên kia đang trò chuyện với người đẹp thì bị Diệp Phàm cắt ngang, cau mày nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Tôi sẽ ngồi chỗ của anh đi ngồi chỗ của tôi đi, đây là thẻ chỗ ngồi của tôi. Xin lỗi, tôi không thích đổi chỗ. Diệp Phàm thờ ơ nói. Anh nghe không hiểu tiếng người à, tôi nói cho anh biết, cậu đây sẽ ngồi ở chỗ của anh, mau cút khỏi đây đi. Tên thanh niên kia nhìn Diệp Phàm và hét lên một cách kênh kiệu. Cậu ta vừa dứt lời, hai người đàn ông cao lớn mặc vest đen ở bên cạnh bước tới, người đàn ông vạm vỡ, đeo một cặp kính râm. Nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt sát khí. Nếu không muốn bị đánh thì mau cút khỏi đây đi. Người thanh niên hừ lạnh một tiếng. Bịch, bịch. Một giây tiếp theo, hai tiếng sấm rền vang lên, hai người đàn ông kia trực tiếp bay ra ngoài, đập mạnh vào lối đi của cabin. Bùm. Ngay sau đó, khi tên thanh niên kia còn chưa kịp phản ứng, Diệp Phàm đã túm lấy cổ áo cậu ta ném ra ngoài, lại một tiếng sấm rền vang lên, hòa lẫn với tiếng kêu thảm thiết của tên thanh niên kia. Lúc này, người phụ nữ tóc vàng ngồi bên cạnh ngước mắt liếc nhìn Diệp Phàm, nhưng hắn trực tiếp ngồi vào chỗ của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề liếc nhìn người phụ nữ tóc vàng bên cạnh một cái nào. Điều này cũng khiến ánh mắt của cô ta kia hiện lên một chút kỳ lạ. Với vẻ ngoài của cô ta, dù cô ta ở đâu cũng sẽ có đàn ông muốn bắt chuyện, nhưng người thanh niên này lại không hề nhìn cô ta, thậm chí còn ngồi xuống và trực tiếp nhắm mắt lại. Điều này khiến cô ta rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút tò mò. Đối với phụ nữ mà nói, nếu bạn vội vàng bắt chuyện thì có lẽ đối phương sẽ rất khó chịu, nhưng nếu bạn hoàn toàn phớt lờ đối phương thì ngược lại sẽ khiến đối phương khó chịu. Cứ như vậy, từ sân bay Hương Giang đến sân bay Lạp Châu ở Hoa Kỳ, suốt 7-8 tiếng đồng hồ, Diệp Phàm vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói một lời với người phụ nữ tóc vàng bên cạnh. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn đã nhìn thấy quá nhiều người đẹp, cho nên người phụ nữ tóc vàng kia căn bản không thể hấp dẫn được hắn. Hơn nữa hắn lại đang lo lắng cho đám người Đông Phương Hạo Thiên, càng không có hứng thú quan tâm tới người đẹp nào cả. Sau đó, khi máy bay hạ cánh, Diệp Phàm trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi cabin. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi Diệp Phàm dẫn theo Đại Hổ và Nhị Hổ vừa bước ra khỏi cabin, liền nhìn thấy thanh niên bị đánh vì chiếm chỗ của hắn trên máy bay đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, phía sau cậu ta là hơn 10 người đàn ông mặc đồ vest đen, đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng. Bọn họ đều có thực lực cấp bậc nhân cảnh và huyền cảnh. Tên kia, dám đánh cậu đây, hôm nay bổn thiếu sẽ khiến mày không thể rời khỏi sân bay này. Tên thanh niên chỉ vào Diệp Phàm và hét lên một cách kiêu ngạo. Xông lên cho tôi. Lập tức, thanh niên kia hét lớn một tiếng, đám người phía sau cậu ta định lao về phía Diệp Phàm.
Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, hàng trăm chiếc ô tô sang trọng từ đường băng phía xa trực tiếp chạy tới, những chiếc xe này đậu cạnh máy bay, sau đó có 500-600 người mặc vest đen bước xuống xe, bọn họ toát ra khí chất lạnh lùng, bên hông của họ đều phình ra, rõ ràng là bọn họ đều mang theo vũ khí. Cảnh tượng này khiến tên thanh niên kia và cả những hành khách xuống máy bay bị sốc. Đây là đường băng, không được phép lái xe, nhưng hiện tại có hàng trăm chiếc ô tô hạng sang chạy thẳng vào đường băng, có thể tưởng tượng thế lực này phải mạnh mẽ cỡ nào. Và đối với một cảnh tượng rầm rộ như vậy, rõ ràng trên chiếc máy bay này có người có thân phận cực kỳ cao quý. Nhưng người này là ai? So với những người này, mấy chục người được thanh niên kia gọi đến đột nhiên trông có vẻ vô cùng nhỏ bé, trong mắt bọn họ thậm chí còn lộ ra vẻ sợ hãi. Tham kiến tiểu thư. 500-600 người này trực tiếp đi tới cửa, kính cẩn kêu lên. Mọi người có mặt nhìn quanh, phát hiện lúc này một cô gái tóc vàng bước ra khỏi cabin, cô ta chính là người đẹp ngoại quốc vẫn ngồi cạnh Diệp Phàm. Hiển nhiên, mấy trăm người này đều đang chào đón người phụ nữ này. Diệp Phàm liếc mắt nhìn người phụ nữ này, mà tên thanh niên kia nhìn thấy người đẹp mà mình muốn bắt chuyện lại có bối cảnh lớn như vậy, trong lòng sợ hãi. Ném tất cả bọn họ ra khỏi sân bay. Người phụ nữ tóc vàng chỉ vào đám người của tên thanh niên kia rồi bình tĩnh nói. Vâng. 500-600 người đều gật đầu, ánh mắt của bọn họ đều liếc nhìn đám người của tên thanh niên. Ngay lập tức, sắc mặt của tên thanh niên và mấy chục người phía sau cậu ta trông rất khó coi. Tôi là thiếu chủ của thiên môn, ai dám đụng đến tôi? Tên thanh niên trực tiếp hét lên. Thiên môn. Nghe được hai chữ này, sắc mặt của những người Hoa Kỳ có mặt đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên môn là bá chủ của thế giới ngầm ở Hoa Kỳ, thế lực của nó trải rộng trên hàng chục bang ở Hoa Kỳ, tổng số thành viên của nó là hơn 100.000 người. Thiên môn sinh ra ở Hương Giang, Long Quốc, về sau đến Hoa Kỳ phát triển, mười mấy năm sau, trở thành bá chủ ở Hoa Kỳ. Không ngờ người thanh niên này lại là thiếu chủ của thiên môn, vậy thì địa vị cũng rất cao. Ném ra ngoài. Nhưng sau khi biết được thân phận của thanh niên kia, người phụ nữ tóc vàng vẫn nói mà không thay đổi sắc mặt. Ngay lập tức, 500-600 người kia lao thẳng tới chỗ thiếu chủ thiên môn và nhóm thành viên thiên môn, túm lấy tất cả bọn họ và ném ra ngoài sân bay. Tuy rằng đám người thiên môn này đều là võ giả, nhưng khi đối mặt với hàng trăm tên to lớn được trang bị súng ống, bọn họ cũng không thể chống cự được. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, đều nhìn về phía người phụ nữ tóc vàng, suy đoán thân phận của cô ta là gì mà thậm chí còn không thèm để ý đến thiên môn. Người phụ nữ tóc vàng kia liếc nhìn Diệp Phàm, nói, tôi tên là Alice, không biết phải xưng hô với tiên sinh như thế nào. Diệp Phàm không có trả lời đối phương mà trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Diệp Phàm cứ như vậy rời đi, đôi mắt của người phụ nữ tóc vàng kia lóe lên. Một người đàn ông trung niên trong số 500-600 người đi tới và nói với người phụ nữ tên Alice, tiểu thư, có cần tôi bắt người này lại không? Thôi. Alice lắc đầu nói, đúng rồi, sao các người lại đến đây nhiều thế? Có chuyện gì đã xảy ra à? Quân đoàn Sa Tăng đã phá hủy rất nhiều căn cứ quân sự ở Hoa Kỳ, hiện tại, bên trên đã phái ra mười mấy quân đoàn đến bao vây bọn họ ở Lạp Châu, đối phương cũng đã điều động quân đoàn Khải Tát đến để chống lại bên trên, vì lý do này. Bên trên thậm chí còn điều ra tất cả những người của Hiệp hội Dị Năng, và còn mời quân đoàn Long Kỵ, hai bên đã chiến đấu ác liệt trong nhiều ngày, toàn bộ Lạp Châu hiện giờ không được bình yên, tộc trưởng lo lắng cho sự an toàn của cô, cho nên mới phái nhiều người như vậy. Người đàn ông trung niên kia trầm giọng nói. Ba quân đoàn Sa Tăng, Khải Tát và Long Kỵ đều ở Lạp Châu. Alice ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên, nói, tại sao quân đoàn Sa Tăng này lại tấn công Hoa Kỳ? Bởi vì một người. Người đàn ông trung niên nói với vẻ mặt trang trọng. Ai? Alice tò mò hỏi. Hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Người đàn ông trung niên nói thẳng. Là anh ta sao? Alice rất ngạc nhiên, cô ta cũng đã nghe nói về sự tích liên quan đến vị hộ quốc thần tướng của Long Quốc kia. Theo thông tin tình báo của gia tộc, cả quân đoàn Sa Tăng và quân đoàn Khải Tát hiện đã phục tùng vị hộ quốc thần tướng này. Trước đó, Hoa Kỳ và năm quốc gia khác đã hợp tác phóng tên lửa để tiêu diệt vị hộ quốc thần tướng này. Nhưng thất bại, vì vậy đối phương đã bắt đầu trả thù. Người đàn ông trung niên giới thiệu. Alice nghe xong những việc này, hai mắt sáng ngời, trong lòng tràn đầy tò mò đối với vị hộ quốc thần tướng này. Tiểu thư, chúng ta mau chóng trở về đi, tộc trưởng và những người khác còn đang đợi cô. Sau đó người đàn ông trung niên nói, Alice trực tiếp rời khỏi đây.
Về phần ba người Diệp Phàm, họ rời khỏi sân bay và lập tức chạy đến địa điểm mà đám người Đông Phương Hạo Thiên đang bị bao vây. Cách trung tâm Lạp Châu hàng trăm dặm có một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ. Các thành viên của quân đoàn Sa Tăng, quân đoàn Khải Tát và đám người Đông Phương Hạo Thiên đều ở lại căn cứ này. Về phần bên ngoài căn cứ, đã bị mấy chục vạn quân Hoa Kỳ bao vây dày đặc. Đám người của Sa Tăng đã dựa vào phòng ngự của căn cứ này để chiến đấu quyết liệt với Hoa Kỳ trong nhiều ngày. Sau nhiều ngày chiến đấu, căn cứ này gần như đã bị phá hủy, bên phía Hoa Kỳ đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công cuối cùng nhằm tiêu diệt hoàn toàn đám người của quân đoàn Sa Tăng và quân đoàn Khải Tát. Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào những quân đoàn của Hoa Kỳ thì không thể nào sánh được với hai quân đoàn Sa Tăng và Caesar. Nhưng bên phía Hoa Kỳ đã huy động toàn bộ cường giả của Hiệp hội Dị năng để giúp đỡ. Là tổ chức lớn nhất ở Hoa Kỳ, Hiệp hội Dị năng quy tụ 80% cường giả dị năng hàng đầu ở nước ngoài, sức chiến đấu của nó đương nhiên là đáng sợ. Ngoài ra, Hoa Kỳ còn mời quân đoàn Long Kỵ, quân đoàn này cùng với Sa Tăng và Caesar được mệnh danh là ba quân đoàn hàng đầu thế giới. Sức chiến đấu của quân đoàn Long Kỵ thậm chí còn mạnh hơn hai quân đoàn Sa Tăng và Caesar, cộng với một nhóm cường giả hàng đầu do các quốc gia khác gửi đến, khiến hai quân đoàn Sa Tăng và Caesar phải chịu tổn thất rất lớn, nếu không bọn họ đã đột phá vòng vây và rời khỏi đây từ lâu rồi. Vào lúc này, tại căn cứ này, các thành viên của quân đoàn Sa Tăng, quân đoàn Khải Tát, Liên minh Cuồng Chiến, quân đoàn Bắc Cực và tổ chức ám dạ đều tập trung tại đây, toàn thân bọn họ dính đầy máu nhưng lại toát ra sát khí lạnh lùng, tư thế chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Trong một căn phòng trong căn cứ, Đại Ma Vương Sa Tăng, Đại Đế Caesar, Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Lôi Chiến và Bắc Cực Vương đang ngồi ở đây, trên người bọn họ đều có vết thương với mức độ khác nhau, tất cả đều bị thương. Tiếp theo bọn họ sẽ phát động tổng tiến công, lúc đó sẽ là lúc quyết định sinh tử, các người có gì muốn nói không? Đại Đế Caesar lên tiếng. Không có gì để nói, trực tiếp giết đi. Huyết Phu lau thanh ngư trường kiếm trong tay, vẻ mặt thờ ơ nói. Đúng vậy, đánh là được, sao vậy? Caesar, ông sợ à? Sa Tăng nhìn Đại Đế Caesar và cười lạnh. Hừ, Đại Đế Caesar này không biết chữ sợ viết như thế nào. Đại Đế Caesar lạnh lùng hét lên. Không hay rồi, bọn họ đã bắt đầu tấn công. Lúc này, một vị ma tướng của quân đoàn Sa Tăng vội vàng đến báo cáo. Trận chiến quyết định đã bắt đầu. Đi thôi. Đông Phương Hạo Thiên lạnh lùng nói, đám người bọn họ trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, đội quân của Hoa Kỳ đã bắt đầu tấn công, nhưng dẫn đầu là những người đeo mặt nạ đầu rồng, mặc áo giáp đen, bọn bỏ cầm vũ khí sắc bén và khí thế giết chóc vô song, mỗi người đều có sức chiến đấu đáng sợ, có tư thế quét sạch ngàn quân. Đặc biệt là người cầm đầu, người đàn ông đeo mặt nạ đầu rồng màu vàng, mặc áo giáp chiến đấu màu vàng, tay cầm một thanh kiếm dài có hình rồng, toát ra sức mạnh tối thượng, lao tới như một kẻ tàn phá. Chỉ cần là người chắn trước mặt ông ta, tất cả đều bị thanh kiếm trên tay ông ta chém ra làm hai. Mà ông ta chính là quân chủ của quân đoàn Long Kỵ, phía sau ông ta là quân đoàn Long Kỵ. Bùm! Khi một tiếng gầm vang lên, quân chủ Long Kỵ trực tiếp thổi bay hàng trăm chiến sĩ của quân đoàn Khải Tát và quân đoàn Sa Tăng chỉ bằng một đòn kiếm. Lúc này, đám người Sa Tăng, Đại Đế Caesar, Đông Phương Hạo Thiên lao ra ngoài. Quân chủ Long Kỵ. Hai người Sa Tăng và Đại Đế Caesar nhìn quân chủ Long Kỵ và nói một cách trầm trọng, vẻ mặt của cả hai đều rất nghiêm túc. Tuy rằng ba người bọn họ đều là chủ nhân của ba quân đoàn đứng đầu thế giới, nhưng thực lực của vị quân chủ Long Kỵ này thì sâu không lường được, vượt xa hai người bọn họ. Mặc dù trước đó quân đoàn Long Kỵ đã ra tay, nhưng Sa Tăng và Đại Đế Caesar lại không để ý nhiều. Tuy rằng quân đoàn Long Kỵ này rất mạnh, nhưng hai quân đoàn của bọn họ hợp tác cũng không phải là không thể đối phó. Nhưng điều họ không ngờ tới là ngay cả vị quân chủ Long Kỵ cũng đến. Vị này thì không dễ đối phó như vậy. Quân chủ Long Kỵ, Hoa Kỳ đã cho ông những lợi ích gì, lại đáng giá đến mức ông phải đích thân đến đây. Sa Tăng nhìn quân chủ Long Kỵ và hừ lạnh một tiếng. Hôm nay các người đều phải chết. Để tôi ra tay đưa các người lên đường hay là các người tự kết thúc? Quân chủ Long Kỵ nhìn đám người Sa Tăng và hét lên lạnh lùng, lời nói của ông ta độc đoán và mạnh mẽ. Giống như một vị quân chủ thực sự, phán xét tất cả chúng sinh. Hừ, quân chủ Long Kỵ, ông quá ngông cuồng. Ánh mắt của Sa Tăng trở nên lạnh lùng. Quân chủ Long Kỵ, mặc dù ông rất mạnh, nhưng ông cảm thấy nếu chúng tôi hợp lực lại thì ông có thể ngăn cản được sao? Đại đế Caesar nhìn về phía quân chủ Long Kỵ và nói một cách thờ ơ.
Các người có thể thử. Quân chủ Long Kỵ lạnh lùng nói. Lên. Đông Phương Hạo Thiên ra lệnh, anh ta cùng đám người huyết phu, đại đế Caesar, Sa Tăng cùng nhau hành động, bộc phát sức mạnh ngút trời và tấn công về phía quân chủ Long Kỵ. Lúc này, tiếng gầm rú liên tục vang lên, năng lượng ngút trời trực tiếp bao phủ toàn bộ căn cứ. Và đòn này kéo dài khoảng mấy chục phút trước khi năng lượng khủng khiếp kia dần tiêu tán. Khi năng lượng tiêu tan, binh lính của Hoa Kỳ, binh lính của quân đoàn Long Kỵ, binh lính quân đoàn Sa Tăng và binh lính quân đoàn Khải Tát đều bị đánh bay. Bùm bùm bùm. Ngay sau đó, một âm thanh trầm trọng như sấm rền vang lên. Đám người Sa Tăng, đại đế Caesar, Đông Phương Hạo Thiên, huyết phu đều bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất nôn ra máu. Nhưng vị quân chủ Long Kỵ vẫn đứng đó, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng kim, tản ra sức mạnh rồng đáng sợ, thanh trường kiếm hình rồng trong tay phát ra từng đợt tiếng rồng ngâm, hình rồng kia như thể đang sống lại, giống như một con rồng thật sắp lao ra khỏi kiếm. Trong đòn vừa rồi, vị quân chủ Long Kỵ đã đánh trả và làm bị thương nặng đám người của Sa Tăng chỉ bằng một đòn. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt của đám người Sa Tăng cũng trông rất khó coi. Họ không ngờ rằng sức mạnh của quân chủ Long Kỵ lại có thể đáng sợ đến như vậy. Đều là chủ nhân của ba quân đoàn đứng đầu thế giới, sức mạnh của quân chủ Long Kỵ đã đạt tới mức có thể đè bẹp đại ma vương Sa Tăng và đại đế Caesar. Ông thật sự mạnh như vậy sao? Đại ma vương Sa Tăng nhìn chằm chằm vào quân chủ Long Kỵ với vẻ mặt khó coi. Chết! Quân chủ Long Kỵ không nhiều lời, lại vung kiếm lần nữa, muốn tiêu diệt bọn họ hoàn toàn. Nếu ông dám giết bọn họ, tôi sẽ khiến ông chết không có chỗ chôn. Đột nhiên, từ nơi xa phía chân trời truyền đến một tiếng hét lạnh lùng, giống như tiếng sấm nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn bên tai. Giọng nói lạnh như băng vang lên như sấm sét cuồn cuộn, chấn động tới màng nhĩ của tất cả những người đang có mặt. Lúc này, tất cả mọi người trong ngoài căn cứ quân sự đều sửng sốt. Bên ngoài căn cứ truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết. Đúng lúc này, ba bóng người từ bên ngoài căn cứ giết một đường qua mấy chục vạn đại quân Hoa Kỳ, mở ra một con đường máu, xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Người này chính là Diệp Phàm và Đại Hổ Nhị Hổ. Hiện tại trên người ba bọn họ đều dính máu tươi, toàn thân tản ra sát khí khủng bố, khiến cho người ta sợ hãi tim đập nhanh. Đặc biệt là Diệp Phàm, trên người hắn tản ra một luồng sát khí đáng sợ, mạnh tới mức trực tiếp cô đọng huyết khí bao phủ quanh người hắn, giống như một sát thần đến từ địa ngục. Thiếu chủ, chủ nhân. Lúc này, đám người huyết phu, Đông Phương Hạo Thiên nhìn Diệp Phàm xuất hiện thì thay nhau gọi, ánh mắt tràn đầy tia hy vọng. Chủ nhân đến rồi, Long Kỵ quân chủ ông xong rồi. Sa Tăng nhìn Long Kỵ quân chủ nói. Ánh mắt của Long Kỵ quân chủ nhìn về phía Diệp Phàm, trầm giọng nói, ngươi chính là hộ quốc thần tướng. Đúng vậy. Diệp Phàm bước từng bước về phía quân chủ Long Kỵ. Phụt phụt phụt. Lúc này, đám cường giả của quân đoàn Long Kỵ đều vọt về phía Diệp Phàm, ai trong số họ đều bộc phát ra khí tức khủng bố. Hai tiếng nổ vang liên tiếp. Đại Hổ Nhị Hổ bước ra, mỗi người đánh ra một chưởng khiến cơ thể của đám cường giả quân Long Kỵ nổ tung. Trong nháy mắt mấy vị cường giả đứng đầu quân đoàn Long Kỵ đã tới hài cốt cũng không còn, tới mảnh mụn cũng chẳng để lại. Mạnh thật! Tất cả mọi người ở đây đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Long Kỵ quân chủ vẫn bình tĩnh như nước, tay phải ông ta nắm chặt thanh trường kiếm có hoa văn rồng kia. Cho ông một cơ hội, quỳ xuống thần phục. Diệp Phàm nhìn Long Kỵ quân chủ lạnh lùng nói. Hắn có thể cảm giác được, Long Kỵ quân chủ này còn mạnh hơn rất nhiều so với đại ma vương Sa Tăng và đại đế Caesar, hơn nữa trên người đối phương lộ ra một cỗ khí tức thần bí, khiến Diệp Phàm đặc biệt chú ý. Đối với yêu cầu của Diệp Phàm, Long Kỵ quân chủ trực tiếp chém ra một kiếm để trả lời. Diệp Phàm đối mặt với thế kiếm không thể đỡ nổi, hắn không xuất kiếm mà đánh ra một quyền để đỡ đòn của đối phương. Lúc này, tiếng nổ liên không ngừng vang lên bên tai, không khí xung quanh như nổ tung, năng lượng ngập trời càn quét ra bốn phía. Ngay lập tức, người xung quanh phạm vi 100 mét đều bị đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộc máu. Bịch bịch bịch. Dưới đòn đánh này, thân thể Long Kỵ quân chủ liên tục lui về phía sau, thanh kiếm trong tay ông ta không ngừng rung lên. Thậm chí ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run rẩy. Những người có mặt nhìn Long Kỵ quân chủ bị thua, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau. Long Kỵ quân chủ, tôi khuyên ông vẫn nên ngoan ngoãn thần phục chủ nhân là người mà ông không thể thắng được. Sa Tăng nhìn Long Kỵ quân chủ cười lạnh.
Long Kỵ quân chủ híp mắt, miệng đọc những lời khó hiểu, quanh người lại tràn ngập một cỗ khí tức khủng bố, kim quang bắn ra bốn phía, hoa văn rồng trên thanh trường kiếm trong tay bắt đầu hiện ra ánh sáng chói lọi, giống như muốn hóa thành một con rồng thật sự. Ầm. Giây sau, thanh kiếm trong tay Long Kỵ quân chủ chém tới, đi kèm với nhát chém ấy là tiếng rồng ngâm vang vọng, long văn trên thanh kiếm kia lóe lên ánh sáng vàng, giống như đã hóa thành một con chân long vàng rực rỡ lao về phía Diệp Phàm. Lúc này ở trong mắt Diệp Phàm, hắn nhìn thấy một con rồng dài hàng vạn trượng đang xé toạc bầu trời lao về phía hắn, trước mặt chân long, Diệp Phàm trở nên cực kỳ nhỏ bé, giống như không chịu nổi một kích. Khoảnh khắc chân long đánh lên người Diệp Phàm đã tạo ra tiếng nổ vang trời. Trong mắt của người khác, Diệp Phàm đứng im bất động, mặc cho nhát kiếm đầy uy lực của Long Kỵ quân chủ chém lên người, cắn nuốt toàn bộ cơ thể hắn. Lúc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, nhất là đám người Đông Phương Hạo Thiên, Huyết Phu, Đại Hổ Nhị Hổ, bọn họ hiện rõ vẻ lo lắng. Long Kỵ quân chủ thì nhìn chằm chằm Diệp Phàm bị kiếm của ông ta nuốt chửng, không khí xung quanh như hóa thành hư vô. Dần dần, thời gian trôi đi, năng lượng của nhát kiếm đáng sợ này tản đi, bóng dáng Diệp Phàm hiện ra. Lúc này này toàn thân Diệp Phàm được bao quanh bởi một vầng sáng thần bí, tản ra uy nghiêm vô thượng, còn hắn thì không hề bị tổn hại chút nào. Vụt! Nhìn thấy một kiếm này của mình lại không hề đả thương được tới Diệp Phàm, biểu cảm của Long Kỵ quân chủ lập tức thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Ngươi, Long Kỵ quân chủ nhìn Diệp Phàm, nhưng lại không biết nói gì. Những người khác cũng khiếp sợ, bao gồm Sa Tăng, Đại Đế Caesar. Nhát kiếm vừa rồi của Long Kỵ quân chủ hoàn toàn có thể đánh cho bọn họ ngay cả mảnh vụn cũng không còn, nhưng rơi trên người Diệp Phàm, đối phương lại không bị sao cả, so sánh hai người này, chênh lệch có hơi lớn thì phải. Rốt cuộc ngươi là ai? Long Kỵ quân chủ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trầm giọng nói. Ông chỉ có chút sức như thế này thôi à? Diệp Phàm khinh thường nhìn Long Kỵ quân chủ. Mặc dù thực lực của người này rất mạnh, nhưng so với Diệp Phàm hiện tại thì đối phương lại thua kém không ít. Ngay cả cường giả cấp bậc thánh cảnh Diệp Phàm cũng từng đối đầu, sao có thể sợ Long Kỵ quân chủ chứ? Đặc biệt là thân thể rèn luyện lâu năm của hắn, đã đạt tới trình độ cực cao, đón lấy một kiếm của Long Kỵ quân chủ cũng không hề tổn hại. Những lời này của Diệp Phàm lại chẳng khác nào như đâm vào tim Long Kỵ quân chủ. Lúc này, máu trong cơ thể Long Kỵ quân chủ đang sôi trào, dường như có một cỗ sức mạnh khủng bố sắp bộc phát ra, trường kiếm trong tay đang rung kịch liệt. Hộ quốc thần tướng, người đừng có kiêu ngạo. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh như băng đột nhiên vang lên. Xa xa, một vị lão giả tóc dài, dáng người thấp bé bước nhanh đến, chớp mắt đã đi tới trước mặt Diệp Phàm, quanh ông ta tản ra uy lực khủng bố của tôn cảnh, trong tay cầm một thanh đao võ sĩ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt đầy sát khí. Ông là người Anh quốc. Diệp Phàm nhìn dáng vẻ bề ngoài lão giả này suy đoán. Đúng vậy. Lão Phu chính là lão tổ của gia tộc Muto đứng đầu giới võ đạo của Anh quốc, người Long quốc dám giết tộc trưởng gia tộc Muto, hôm nay lão Phu sẽ băm ngươi thành trăm mảnh rồi tàn sát cả Long quốc. Vị lão tổ tộc Muto nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo. Tàn sát Long quốc ta, khẩu khí của mấy người Anh quốc các ông đúng lớn thật đấy. Diệp Phàm khinh thường nói. Đi chết đi. Lão tổ gia tộc Muto đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phàm. Ông ta vung đao muốn ra tay với Diệp Phàm, lúc này lại có một bóng dáng xuất hiện. Một vị lão hòa thượng mặc áo cà sa màu xám xuất hiện, hai tay chắp trước ngực, không tản ra bất kỳ khí tức gì, nhưng lại mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Ông lại là ai? Diệp Phàm nhìn sang đối phương. Già La Tự Bồ Hàng. Vị lão tăng kia lên tiếng. Ông chính là một trong ngũ đại cao tăng của Thiên Trúc Quốc, Bồ Hàng. Lúc này, lão tổ của gia tộc Muto ngạc nhiên nhìn Bồ Hàng, ông cũng tới đây để đối phó với tên danh con này. A-di-đà Phật, bần tăng phụng mệnh quốc chủ Thiên Trúc Quốc đến đây. Vị lão tăng kia nói rồi, nhìn chăm chú vào Diệp Phàm, vị công tử này lúc trước cũng giết không ít hòa thượng của Già La Tự, vì để độ hóa vong linh, xin công tử theo ta đến Già La để sám hối. Theo ông đi sám hối. Tôi thấy vẫn nên đưa ông xuống địa ngục sám hối thì hơn. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đối phó tên kiêu căng ngạo mạn này, thằng này giết chết hắn ta là được, không cần phải nói nhảm. Ngay lập tức, một giọng nói vang vọng khác truyền đến. Một người đàn ông trung niên tết tóc dài, gương mặt lạnh lẽo, sắc mặt lãnh khốc, hai tay buộc vải dày xuất hiện, trên người ông ta tản ra một cỗ hơi thở thô bạo. Ông lại từ đâu chui ra vậy?
Diệp Phàm liếc nhìn đối phương. Truyền nhân cổ quyền của Mạn Quốc Mạnh Chiến. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát. Trước kia, môn chủ cổ quyền môn cũng không phải là đối thủ của tôi, ông cảm thấy mình có thể sao? Diệp Phàm lạnh giọng nhìn đối phương. Môn chủ cổ quyền môn chẳng qua chỉ nắm được sơ qua cổ quyền mà thôi, căn bản không phát huy ra được uy lực chân chính. Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy quyền pháp thật sự của cổ quyền. Mạnh Chiến kiêu ngạo nhìn Diệp Phàm. Ầm. Một giây sau, Mạnh Chiến siết chặt hai tay, tiếng nổ chói tai trực tiếp vang lên. Hừ. Mạnh Chiến gầm lên một tiếng, vung quyền đánh về phía Diệp Phàm. Phút. Đi kèm với cú đấm này là tiếng sắc bén của không gian bị xé toạc. Rất nhanh, nắm đấm của Mạnh Chiến xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, đánh vào chỗ hiểm. Đòn đánh này của đối phương nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, nhưng khi tiếp xúc chính diện thì sẽ cảm giác được bên trong có chứa cỗ sức mạnh hủy diệt. Đây quả thực là quyền pháp mạnh nhất mà Diệp Phàm từng thấy kể từ khi xuống núi. Diệp Phàm trực tiếp sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Công, bộc lộ toàn bộ lực lượng của Ngũ Long Bát Tượng trong cơ thể, đồng thời thi triển Long Tượng quyền đánh ra một trường, nắm đấm của hai bên như hai hành tinh va vào nhau, truyền ra tiếng nổ rung trời. Bùm, bùm, bùm. Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đòn đánh của Diệp Phàm đã đánh bay toàn bộ không khí xung quanh, tất cả biến thành chân không, không gian trở nên vặn vẹo. Phụt. Ngay sau đó, có tiếng hộc máu. Cơ thể Mạnh Chiến bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất. Cậu. Mạnh Chiến nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi. Ông ta chính là người có thiên phú mạnh nhất trong mấy trăm năm qua của cổ quyền nhất mạch, luyện thành tinh túy cổ quyền pháp, có trong mình sức mạnh tôn giả. Nhưng lại bị người này đánh bại chỉ trong nháy mắt, sao có thể như vậy được? Quyền pháp không tệ, đáng tiếc ông tìm nhầm đối tượng rồi. Diệp Phàm lắc đầu nhìn Mạnh Chiến. Lúc này, lão tổ tổ Mu Tô vung đao võ sĩ chém tới Diệp Phàm. Vị cao tăng già La Tự Bồ Hành kia cũng thi triển một đạo pháp ấn đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm đánh ra song trưởng cùng lúc, chặn lại đòn tấn công của hai người họ. Bùm, bùm. Tiếng nổ vang như sấm rền. Một quyền của Diệp Phàm trực tiếp đối đầu với đao của lão tổ tộc Mu Tô và pháp ấn của Bồ Hàng, cao tăng giả La Tự. Phụt, phụt. Hai người bọn họ bay ra ngoài, đập trên mặt đất điên cuồng hộc máu. Chết. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh như băng vang lên từ sau lưng Diệp Phàm, hắn cảm giác được một nguy cơ mãnh liệt. Diệp Phàm vừa quay đầu đã liền nhìn thấy trên người Long Kỵ quân chủ bộc phát ra ánh sáng ngút trời, tựa như chân long thăng thiên, long uy vô cùng khủng bố. Lúc này thực lực của Long Kỵ quân chủ tăng vọt, giống như đổi thành một người khác, ông ta nâng kiếm, lần nữa chém về phía Diệp Phàm. Nhát kiếm biến hóa thành cái đầu rồng bổ về phía Diệp Phàm. Uy lực của nhát chém này, cho dù là cường giả thánh cảnh thì cũng không ngăn cản được. Ong! Thời khắc quan trọng, Long Tỷ trong cơ thể Diệp Phàm trực tiếp vọt ra ngoài, lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chân Long của Long Kỵ quân chủ gặp phải Long Tỷ thì lập tức hóa thành hư vô. Long Tỷ cũng nổ thẳng về phía đối phương. Phụt. Cơ thể Long Kỵ quân chủ trực tiếp bay ra ngoài, nện trên mặt đất hộc ra máu, ông ta nhìn Long Tỷ với vẻ mặt khiếp sợ, Long Tỷ. Ngươi lại được Long Tỷ nhận chủ. Long Kỵ quân chủ hai mắt trừng thật to, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phút. Long Tỷ lại quay trở lại cơ thể Diệp Phàm, Long Kỵ quân chủ nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc ngươi là ai? Long Quốc hộ quốc thần tướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lạnh như băng nhìn đối phương, hắn hỏi ngược lại, hiện tại tới phiên tôi hỏi ông có lai lịch gì? Ánh mắt Long Kỵ quân chủ không ngừng lóe lên, vẻ mặt dưới mặt có chút khác thường. Không nói, vậy thì phải chết. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Ngươi muốn giết thì giết đi. Long Lỵ quân chủ trầm giọng nói. Ông cho rằng tôi không dám giết ông sao? Diệp Phàm lạnh lẽo, hắn chuẩn bị ra tay với Long Kỵ quân chủ. Nhưng đúng lúc nào? Một giọng nói vang lên. Không hổ là hộ quốc thần tướng, quả nhiên lợi hại. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên tóc tím xuất hiện, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt nghiền ngẫm. Trên người đối phương không tản ra bất kỳ khí tức nào, nhưng mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm mãnh liệt từ trên người ông ta. Ông là ai? Diệp Phàm nhướng mày nhìn chằm chằm đối phương. Khí tức người đàn ông này mang đến cho Diệp Phàm rất khác thường. Hội trưởng Hiệp hội dị năng Chus. Người đàn ông trung niên nói. Thì ra là một thuật sĩ. Diệp Phàm bĩu môi, nói, ông cũng tới chịu chết. Không, tôi tới tiễn cậu lên đường.
Chút lắc đầu. Tiễn tôi lên đường, ông có năng lực đó sao? Diệp Phàm nhìn vị hội trưởng hiệp hội dị năng lạnh lùng nói. Rất nhanh cậu sẽ biết tôi có năng lực đó hay không? Chút nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt hiện lên quầng sáng màu tím. Một giây sau, không gian xung quanh Diệp Phàm trực tiếp thay đổi. Lúc này ánh mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn đối phương. Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện ở thủ đô Hoa Kỳ, quốc chủ nhìn thuộc hạ bên cạnh nói, nếu hậu quốc thần tướng đã tới Hoa Kỳ, vậy thì đừng để cho hắn ta đi, truyền lệnh bí mật của trẫm, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra khỏi Lạp Châu. Ngay sau đó, quan chỉ huy tối cao của chiến bộ Hoa Kỳ đã truyền đạt mệnh lệnh, đưa số lượng lớn quân đoàn tiến về Lạp Châu. Rõ ràng vị quốc chủ Hoa Kỳ này có ý định giết Diệp Phàm ở Lạp Châu. Chỉ cần vị hộ quốc thần tướng này chết, Diệt Long quốc dễ như trở bàn tay. Bên trong căn cứ quân sự đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời. Đi cùng nó là năng lượng ngập trời cắn nuốt toàn bộ căn cứ. Thậm chí trong phạm vi trăm dặm đều bị năng lượng đáng sợ này nuốt chửng. Hơn 10 phút trôi qua, năng lượng kinh khủng bao trùm căn cứ quân sự này mới dần dần tan đi. Đợi khi năng lượng này tan hết, căn cứ quân sự đã biến thành một hố sâu khổng lồ. Hơn một nửa trong số hàng trăm nghìn chiến sĩ Hoa Kỳ đã thiệt mạng, ngay cả thuộc hạ trong thế lực của Diệp Phàm cũng hy sinh rất nhiều, đám người Đông Phương Hạo Thiên đều bị rơi xuống mặt đất ở phía xa, toàn bộ bị thương nặng. Trong cái hố này có hai bóng người đang đứng, đó là Diệp Phàm và Chus, hội trưởng hiệp hội dị năng. Lúc này, Chus được bao quanh bởi năm loại ánh sáng có màu sắc khác nhau. Đại diện cho 5 loại lực lượng tự nhiên khác nhau, có lực lượng tự nhiên thuộc tính kim sắc bén, lực lượng tự nhiên thuộc tính hỏa nóng rực, lực lượng tự nhiên thuộc tính mộc, cũng như lực lượng tự nhiên thuộc tính phong và lực lượng tự nhiên thuộc tính lôi. Dù là thuật sĩ hay dị năng giả, bọn họ không chỉ có thể điều khiển một loại lực lượng tự nhiên, tùy theo thiên phú và sự lĩnh ngộ của bản thân, bọn họ có thể điều khiển nhiều loại lực lượng tự nhiên với các thuộc tính khác nhau, lực lượng thuộc tính bọn họ kiểm soát càng có nhiều thì thực lực của bọn họ càng mạnh. Mà hội trưởng hiệp hội dị năng này có thể cùng lúc nắm giữ 5 loại lực lượng tự nhiên với các thuộc tính khác nhau, đây là sự tồn tại cực kỳ hiếm dù ở nước ngoài hay trong Long Quốc. Điều khiển được 5 loại lực lượng tự nhiên cùng lúc chắc chắn không phải là điều người bình thường có thể làm được. Bất kể là thuật sĩ hay dị năng giả, một khi có thể điều khiển và điều động 5 loại lực lượng tự nhiên cùng một lúc, vậy thì sức chiến đấu của ông ta chắc chắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Vừa rồi, hội trưởng hiệp hội dị năng đã điều động 5 loại lực lượng tự nhiên cùng một lúc để tạo thành đòn tấn công mang tính hủy diệt đối với Diệp Phàm, lực lượng của hai bên va chạm với nhau nên mới sinh ra cỗ uy lực tàn phá khổng lồ vừa rồi. 5 loại lực lượng tự nhiên, ông cũng có chút bản lĩnh. Diệp Phàm nhìn Chút lạnh lùng nói, lau vết máu tràn ra từ khóe miệng. Đòn vừa rồi khiến Diệp Phàm bị nội thương nặng. Mạng của cậu cũng cứng thật, nhưng để tôi xem liệu cậu còn có thể chống đỡ được nữa hay không. Chút lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, ông ta trực tiếp điều động 5 loại lực lượng tự nhiên giữa trời đất một lần nữa, có ý định giáng một đòn mang tính hủy diệt khác vào Diệp Phàm. Ông cho rằng ông là người duy nhất có thể điều khiển các lực lượng tự nhiên à? Diệp Phàm nhìn Chút lạnh lùng nói. Lúc này, Diệp Phàm vung tay lên, kết một ấn quyết bí ẩn, yên lặng niệm chú. Một giây tiếp theo, Diệp Phàm đột nhiên hét lên, hợp nhất. Khi hắn vừa hét lên ra lệnh, một tiếng gầm vang lên từ cơ thể hắn, một luồng khí tức bí ẩn tràn ngập cơ thể hắn. Trong khoảng không có bán kính hàng trăm dặm, các lực lượng tự nhiên thuộc tính khác nhau đều điên cuồng lao về phía căn cứ này. Trong chớp mắt, lực lượng tự nhiên của 5 nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 3 thuộc tính đặc biệt là phong, lôi, băng và 2 thuộc tính quý hiếm là quang và ám, tất cả đều điên cuồng lao đến. Khi 10 loại lực lượng tự nhiên với thuộc tính khác nhau này xuất hiện, chúng tạo thành cầu vồng với 10 loại màu sắc khác nhau, bao phủ bầu trời phía trên toàn bộ căn cứ. Cái này. Khi Chus, hội trưởng hiệp hội dị năng nhìn thấy cảnh này thì mở to mắt, biểu cảm trở nên cứng đờ, lộ ra vẻ khó tin. Chết. Diệp Phàm nhìn hội trưởng hiệp hội dị năng lạnh lùng hét lên. Hai tay hắn vung lên, tất cả 10 loại lực lượng tự nhiên thuộc tính khác nhau trong khoảng không đều bay thẳng về phía Chus. Uy lực của đòn này cường đại hơn gấp 10 lần so với lực lượng mà Chus bộc phát vừa rồi, thực sự đã đạt đến tình trạng hủy diệt thế giới. Không, điều này không thể xảy ra. Đột nhiên Chus hét lên. Trong lòng ông ta không thể chấp nhận việc Diệp Phàm có thể điều động 10 loại lực lượng tự nhiên với các thuộc tính khác nhau, hắn thậm chí còn triệu hồi ra 2 thuộc tính quang và ám trong truyền thuyết,
điều này căn bản là không thể nào. Chưa kể các thuộc tính lực lượng khác, chỉ riêng hai thuộc tính lực lượng quang và ám đã là hai lực lượng bí ẩn và khó kiểm soát nhất trên thế giới. Ngay cả những thuật sĩ hay dị năng giả hàng đầu cũng gần như không thể kiểm soát được hai lực lượng lớn quang và ám này. Nhưng Diệp Phàm lại làm được, hắn không chỉ triệu hoán 8 loại lực lượng thuộc tính khác nhau, thậm chí ngay cả hai lực lượng tự nhiên cấp cao là quang và ám cũng xuất hiện, đương nhiên làm người khác khó mà tin được. Trong tiếng gầm giận dữ của Chus, 10 lực lượng tự nhiên lao xuống, rơi thẳng lên người Chus, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Năng lượng kinh dị này quét qua, đe dọa phá hủy cả không gian này. Năng lượng kinh khủng quét về phía quân đội Hoa Kỳ còn sót lại, Diệp Phàm cũng khống chế nguồn năng lượng này để ngăn cản đám Đông Phương Hạo Thiên lại bị ảnh hưởng. Đòn này kéo dài đến 20 phút, toàn bộ 10 loại lực lượng tự nhiên do Diệp Phàm triệu hồi đều bị tiêu diệt. Khi năng lượng bị tiêu diệt, hố sâu nơi Diệp Phàm đứng trở nên sâu thêm hàng chục mét, về phần hội trưởng Hiệp hội Dị năng, ông ta đã hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Tuy ông ta có thể khống chế 5 loại lực lượng tự nhiên, nhưng ông ta vẫn không chịu nổi một đòn gồm 10 loại lực lượng tự nhiên của Diệp Phàm. Ngay cả quân đội Hoa Kỳ còn lại cũng bị tiêu diệt hoàn toàn trong đòn này. Hội trưởng Hiệp hội Dị năng hàng đầu Hoa Kỳ và đội quân hàng trăm nghìn người của Hoa Kỳ cuối cùng đều bị chôn vùi trong căn cứ và đã trở thành đống đổ nát. Về phần lão tổ của tộc Muto và các cao tăng của Già La Tự cũng chết dưới đòn này, xương cốt cũng không còn. Vào lúc này, đám người Đông Phương Hạo Thiên đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả bọn họ đều bị chiêu này của Diệp Phàm làm cho giật mình. Chủ nhân không chỉ là cường giả võ đạo, mà còn là một dị năng giả đáng sợ. Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào? Vẻ mặt của Đại Ma Vương Sa Tăng nặng nề, tò mò nói. Đại đế Caesar cũng khiếp sợ, ngay cả ánh mắt của vị Long Kỵ quân chủ bị Diệp Phàm đánh bị thương nặng cũng sáng ngời, trong lòng dấy lên từng đợt sóng chấn động. Khụ khụ khụ. Lúc này Diệp Phàm ho khan, bộ dáng cực kỳ yếu ớt. Tuy rằng đòn vừa rồi rất khủng khiếp, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, lực lượng tiêu hao rất lớn. Một đòn này tiêu hao hơn một nửa lực lượng tinh thần của Diệp Phàm, nếu như lực lượng tinh thần của hắn không đủ mạnh, giờ phút này hắn đã kiệt sức mà chết. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm bộc phát đòn tấn công thuật sĩ đáng sợ như vậy, nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng. Diệp Phàm từ khi còn nhỏ đã có lực lượng tinh thần cực kỳ mạnh, tam sư phụ của cũng đã huấn luyện hắn từ khi còn nhỏ, giúp hắn lĩnh ngộ được các loại lực lượng tự nhiên trong trời đất, và dạy cho hắn các loại thuật pháp điều khiển vận dụng các lực lượng tự nhiên trong trời đất. Cho đến nay, Diệp Phàm đã lĩnh ngộ được 10 loại lực lượng tự nhiên, thậm chí còn lĩnh ngộ và điều khiển được hai lực lượng tự nhiên quang và ám. Tuy nhiên, một khi điều động lực lượng tự nhiên cần phải sử dụng lực lượng tinh thần, nhưng trước đó đại sư phụ đã cảnh báo hắn không nên tùy tiện thể hiện lực lượng tinh thần của mình trước mặt người ngoài, vì vậy trước đó về cơ bản hắn sẽ không sử dụng lực lượng tự nhiên để tấn công. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm lộ ra toàn bộ 10 loại lực lượng tự nhiên mà mình nắm giữ và điều khiển. Lập tức, Diệp Phàm ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều tức. Nửa giờ sau, Diệp Phàm khôi phục một phần lực lượng tinh thần, đứng dậy đi đến trước mặt đám người Đông Phương Hạo Thiên, chữa trị vết thương cho từng người một. Chữa trị vết thương cho những người này xong, Diệp Phàm đi tới trước mặt Long Kỵ quân chủ, lạnh lùng nói, bây giờ ông còn muốn chết không? Long Kỵ quân chủ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên. Long Kỵ quân chủ, ngài nên ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân như chúng tôi đi. Với thực lực của chủ nhân, trở thành thuộc hạ của ngài là vinh hạnh của ông. Sa Tăng nhìn Long Kỵ quân chủ, hừ lạnh nói. Nếu ông không muốn phục tùng, tôi có thể tiến ông lên đường. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Tôi sẵn sàng phục tùng. Vẻ mặt Long Kỵ quân chủ cứng đờ, cuối cùng ông cũng nói chuyện với Diệp Phàm. Nhớ kỹ, nếu ông đã phục tùng tôi thì không nên có suy nghĩ khác, nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Diệp Phàm nhìn Long Kỵ quân chủ lạnh lùng hét lên. Hắn có thể nhìn ra, Long Kỵ quân chủ này khó kiểm soát hơn Sa Tăng và Đại đế Caesar rất nhiều, mặc dù bây giờ đối phương nói muốn phục tùng hắn, nhưng trong lòng ông ta vẫn chưa hoàn toàn phục tùng. Nhưng Diệp Phàm không quan tâm những điều này, hắn quan tâm đến năng lực của đối phương, hắn tin tưởng mình có đủ năng lực, cuối cùng có thể khiến ông ta hoàn toàn phục tùng hắn. Các sư phụ đã dạy hắn rất nhiều điều về nghệ thuật điều khiển người khác. Thiếu chủ, cho ngài cái này. Lúc này, Huyết Phu cầm một chiếc vali xách tay đưa cho Diệp Phàm. Đây là cái gì? Diệp Phàm hỏi. Đây là những công nghệ cốt lõi của nhiều loại thiết bị quân sự do Hoa Kỳ phát triển.
Trước đây chúng tôi đã thu thập chúng từ các căn cứ lớn ở Hoa Kỳ vì nghĩ rằng chúng sẽ hữu ích cho chủ nhân. Sa Tăng nói, cái này có tác dụng rất lớn đối với Long Quốc. Đôi mắt của Diệp Phàm lóe lên ánh sáng. Nếu Long Quốc có những tài liệu kỹ thuật này do Hoa Kỳ phát triển, toàn bộ lực lượng quốc gia của bọn họ sẽ được tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể có cơ hội trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới. Các người đã làm rất tốt. Diệp Phàm khen ngợi. Bỗng có tiếng ầm ầm vang lên ở phía xa. Từng chiếc xe tăng hạng nặng và xe bọc thép lao thẳng về nơi này. Trên trời, một lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang xuất hiện, thậm chí cả tàu sân bay và chiến hạm cũng xuất hiện ở vùng biển xa. Vào lúc này, Hoa Kỳ đã tập hợp lực lượng hải quân, lục quân và không quân, chuẩn bị tiêu diệt Diệp Phàm bằng hỏa lực mạnh nhất. Không hay rồi, là quân đội Hoa Kỳ. Đông Phương Hạo Thiên đột nhiên nói. Hộ quốc thần tướng, cậu đã hoàn toàn bị bao vây, hãy đầu hàng ngay lập tức, nếu không chúng tôi sẽ giết chết cho dù là tội gì. Lúc này, một âm thanh vang dội phát ra từ loa của một trong những chiếc xe bọc thép. Có vẻ Hoa Kỳ cực kỳ coi trọng tôi. Diệp Phàm chế nhạo, trực tiếp hét lên, muốn tôi đầu hàng, trừ khi quốc chủ Hoa Kỳ quỳ trước mặt tôi. Tấn công. Khi Diệp Phàm nói những lời này, chỉ huy trực tiếp ra lệnh. Trong phút chốc, xe tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang và thậm chí cả tàu sân bay đều phát động cuộc tấn công cực kỳ hung hãn vào Diệp Phàm. Vô số đạn pháo, tên lửa và hỏa tiễn lao về phía Diệp Phàm, trong tư thế không hủy diệt sẽ không bỏ qua. Chủ nhân cẩn thận. Sắc mặt đám người Đông Phương Hạo Thiên thay đổi, bọn họ hét lên với Diệp Phàm. Nhưng vẻ mặt của Diệp Phàm vẫn lạnh lùng khinh thường, hắn tiến lên một bước, vung tay lên. Long tượng bàn nhược công bắt đầu lưu chuyển trong cơ thể hắn. Một giây tiếp theo, năm chân long và tám cự tượng lao ra khỏi cơ thể Diệp Phàm. Long tượng khổng lồ này vừa lao ra đã đâm vào đạn pháo, tên lửa và hỏa tiễn, hai bên bắn phá lẫn nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn kinh hoàng trên không trung, hình thành những đám mây hình nấm chói mắt, toàn bộ bầu trời Lạp Châu dường như đã hoàn toàn nổ tung. Vào lúc này, toàn bộ người dân Lạp Châu đều choáng váng. Đạn pháo, tên lửa và hỏa tiễn tấn công như điên, nhưng đều bị long tượng do Diệp Phàm kích hoạt chặn lại, tiếng sấm vang lên không dứt, truyền khắp Hoa Kỳ, làm rung động trái tim của vô số người Hoa Kỳ. Những đám mây hình nấm bốc lên trên bầu trời không chỉ gây chấn động Hoa Kỳ mà các quốc gia khác cũng bị giật mình thông qua vệ tinh giám sát. Chết! Sau khi bị oanh tạc, Diệp Phàm đột nhiên hét lên. Hắn sử dụng long tượng bàn nhược công đến cực hạn, toàn bộ lực lượng trên người đều bộc phát ra ngoài. Hắn trực tiếp vung kiếm, tập trung toàn bộ lực lượng lao về phía những chiếc trực thăng trên không trung. Bang bang bang. Từng nhát kiếm đáng sợ từ trên không bắn ra, rơi thẳng xuống những chiếc trực thăng đó, tiêu diệt từng chiếc một. Ngay sau đó, Diệp Phàm chém hết nhát kiếm này đến nhát kiếm khác, đánh thẳng về phía xe tăng và xe bọc thép. Mặc dù những chiếc xe tăng và xe bọc thép này có khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh, nhưng dưới nhát kiếm có thể so sánh với lực lượng thánh cảnh của Diệp Phàm, vẫn không chịu nổi một đòn. Trong lúc nhất thời, những chiếc xe tăng và xe bọc thép đó đã bị Diệp Phàm trực tiếp đánh thành một đống sắt vụn. Sau đó Diệp Phàm lao ra ngoài ngàn mét, lao thẳng về phía biển xa. Ở vùng biển này có hai tàu sân bay và hơn chục chiến hạm, chúng đang không ngừng tấn công Diệp Phàm. Và Diệp Phàm đã phá hủy tất cả các cuộc tấn công do các tàu sân bay và chiến hạm này phát động, hắn lao thẳng đến, cuối cùng phát động một cuộc tấn công điên cuồng vào các tàu sân bay và chiến hạm này. Khi từng nhát kiếm của Diệp Phàm chém xuống, các tàu sân bay và chiến hạm khổng lồ trên biển lần lượt bị phá hủy, và cuối cùng chìm xuống đáy biển. Không đầy 10 phút, một loạt vũ khí và trang bị hạng nặng của Hoa Kỳ đã bị Diệp Phàm hoàn toàn phá hủy. Có thể nói lần này Hoa Kỳ đã chịu tổn thất nặng nề. Sau đó Diệp Phàm quay lại gặp đám người Đông Phương Hạo Thiên, Đại đế Caesar nói, chủ nhân, nhìn dáng vẻ này, Hoa Kỳ có vẻ không có ý định bỏ qua, chúng ta phải mau rút lui. Nếu không bọn họ sẽ lại đến nữa. Các người rút lui về Long Quốc trước. Diệp Phàm nói thẳng. Chủ nhân, ngài không quay về với chúng tôi sao? Đại Hổ và Nhị Hổ nhìn Diệp Phàm nói. Tôi còn có một số việc phải giải quyết, các người về trước đi, có tôi ở đây, tôi cũng có thể thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, để các người có cơ hội rút lui. Được rồi, không cần nhiều lời, tuân theo lệnh, lập tức sơ tán. Diệp Phàm nghiêm túc ra lệnh. Dạ. Đám người Đông Phương Hạo Thiên mặc dù không muốn để Diệp Phàm ở lại một mình, nhưng bởi vì đối phương đã ra lệnh, bọn họ chỉ có thể rút lui trước. Tiếp theo,
toàn bộ thuộc hạ của Diệp Phàm đều rút lui. Còn Diệp Phàm thì công khai xuất hiện trên đường phố Lạp Châu, thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ. Hắn tin rằng chỉ cần hắn còn ở đó, Hoa Kỳ sẽ không quan tâm đến đám người Đông Phương Hạo Thiên, mục tiêu của bọn họ là hắn. Ong ong ong. Lúc này, từng chiếc ô tô phóng nhanh qua khiến nhiều người đi đường hoảng sợ. Phanh. Ngay sau đó, chiếc xe phía trước bị chiếc xe phía sau tông mạnh vào một cột điện, khói đen bốc lên. Ngay lập tức, một phụ nữ tóc vàng và một người đàn ông trung niên bước xuống xe, bọn họ chính là cô gái tên Alice trên máy bay trước đó và người đàn ông trung niên đến đón cô ta. Diệp Phàm nhìn hai người này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó, những chiếc xe đuổi theo đều dừng lại, một lượng lớn người mặc đồ đen cầm vũ khí lao xuống, trực tiếp bao vây Alice và người đàn ông trung niên. Tiểu thư Alice, cô nghĩ cô có thể trốn thoát được à? Lúc này, một giọng nói ngả ngớn vang lên, một chàng trai trẻ trực tiếp bước tới. Và chàng trai trẻ này không ai khác chính là thiếu chủ của thiên môn, người trước đây đã tiếp cận Alice nhưng lại bị ném ra khỏi sân bay. Lúc này, thiếu chủ thiên môn dẫn người vây chặn Alice, vẻ mặt u ám nhìn cô ta, cô Alice, không ngờ tới đúng chứ, mấy tiếng trước, cô còn vênh váo hống hách ném tôi ra khỏi sân bay, hại bổn thiếu gia mất hết thể diện. Giờ mới qua nửa ngày đã vận đổi sao rời, đến lượt cô rơi vào trong tay tôi rồi. Cô cảm thấy tôi nên đối xử với cô thế nào đây? Nếu cậu dám đụng vào tiểu thư, tôi nhất định sẽ giết cậu. Người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Alice chỉ vào thiếu chủ thiên môn, mặt đầy sát khí quát. Soạt! Nghe lời uy hiếp của người đàn ông trung niên, vẻ mặt thiếu chủ thiên môn chợt lạnh, đột nhiên giơ tay, trực tiếp cầm một khẩu súng rồi bóp cò. Bằng! Sau tiếng súng, một viên đạn vàng óng ánh bắn về phía người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta thay đổi, cơ thể chợt động, vô cùng nguy hiểm né tránh viên đạn này. Nhưng điều người đàn ông này không ngờ tới là thiếu chủ thiên môn kia vừa vung tay, đám người mặc đồ đen bên cạnh cậu ta đều giơ súng lên bóp cò. Pằng pằng pằng. Từng viên đạn bay nhanh tới, mặc cho tốc độ của người đàn ông trung niên có nhanh hơn nữa cũng hoàn toàn không thể nào chống lại được nhiều đạn như vậy. Phụt phụt phụt. Trong nháy mắt, người đàn ông trung niên đã trúng mười mấy viên, trực tiếp bị bắn thành cái sàng nằm dưới đất, chết không nhắm mắt. Hừ, ra vẻ với tôi à, chán sống. Thiếu chủ thiên môn hống hách khinh bỉ nói. Alice nhìn người đàn ông trung niên bị giết, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, đè nén lửa giận trong lòng, quát thiếu chủ thiên môn, anh muốn thế nào? Tôi muốn thế nào? Trong mắt thiếu chủ thiên môn hiện lên vẻ gian tà nhìn chằm chằm Alice, hừ lạnh nói, tôi muốn cô quỳ xuống hát chinh phục cho tôi phải trả đạp cô thật tốt. Soạt! Nghe lời nói của đối phương, sắc mặt Alice chợt thay đổi, kêu lên, anh dám? Hừ! Cô còn tưởng cô là đại tiểu thư gia tộc Ma Long ngồi tít trên cao à? Tôi nói cho cô biết, bây giờ cô chỉ là một món đồ chơi trong tay tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy. Thiếu chủ thiên môn bước tới trước mặt Alice, bàn tay lướt trên khuôn mặt nhẵn bóng kia của đối phương, cười gian tà. Bốp! Đột nhiên, Alice trực tiếp tát lên mặt thiếu chủ thiên môn này, đánh cậu ta đầu óc choáng váng. Tiện nhân, mày lại dám đánh tao? Lên cho tao! Thiếu chủ thiên môn ôm mặt, dữ tợn nhìn chằm chằm Alice, giống lên. Ngay lập tức, đám thành viên thiên môn chuẩn bị xông về phía Alice, đúng lúc này một tiếng nói lạnh nhạt truyền tới, một đám đàn ông đối phó với một người phụ nữ, các người không ngại mất mặt à. Tiếng nói này vang lên, sắc mặt đám thành viên thiên môn sửng sốt, còn ánh mắt của thiếu chủ thiên môn thì liếc qua, thấy Diệp Phàm chậm rãi bước tới. Là mày! Thấy Diệp Phàm, còn người thiếu chủ thiên môn ngưng lại. Vẻ mặt lạnh lẽo cười nói, nhóc con, tao chưa đi tìm mày, mày đã tự tìm tới tận cửa rồi. Alice thấy Diệp Phàm, ánh mắt cô ta lấp lóe. Mày nói một thằng đàn ông như mày đối phó với một người phụ nữ còn cần nhiều người như vậy, mày không cảm thấy mất mặt sao? Diệp Phàm nhìn thiếu chủ thiên môn, chán ghét nói. Soạt! Sắc mặt thiếu chủ thiên môn tối sầm, cậu ta đột nhiên rút súng ra chĩa vào Diệp Phàm, rêu rao, nhóc con, mày có giỏi thì nói lại một lần nữa. Tao không thích bị người ta chĩa súng vào. Mặt Diệp Phàm chợt lạnh, vung tay, nháy mắt khẩu súng trong tay thiếu chủ thiên môn đã bị bóp nát. Thiếu chủ thiên môn nhìn súng bỗng dưng nát vụn trong tay, cậu ta sợ tới ngây người. Ngay sau đó, Diệp Phàm trực tiếp bóp lấy cổ của thiếu chủ thiên môn, nhấc cậu ta lên. Mày, thả tao ra, thiếu chủ thiên môn kêu gào. Thả thiếu chủ ra. Đám người của thiên môn chĩa súng vào Diệp Phàm, hô lên. Răng rắc.
Diệp Phàm hoàn toàn không nói lời dư thừa, bóp nát cơ thể của thiếu chủ thiên môn ngay tại chỗ. Đám người thiên môn nhìn thiếu chủ của bọn họ bị giết, sắc mặt từng người đều thay đổi, tức giận nhìn Diệp Phàm, nói, giết chết hắn, trả thù cho thiếu chủ. Pằng pằng pằng. Trong phút chốc, một đống đạn bắn nhanh về phía Diệp Phàm. Người vây xem xung quanh thấy cảnh này đều hoảng sợ, nhưng điều khiến bọn họ càng chấn động hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ thấy Diệp Phàm tiện tay ném xác của thiếu chủ thiên môn xuống dưới đất, cũng không thèm nhìn những viên đạn đang lao nhanh tới. Kết quả những viên đạn này đều đột nhiên dừng lại ở chỗ cách Diệp Phàm ba tấc, rồi đồng loạt quay trở về, bắn về phía những người nổ súng của thiên môn. Phụt phụt phụt. Chỉ trong nháy mắt, đám người thiên môn này đã bị viên đạn của mình bắn xuyên người, máu tươi bắn tung tóe, tất cả bọn họ đều ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Cảnh này làm tất cả mọi người trên đường đều sợ ngây người. Ngay cả Alice cũng hiện ra ánh mắt kinh ngạc. Sau đó cô ta bước thẳng tới chỗ Diệp Phàm, cúi người nói với hắn, cảm ơn anh đã cứu tôi. Diệp Phàm liếc nhìn Alice, không nói gì nhiều, quay người đi xa. Sở dĩ hắn ra tay chỉ là thấy thiếu chủ thiên môn kia ngứa mắt thôi, đồng thời cũng là để gây ra chút động tĩnh, thu hút sự chú ý của chính phủ Hoa Kỳ, đảm bảo nhóm Đông Phương Hạo Thiên có thể rút lui an toàn. Sao cô còn đi theo tôi? Lúc lâu sau, Diệp Phàm nhìn Alice vẫn cứ đi theo hắn, ngạc nhiên hỏi. Vì đi theo anh, tôi mới có thể sống. Trong mắt Alice lóe lên ánh sáng, trầm giọng nói. Có ý gì? Diệp Phàm liếc nhìn Alice, cô ta trả lời, anh giết thiếu chủ thiên môn trước mặt mọi người, môn chủ thiên môn chắc chắn sẽ truy xét hung thủ, bọn họ không tìm được anh, chỉ có thể tìm tôi, vì vậy tôi đi theo anh mới an toàn. Vậy cô không sợ đến lúc đó người của thiên môn đến tìm tôi, rồi giết luôn cả cô à? Diệp Phàm nói, tôi cảm thấy người của thiên môn không làm gì được anh. Alice nói thẳng. Ồ, tại sao? Diệp Phàm thích thú nhìn Alice, cô ta nhìn hắn, đột nhiên tới gần nói, bởi vì anh là hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Nghe Alice nói, ánh mắt Diệp Phàm ngưng lại, nhìn chằm chằm đối phương. Alice lại mỉm cười, xem ra tôi đoán đúng rồi. Sao cô biết thân phận của tôi? Diệp Phàm hỏi. Vừa nhìn anh đã biết là người Long Quốc, tuổi còn trẻ đã có thực lực mạnh như vậy. Thậm chí ngay cả thiếu chủ thiên môn mà anh nói giết là giết, chắc chắn phải có thân phận mạnh mẽ làm chỗ dựa. Lúc trước tôi có nhận được tin tức, hộ quốc thần tướng tiếng tăm lừng lẫy càn quét đại quân 7 nước kia của Long Quốc đã đến Lạp Châu. Vì vậy tôi đã có suy đoán về thân phận của anh, vừa rồi chỉ là thăm dò thôi, không ngờ lại bị tôi đoán trúng. Alice thản nhiên nói. Cô rất lợi hại. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói. Thần tướng đại nhân. Tôi nghe nói thủ hạ của anh bị đại quân Hoa Kỳ bao vây, anh đến cứu bọn họ đúng không? Trong biểu cảm của anh chắc bọn họ đã được cứu rồi, nhưng anh vẫn chưa rời đi, hơn nữa còn giết người trước mặt mọi người, chắc là muốn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, yểm hộ người của anh rút lui đúng chứ? Alice nhìn Diệp Phàm, đôi mắt lóe lên ánh sáng nhìn xa trông rộng, giống như đã nhìn thấu Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn Alice, trong lòng hắn hơi kinh ngạc, người phụ nữ này đúng là rất thông minh. Cô biết nhiều như vậy, không sợ tôi diệt khẩu à? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn Alice. Alice nhìn Diệp Phàm, tôi tin anh sẽ không làm như vậy, hơn nữa tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Giao dịch gì? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Tôi có thể giải quyết quốc chủ Hoa Kỳ giúp anh, để anh chút giận. Alice to gan nói. Lời nói của cô ta khiến vẻ mặt Diệp Phàm sửng sốt, hắn đánh giá đối phương, chỉ dựa vào cô ư. Chỉ dựa vào tôi tất nhiên không đủ, nhưng nếu như thần tướng đại nhân cứu cha tôi ra, để cha tôi nắm lại gia tộc Ma Long, với địa vị của gia tộc Ma Long ở Hoa Kỳ, cộng thêm sự hỗ trợ của thần tướng đại nhân, để quốc chủ Hoa Kỳ đổi người chắc không thành vấn đề. Gia tộc Ma Long. Ánh mắt Diệp Phàm lấp lóe, hắn không hiểu rõ về thế lực của Hoa Kỳ lắm, nhưng hắn cũng từng nghe nói tới gia tộc Ma Long. Gia tộc Ma Long là tài phiệt đệ nhất Hoa Kỳ, còn là người ủng hộ lớn nhất phía sau chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi một lần lựa chọn và bổ nhiệm quốc chủ Hoa Kỳ đều do gia tộc Ma Long tôi và mấy gia tộc tài phiệt lớn khác quyết định. Alice giới thiệu. Châu bò như vậy sao? Nghe Alice nói, vẻ mặt Diệp Phàm kinh ngạc. Một gia tộc tài phiệt lại có thể lựa chọn và bổ nhiệm chủ một nước, đúng là rất châu bò. Nhưng mà gia tộc cô đỉnh như vậy, sao tên kia lại dám ra tay với cô? Sau đó, Diệp Phàm nhìn Alice tò mò hỏi. Vì gia tộc tôi đã xảy ra biến cố. Chú hai tôi cấu kết với quốc chủ Hoa Kỳ, bắt nhốt cha tôi, cũng tức là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Ma Long,
Thiên Môn cũng tham gia vào vụ này. Cũng may tôi phát hiện kịp lúc, trốn ra ngoài dưới sự yểm hộ của một đám hộ vệ, nhưng lại bị thiếu chủ Thiên Môn kia dẫn người đuổi theo đến nơi này. Alice giới thiệu tỉ mỉ tình hình của cô ta. Cô ta giới thiệu xong, nhìn Diệp Phàm, chỉ cần thần tướng đại nhân có thể giúp tôi cứu cha tôi ra ngoài, để cha tôi đoạt lại quyền khống chế gia tộc Ma Long tôi sẽ ra tay phế quốc chủ Hoa Kỳ. Đồng thời tôi còn có thể đảm bảo, sau này Hoa Kỳ tuyệt đối sẽ không xâm phạm lãnh thổ Long Quốc dù chỉ nửa tấc. Nghe Alice nói, trong mắt Diệp Phàm lấp lóe ánh sáng, nói, được, tôi có thể hợp tác với cô, nhưng tốt nhất cô phải nhớ kỹ lời cô từng nói, nếu không. Mong anh yên tâm, gia tộc Ma Long tôi trước giờ coi trọng danh dự nhất. Alice nghiêm túc nói. Vùng ngoại ô Lạp Châu, có một trang viên khổng lồ chiếm hơn 1000 mẫu đất, cả trang viên được xây dựng vô cùng xa hoa giống như khu vườn hoàng gia vậy. Trang viên này chính là đại bản doanh của gia tộc Ma Long, tài phiệt đệ nhất Hoa Kỳ, được gọi là trang viên Ma Long. Gia tộc Ma Long có lịch sử mấy trăm năm, khống chế 70% kinh tế của Hoa Kỳ, thậm chí sau lưng tài phiệt khác tiếng tăm lừng lẫy trong thương giới của Hoa Kỳ đều có bóng dáng của gia tộc Ma Long, hơn nửa quan chức của Hoa Kỳ cũng có quan hệ rắc rối phức tạp với gia tộc Ma Long. Ở Hoa Kỳ, thực lực của gia tộc Ma Long đủ để ảnh hưởng tới việc lựa chọn và bổ nhiệm quốc chủ mỗi nhiệm kỳ. Quốc chủ Hoa Kỳ nhiệm kỳ này chính là do gia tộc Ma Long đề cử lên. Nhưng quốc chủ nhiệm kỳ này lại có dã tâm rất lớn, không cam lòng bị gia tộc Ma Long khống chế. Vì vậy ông ta đã kết hợp với em trai trưởng lão gia tộc Ma Long, cộng thêm thế lực ngầm siêu cấp của Hoa Kỳ Thiên Môn, ba bên liên thủ chủ tính kỹ càng, cuối cùng đã đánh bại trưởng lão đương nhiệm của gia tộc Ma Long. Giờ phút này, trong biệt thự xa hoa ở trung tâm trang viên Ma Long, một người đàn ông trung niên tóc vàng để râu dài đang ôm hai người mẫu, vẻ mặt hưng phấn đắc ý. Ông ta chính là em trai của trưởng lão đương nhiệm gia tộc Ma Long, Tư Nhĩ. Lúc này, một người đàn ông mặc trường sam màu đen, sắc mặt lạnh lùng giơ ly rượu lên nói với Tư Nhĩ, chúc mừng anh Tư Nhĩ đã trở thành chủ nhân của trang viên này, bây giờ tôi nên gọi anh là tộc trưởng Ma Long mới đúng. Ông ta chính là môn chủ Thiên Môn Hồng Thiên. Ha ha ha, Hồng môn chủ khách sáo rồi, may có lực lượng của Hồng môn chủ, nếu không muốn đánh bại anh trai này của tôi đúng là không dễ dàng. Đáng tiếc để người phụ nữ Alice kia chạy mất rồi, người phụ nữ này thông minh hơn người, thủ đoạn cực mạnh, cô ta trốn thoát chính là tai họa ngầm. Tư Nhĩ cười vang, sau đó vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói. Ông yên tâm, con trai tôi đã dẫn người đuổi theo Alice rồi, cô ta trốn không thoát đâu. Hồng Thiên mỉm cười. Vậy là tốt nhất. Sau này ở Hoa Kỳ, chúng ta chính là dưới một người trên vạn người. Tư Nhĩ cầm một ly rượu vang, uống cạn, cười to. Dưới một người mà ông ta nói tất nhiên chính là quốc chủ Hoa Kỳ, bây giờ mặc dù ông ta đã trở thành chủ nhân mới của gia tộc Ma Long, nhưng lại bị đối phương quản chế. Chỉ là điều này vẫn tốt hơn phải khuất phục bên dưới anh trai ông ta, chỉ có thể quản lý một phần sản nghiệp của gia tộc Ma Long. Lúc này, điện thoại di động của Hồng Thiên chợt vang lên. Ông ta nghe máy, sắc mặt nháy mắt đã thay đổi, đứng phát dậy, kêu lên, sao có thể? Ai làm? Giờ phút này, sắc mặt Hồng Thiên tái mét, cả người tản ra khí tức sát phạt ngút trời, đôi mắt bắn ra sát cơ. Sao vậy? Tư Nhĩ nhìn Hồng Thiên, hỏi. Con trai tôi và người nó dẫn đi đều bị giết chết, Alice được người cứu đi rồi. Hồng Thiên cúp máy, vẻ mặt lạnh lẽo nói. Sao lại như vậy? Ai cứu con nhỏ kia? Lẽ nào là thủ hạ của anh trai tôi? Sắc mặt Tư Nhĩ khó coi nói. Tạm thời vẫn chưa biết, có điều mặc kệ là ai, dám giết con trai tôi nhất định phải khiến hắn sống không bằng chết. Hồng Thiên trực tiếp giống giận. Không hay rồi. Đúng lúc này, một đệ tử Thiên Môn vội vàng chạy vào, kêu lên với Hồng Thiên. Có chuyện gì? Hồng Thiên nhìn đệ tử này, lạnh lùng nói. Có người xông qua cảnh giới của chúng ta, đang tiến về phía trang viên. Thực lực của đối phương rất mạnh, hắn còn giết mấy trăm người của ta. Đệ tử trầm giọng nói. Trước đây, vì phải đối phó với tộc trưởng của gia tộc Ma Long, Hồng Thiên phái mấy chục vạn đệ tử bao vây toàn bộ trang viên Ma Long trong bán kính một dặm, tạo thành một hàng rào, không ai được phép tiếp cận. Kẻ nào to gan như vậy? Hồng Thiên lạnh nhạt nói. Con không biết, chỉ biết là một nam một nữ, người phụ nữ đó dường như là đại tiểu thư của gia tộc Ma Long. Đệ tử nói. Alice, lúc này Tư Nhĩ hơi giật mình. Ánh mắt Hồng Thiên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nói, chẳng lẽ người bên cạnh cô ta lại là hung thủ giết con trai ta? Truyền lệnh của ta, không cần ngăn cản,
cho bọn họ vào, đồng thời thông báo cho tất cả đệ tử Hồng Môn đến. Dưới mệnh lệnh của Hồng Thiên, một lượng lớn đệ tử Hồng Môn đi về phía trang viên Ma Long, mà một nam một nữ đến trang viên Ma Long mà không bị cản trở gì. Hai người này tất nhiên chính là Diệp Phàm và Alice. Diệp Phàm không triệu tập ai, trực tiếp đem theo Alice, hai người mạnh mẽ đột nhập vào trang viên Ma Long. Bịch bịch bịch. Lúc này, Tư Nhĩ và Hồng Thiên trực tiếp đi ra, xung quanh có rất nhiều hộ vệ của gia tộc Ma Long và đệ tử của Thiên Môn, cộng thêm mấy chục vạn người, bí mật vây quanh nơi này. Cháu gái ngoan của tôi, cô còn dám trở về sao, dũng khí cũng không nhỏ đấy nhỉ. Tư Nhĩ nhìn Alice hừ lạnh nói. Gia tộc Ma Long là nhà của tôi, tại sao tôi lại không dám trở về? Ngược lại là ông đấy, thông đồng với người ngoài, phản bội gia tộc, giam cầm tộc trưởng, ông còn có mặt mũi nào mà ở lại đây, ông thử hỏi xem ông có còn xứng đáng với liệt tổ liệt tông của gia tộc Ma Long không? Alice chỉ thẳng vào người chú hai của mình mà lạnh lùng quát. Ngươi là ai, kẻ giết con trai ta chính là ngươi có đúng không? Đột nhiên, Hồng Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm rồi quát lớn. Ta đã từng giết rất nhiều người, con trai ngươi là vị nào ấy nhỉ? Diệp Phàm nhếch môi. Anh ta chính là môn chủ Thiên Môn Hồng Thiên. Alice giới thiệu với Diệp Phàm, hắn nhìn Hồng Thiên, lạnh lùng nói, à, con trai của ngươi chính là tên thiếu chủ Thiên Môn kia à, gã đúng là bị ta giết đấy. Nghe thấy Diệp Phàm thừa nhận đã giết chết con trai mình, đồng tử của Hồng Thiên đông cứng lại, một cỗ sát ý ngút trời từ trong cơ thể anh ta bộc phát. Một sát ý kinh khủng bao phủ bốn phía, tạo thành một cỗ uy áp đáng sợ. Dám giết con trai ta, ta muốn ngươi chết. Hồng Thiên tức giận gầm lên, lao thẳng về phía Diệp Phàm. Rắc! Kết quả là, ngay khi Hồng Thiên vừa lao đến trước mặt Diệp Phàm, đã bị hắn dùng một tay bẻ gãy cổ. Vị môn chủ Thiên Môn này mở to mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Dầm! Diệp Phàm phất tay một cái, thân thể Hồng Thiên tùy ý bị hắn ném xuống đất. Lúc này, toàn bộ biểu cảm của Tư Nhĩ cứng đờ, sau đó ông ta phản ứng lại, nhìn Diệp Phàm rồi hét lớn, giết hắn, mau giết hắn. Ngay khi lời nói của Tư Nhĩ vang lên, những thị vệ của gia tộc Ma Long và đệ tử Thiên Môn lần lượt nổ súng về phía Diệp Phàm. Păng păng păng. Nhất thời, đạn đầy trời bắn về phía Diệp Phàm, như muốn bắn hắn thành một cái sàng. Nhưng ngay khi những viên đạn này đến trước mặt Diệp Phàm, chúng đã khựng lại. Diệp Phàm vung tay lên. Toàn bộ đạn đều trở về theo đường cũ, bắn về phía đám hộ vệ gia tộc Mạc Long và đệ tử Thiên Môn. Phập phập phập. Trong chớp mắt, đệ tử của Thiên Môn cùng hộ vệ của gia tộc Ma Long bị bắn chết, đội ngũ mấy chục vạn người trực tiếp mất hơn phân nửa. Về phần những người còn lại, tất cả đều sững sờ, vẻ mặt đông cứng, trái tim bàng hoàng đến mức sắp ngừng đập. Mà Tư Nhĩ nhìn Diệp Phàm cũng không biết nên nói cái gì, ông ta chỉ vào Diệp Phàm, ngươi. Cuối cùng. Tư Nhĩ không thể nói gì, Diệp Phàm từng bước đi về phía ông ta. Bịch, bịch. Đúng lúc này, hai người áo đen đột nhiên xuất hiện, chặn lại trước mặt Tư Nhĩ, bọn họ toát ra uy áp đáng sợ, có vẻ bọn họ chính là hai vị cường giả đỉnh cao của gia tộc Ma Long. Nhanh, các ngươi mau giết hắn. Tư Nhĩ ra lệnh cho hai tên cường giả. Các ngươi là do cha ta bồi dưỡng, chẳng lẽ cũng muốn cấu kết với tên này làm chuyện xấu sao? Lúc này, Alice hét lên với hai người vị cường giả. Đại tiểu thư, bây giờ không phải là thời của phụ thân cô tốt nhất không nên phản kháng, nếu không thì đừng trách. Hai tên cường giả nhìn Alice với vẻ khinh thường, nhưng bọn họ cũng không thể nói hết lời, bởi vì vào lúc này, hai cánh tay trực tiếp bóp cổ họ. Rắc, rắc. Khi hai tiếng gãy xương vang lên, hai cường giả của gia tộc Ma Long còn không kịp phản ứng đã bị bóp gãy cổ, mà người ra tay chính là Diệp Phàm. Lúc này hai cường giả hàng đầu của gia tộc Ma Long bị giết, Tư Nhĩ đã hoàn toàn chết lặng. Diệp Phàm tiến lên một bước, trực tiếp bóp lấy cổ họng đối phương, lạnh lùng nói, cha của Alice đâu? Ông ta bị quốc chủ mang đi. Tư Nhĩ nói với vẻ mặt đau đớn. Ngay khi tên này vừa nói xong, đã bị Diệp Phàm bóp nát yết hầu. Không ngờ cha tôi lại bị quốc chủ bắt đi, lần này có vẻ khá phiền toái. Alice cau mày, Diệp Phàm xem thường nói. Không có gì là phiền phức cả, tên quốc chủ kia đã đang ở Hoa Kỳ, vậy thì chúng ta trực tiếp đi tới đó, vừa vặn tôi cũng phải tính sổ với đối phương. Sau đó, Diệp Phàm đi đến thủ đô của Hoa Kỳ. Mà khi quốc chủ Hoa Kỳ biết chuyện này, ánh mắt của ông ta ngưng lại, lóe lên sự lạnh lùng, nói, tên này vậy mà mạnh như vậy. Ngay cả Tư Nhĩ cùng nhiều vũ khí hạng nặng như thế cũng không thể giết chết hắn.
quốc chủ, bây giờ đối phương đang đến đây, mà đối phương còn cấu kết với đại tiểu thư của gia tộc Ma Long giết Tư Nhĩ, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Lúc này, một tên tâm phúc bên cạnh quốc chủ Hoa Kỳ lên tiếng. Nếu hắn đã muốn tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn cho hắn. Lập tức liên hệ với gia tộc Hoàng Kim. Quốc chủ Hoa Kỳ quát lên. Tên tâm phúc khi nghe thấy bốn chữ gia tộc Hoàng Kim, đồng tử khẽ co lại, nội tâm chấn động. Gia tộc Hoàng Kim, đó là thế lực lâu đời nhất, cường đại nhất ở Hoa Kỳ. Gia tộc Hoàng Kim này có truyền thừa lịch sử lâu đời, mỗi tộc trưởng của gia tộc Hoàng Kim đều ẩn chứa huyết mạch Hoàng Kim mạnh mẽ trong cơ thể. Một khi huyết mạch Hoàng Kim được kích phát, họ có thể có sức mạnh tối cao, vì vậy thực lực của gia tộc Hoàng Kim này vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, gia tộc Hoàng Kim giấu kín sau màn, hiếm khi xuất hiện, cũng không có nhiều người biết về họ. Ở Hoa Kỳ, gia tộc Hoàng Kim là điều cấm kỵ, không ai dám khiêu khích, kể cả gia tộc Ma Long, cũng dám khiêu khích gia tộc Hoàng Kim. Chỉ là điều mà vị tâm phúc của quốc chủ Hoa Kỳ này không ngờ tới chính là quốc chủ vậy mà thật sự có liên hệ với gia tộc Hoàng Kim, còn có thể ra lệnh cho bọn họ xuất thủ, ẩn tàng thật sự đủ sâu, trách không được lại dám công kích gia tộc Ma Long. Sau đó, khi màn đêm buông xuống, Diệp Phàm và Alice xuất hiện ở thủ đô của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khi đến đây bọn họ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, điều này khiến Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Họ đi thẳng về phía Hoàng Cung Hoa Kỳ. Chẳng mấy chốc, hai người họ đã đến bên ngoài Hoàng Cung, nhưng nơi này hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí còn không nhìn thấy một bóng người. Chắc lẽ đã chạy trốn cả rồi, hay là đang chơi trò vườn không nhà trống với chúng ta? Diệp Phàm nhếch môi. Cẩn thận có trá. Alice nói với vẻ mặt cảnh giác. Ngươi là hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Đột nhiên, một giọng nói băng lãnh vô tình truyền đến từ phía sau Diệp Phàm. Diệp Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo giáp màu hoàng kim, cầm một thanh trường kiếm màu vàng kim xuất hiện sau lưng hắn ta, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, tràn ngập ý chí chiến đấu mãnh liệt, thân thể tràn ngập uy áp khiến người ta nghẹt thở. Ngươi là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương một chút rồi hỏi. Ta là người của gia tộc Hoàng Kim, hôm nay ta được lệnh đến giết ngươi. Người đàn ông thờ ơ nói. Gia tộc Hoàng Kim. Diệp Phàm sững sờ, Alice nhìn đối phương với vẻ mặt kinh ngạc, người thật sự là người của gia tộc Hoàng Kim. Gia tộc Hoàng Kim này rất lợi hại sao? Diệp Phàm nhìn Alice hỏi, cô ta trực tiếp giới thiệu cho hắn về gia tộc Hoàng Kim. Sau khi giới thiệu, Alice vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng trách quốc chủ Hoa Kỳ lại có dũng khí ra tay với cha ta như vậy, hóa ra ông ta lại móc nối với gia tộc Hoàng Kim. Được rồi, ngươi có thể chết. Vị cường giả của gia tộc Hoàng Kim này nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói, giống như một thẩm phán đang tuyên án tử hình. Trong phút chốc, một tiếng động lớn phát ra từ thân thể của vị cường giả của gia tộc Hoàng Kim này, một cỗ sức mạnh ngập trời bộc phát, thanh trường kiếm trong tay hắn ta nở rộ ánh hào quang rực rỡ như cầu vồng. Hắn ta vung kiếm, chém thẳng về phía Diệp Phàm. Ầm ầm. Một kiếm này hạ xuống, một tiếng động kinh thiên động địa truyền đến. Một đạo ánh kiếm màu vàng kim cao mấy trăm trượng phá không mà ra, tách màn đêm làm đôi, chém về phía Diệp Phàm. Sự rực rỡ của thanh kiếm này trực tiếp biến màn đêm thành màu vàng kim, vô cùng chói mắt. Cẩn thận. Alice hét lên với Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm đối mặt với một kiếm này, vẻ mặt lại rất bình tĩnh. Keng. Ngay khi thanh kiếm màu vàng kim này sắp rơi vào trên người Diệp Phàm, hắn vung nắm đấm, trực tiếp đánh ra. Quỳnh! Một quyền của Diệp Phàm bộc phát, uy lực của Long Tượng quyền bộc phát, thanh kiếm màu vàng kim vỡ vụn ngay tại chỗ, hóa thành hư vô, một quyền này của hắn trực tiếp đánh về phía người vị cường giả của gia tộc Hoàng Kim kia, sắc mặt của hắn ta thay đổi, giơ kiếm lên ngăn cản, truyền ra tiếng sấm rền. Phụt! Người đàn ông bị đánh gục ngay tại chỗ. Đập xuống đất phun máu, thanh kiếm trong tay tức thì bị vỡ vụn. Mà Diệp Phàm đang định xuất thủ giết chết đối phương hoàn toàn, nhưng một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ thể nội đối phương, máu trong cơ thể hắn ta lập tức biến thành màu vàng kim, ánh sáng vàng kim chói mắt không gì sánh được từ trong thể nội hắn ta bộc phát, trực tiếp bao phủ toàn bộ thủ đô của Hoa Kỳ, biến đêm đen này thành ban ngày. Giờ phút này, thực lực của vị cường giả của gia tộc Hoàng Kim này tăng vọt điên cuồng, tràn ngập áp bách nghẹt thở. Sự thay đổi của hắn ta như thế này chính là đặc thức tỉnh huyết mạch Hoàng Kim chỉ có ở gia tộc Hoàng Kim. Hoàng Kim chiến quyền. Đôi mắt người đàn ông phát kim quang, hắn ta nhìn Diệp Phàm gầm lên giận dữ, tung một quyền về phía hắn. Duỳnh. Một quyền này nổ tung, một tiếng nổ trong không khí vang lên chói tai,
toàn bộ không gian dường như nổ tung, nắm đấm lóe lên kim quang, giống như mặt trời bình minh giáng xuống, uy thế quá dọa người. Và khi anh ta đấm ra, khoảng trống lần lượt gợn lên mà mắt thường có thể nhìn thấy được, điều này cho thấy cú đấm của đối phương mạnh đến mức nào. Ngay cả Diệp Phàm cũng cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Long tượng quyền. Diệp Phàm trực tiếp vận chuyển long tượng bàn nhược công, uy lực của ngũ long bát tượng đều bộc phát, hóa thành long tượng quyền uy sát mà ra, ngay cả sức mạnh của nhục thân và sức mạnh tu luyện của chính mình đều bùng bạo phát, khiến uy lực của một quyền này càng đáng sợ. Ầm ầm. Hai nắm đấm cực kỳ kinh khủng này trực tiếp đập vào nhau như sao hỏa va vào trái đất, một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng ngập trời bộc phát. Mặt đất dưới chân họ nổ tung thành từng khúc một, không khí xung quanh đã hoàn toàn bị xóa sổ, Alice thậm chí bị đánh bay ra ngoài. Chết! Diệp Phàm trong miệng phun ra một chữ, trực tiếp quát lên. Một cỗ lực lượng ngập trời lại bộc phát ra từ một quyền này của hắn, lấy tư thái không thể phản kích để đè bẹp đối phương. Cuối cùng toàn thân hắn ta nổ tung, chia năm xẻ bảy, biến thành một cỗ thi thể chân cụt tay đứt. Bộp, bộp, bộp. Đúng lúc này, một chàng vỗ tay vang lên, tiếp theo là một giọng nói. Tuổi còn trẻ đã mạnh mẽ như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Caesar phản bội liên minh chúng thần để quy phục ngươi. Lời này vừa vang lên, ánh mắt Diệp Phàm nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, ngay phía trước Diệp Phàm, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đi tới. Người đàn ông vỗ tay nhìn Diệp Phàm, mặt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Đối phương nhìn qua có vẻ bình dị gần gũi, nhưng từ trên người ông ta Diệp Phàm lại cảm giác được sự nguy hiểm rất mạnh. Ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đối phương. Tôi tên là Ma Hạt, đến từ Liên minh Chúng Thần. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Phàm mỉm cười nói. Liên minh Chúng Thần. Diệp Phàm nhướng mày nói, các người vì Đại đế Caesar phản bội Liên minh Chúng Thần. Thần phục tôi nên mới tới đây. Đúng vậy, qua nhiều năm như vậy Caesar là người đầu tiên phản liên minh chúng thần, vậy nên ông ta nhất định phải chết, mà cậu, dám can đảm thu nhận người của liên minh chúng thần cũng sẽ phải chết. Đương nhiên nể mặt cậu có thiên phú mạnh như vậy, nếu đồng ý gia nhập liên minh chúng thần, tôi có thể xin phía trên, tha cho cậu một mạng. Ma Hạt thản nhiên nhìn Diệp Phàm. Tha cho tôi một mạng. Ha ha. Diệp Phàm khẽ cười một tiếng, nói. Khẩu khí quả thật không nhỏ. Có vẻ như cậu không bằng lòng. Ma Hạt nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh lẽo. Ông vẫn nên nghĩ xem, đêm nay có giữ được cái mạng của mình nữa hay không đi. Diệp Phàm quát một tiếng rồi trực tiếp vung quyền về phía đối phương. Ầm. Đòn đánh của Diệp Phàm mang theo sức mạnh cuồn cuộn bộc phát ra với thế không thể đỡ. Vẻ mặt Ma Hạt lạnh lẽo, một tay ông ta hóa thành móng bò cạp. Ánh mắt hiện rõ sự u ám rồi vung chảo chộp về phía Diệp Phàm, đầu móng vuốt sắc bén của ông ta có màu xanh đậm, trông càng thêm đáng sợ dưới màn đêm đen tối. Trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phàm và móng vuốt của đối phương chạm nhau, truyền ra tiếng nổ rung trời. Bịch bịch bịch. Sau cú va chạm, cơ thể hai bên lần lượt lui về phía sau. Thực lực của cậu cũng mạnh đấy, đáng tiếc đã trúng độc bỏ cạp của tôi, cậu sắp phải chết rồi. Ma Hạt lắc đầu nhìn Diệp Phàm. Độc bỏ cạp. Diệp Phàm nhìn nắm tay của mình, mặt trên có vài vết xước, còn những đốm màu xanh lam, rõ ràng những ánh sáng màu xanh lam trên đầu móng vuốt của Ma Hạt chính là kịch độc. Dùng độc với tôi, ông xem tìm sai người rồi. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh thẳng vào Ma Hạt. Sao cậu lại không trúng độc? Ma Hạt nhìn thấy Diệp Phàm chẳng hề có vấn đề gì, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi, biểu cảm trở nên vô cùng khiếp sợ. Độc bò cạp trong tay ông ta được tinh luyện từ 99 loại độc mạnh nhất trên thế giới, mỗi một loại trong số đó đều có thể độc chết người, có thể tưởng tượng được 99 loại độc được kết hợp với nhau sẽ đáng sợ như thế nào, cho dù là cường giả tôn cảnh khi dính vào cũng không sống nổi 10 giây, nhưng Diệp Phàm lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chuyện này đương nhiên khiến cho ông ta hoảng sợ. Nhưng chưa đợi cho Ma Hạt hết khiếp sợ, nắm đấm của Diệp Phàm đã tiếp tục đánh tới, lần này hắn đã sử dụng sức mạnh long tượng. Long tượng khủng bố hiện ra, phóng thẳng về phía Ma Hạt. Vẻ mặt Ma Hạt khựng lại, ông ta dốc toàn lực để ngăn cản đòn tấn công. Ầm ầm. Ngay lập tức, ngũ long bát tượng trực tiếp đối đầu với Ma Hạt, phát ra tiếng nổ rung trời. Đòn va chạm này bộc phát ra năng lượng khủng bố, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ rồi lún xuống. Phụt. Ma Hạt phun ra một ngụm máu tươi, ông ta bị sức mạnh long tượng đánh bay ra ngoài, nện trên mặt đất. Cậu. Lúc này Ma Hạt trừng to mắt,
ông ta không thể tin nổi. Diệp Phàm từng bước hướng về đối phương đi đến, lạnh lùng nói, thực lực của ông thế này là không được rồi, tôi còn tưởng liên minh chúng thần mạnh lắm cơ. Vụt, lời này của Diệp Phàm khiến vẻ mặt Ma Hạt trầm xuống, ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc lạnh, ông ta trực tiếp uống một viên thuốc, cơ thể lập tức bộc phát ra cỗ năng lượng cuồn cuộn. Ma Hạt đứng lên, trên người bộc phát ra khí tức ngút trời, trên da thịt hiện ra từng hoa văn màu đen, lan rộng ra khắp cơ thể. Ma Hạt chi lực, thức tỉnh. Ngay sau đó, Ma Hạt gầm lên. Lúc này, máu trong cơ thể Ma Hạt như sôi trào, bùng phát ra một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố. Chỉ trong giây lát, Ma Hạt lao về phía Diệp Phàm, móng vuốt chộp thẳng lên đầu hắn. Hiện tại, cho dù là tốc độ hay lực tấn công của Ma Hạt đều chênh nhau rất nhiều so với vừa rồi. Đối mặt với cú đánh của đối phương, Diệp Phàm lại đấm ra một quyền, cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể cũng được bộc phát, mạnh mẽ đón lấy móng vuốt sắc bén của đối phương, hai bên chạm nhau vang lên tiếng nổ lớn. Phá! Diệp Phàm như gầm lên, dốc toàn bộ sức mạnh của bản thân, đánh nát móng vuốt sắc nhọn của Ma Hạt, nghiền ép Ma Hạt chi lực trong cơ thể ông ta. Răng rắc! Cánh tay phải Ma Hạt nứt toác, cả người ông ta bay ra xa mấy chục mét. Ngay khi Diệp Phàm muốn tiến lên giải quyết sạch gọn, đối phương lại ném ra một viên đạn khói, nhân cơ hội chạy trốn. Diệp Phàm nhướng mày, vừa rồi lực lượng bộc phát từ trong cơ thể đối phương quả thật rất mạnh, vậy mà có thể đỡ được một đòn dùng toàn lực của hắn. Một trưởng dùng toàn bộ sức mạnh của hắn cho dù là cường giả thánh cảnh cũng không ngăn được, chắc chắn sẽ nổ tung mà chết, đối phương lại chỉ là mất một cánh tay, có thể thấy được cỗ lực lượng trong cơ thể ông ta mạnh như thế nào. Liên minh chúng thần, thú vị. Diệp Phàm lẩm bẩm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Alice đang ở phía xa rồi đi tới nói, cô không sao chứ? Không sao. Nhưng mà anh lại đánh bại chiến thần Ma Hạt, chiến thần 12 chòm sao của liên minh chúng thần, đúng là kinh khủng. Alice nhìn Diệp Phàm nói. Chiến thần 12 chòm sao? Chiến thần Ma Hạt? Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Lúc trước tôi có nghe cha nhắc tới một số chuyện liên quan tới liên minh chúng thần, bọn họ có 12 chiến thần được lấy theo tên của 12 chòm sao. Bên trong cơ thể mỗi người đều có sức mạnh tương ứng với 12 chòm sao, một khi bộc phát ra thì sẽ cực kỳ khủng bố. 12 chiến thần này chính là lực lượng vũ trang đối phó với bên ngoài của liên minh chúng thần, chỉ cần là việc mà liên minh chúng thần muốn làm hoặc muốn giết ai thì đều sẽ phái chiến thần 12 chòm sao đi. Alice giảng giải chi tiết cho Diệp Phàm. Hóa ra là như vậy. Diệp Phàm bĩu môi, nói, được rồi, trước tiên mặc kệ cái gì mà chiến thần 12 chòm sao này đi. Chuyện chính quan trọng hơn. Lúc này Diệp Phàm đi về phía Hoàng cung Hoa Kỳ, mở cánh cửa lớn ra. Két! Khi cánh cửa mở ra, bên trong lập tức sáng như ban ngày. 10 vạn đại quân võ trang đầy đủ, vũ khí trong tay bọn họ nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Trên bậc thang phía sau 10 vạn đại quân, là một bóng dáng tràn đầy uy nghiêm, người này chính là quốc chủ Hoa Kỳ. Lúc này, quốc chủ nhìn thấy Diệp Phàm xuất hiện thì vẻ mặt vô cùng khó coi. Đối phương xuất hiện ở đây lúc này, chứng tỏ người của gia tộc Hoàng Kim đã thất bại. Ngay cả người của gia tộc Hoàng Kim cũng không đối phó được người này, khiến trong lòng quốc chủ Hoa Kỳ sinh ra nỗi tuyệt vọng, nhưng ông ta không muốn từ bỏ như vậy, ông ta định đánh một trận cuối cùng. Giết! Quốc chủ Hoa Kỳ trực tiếp hạ lệnh. Mệnh lệnh vừa dứt, 10 vạn đại quân tinh nhuệ liền tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm vung thanh kiếm ngắn, giết từng người một. Tiếp theo, một cuộc chiến lớn nổ ra. Trận chiến này, Diệp Phàm lấy một trọi 10 vạn. Hắn một người một kiếm như thiên thần hạ phàm, vung từng nhát kiếm không thể chống đỡ, giết 10 vạn đại quân tan tác. Cứ như vậy, Diệp Phàm một đường dẫm lên thi thể của những chiến sĩ Hoa Kỳ đi về phía trước, bất kể hai chắn trước mặt đều bị hắn chém thành hai nửa. Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới công kích của bọn họ. 3 phút sau, 10 vạn đại quân bị giết chỉ còn lại không tới 1.000 người. 30 giây sau, toàn bộ số người còn lại đều ngã xuống dưới kiếm của hắn. Đến lúc này, 10 vạn đại quân tinh nhuệ nhất Hoa Kỳ đã hủy trong tay Diệp Phàm. Vụt! Diệp Phàm toàn thân đầy máu đứng trước mặt quốc chủ Hoa Kỳ, hắn chỉ kiếm vào đối phương lạnh lùng nói, ông muốn chết thế nào? Long Quốc sinh ra một hộ quốc thần tướng như cậu, xem ra ông trời cũng không cho Long Quốc diệt vong. Quốc chủ Hoa Kỳ cảm thán nói, Long Quốc vĩ đại đã đứng sừng sững trên thế giới này hàng nghìn năm. Sao có thể để cho đất nước mới ra đời cách đây vài trăm năm tùy ý hủy diệt? Diệp Phàm khinh thường nói, được rồi, đừng có nói nhảm nữa, chuẩn bị chịu chết đi.
Đột nhiên trong tay quốc chủ hoa lấy ra một cái điều khiển từ xa, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, nếu ngươi dám đụng tới chấm sẽ lập tức ấn xuống cái nút này, ngươi có biết cái nút này ấn xuống sẽ có hậu quả gì không? Diệp Phàm chăm chú nhìn cái nút, hắn lạnh giọng nói, đây là thứ đồ chơi gì? Đây là nút điều khiển của một loại tên lửa đẳng cấp thế giới do Hoa Kỳ mới nghiên cứu phát triển. Một khi nhấn xuống, tên lửa sẽ ngay lập tức được phóng về phía Long Quốc. Đến lúc đó, cho dù không diệt được thì Long Quốc cũng sẽ biến thành một đống đổ nát. Quốc chủ Hoa Kỳ hừ lạnh nhìn Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm nghe xong thì vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, kiếm trong tay hắn vung lên, chớp mắt đã chặt đứt bàn tay đang nắm điều khiển từ xa của quốc chủ Hoa Kỳ. A! À, quốc chủ Hoa Kỳ kêu gào thảm thiết, điều khiển đã rơi vào trong tay Diệp Phàm. Bây giờ ông còn gì để uy hiếp được tôi? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn quốc chủ Hoa Kỳ, vẻ mặt đối phương trở nên vô cùng khó coi. Nếu không có, vậy ông đi chết đi. Diệp Phàm thẳng tay chém tới. Vút! Đột nhiên từ trong không trung, một con dao lưỡi cong màu đen bắn nhanh tới, đánh lên kiếm của Diệp Phàm làm kiếm lệch đi hướng khác. Lúc này, bóng dáng của hai người mặc áo khoác dài đen xuất hiện, một trong số đó nắm chặt thanh đao lưỡi cong kia. Mà Diệp Phàm lạnh lùng nhìn hai người này, các người lại từ đâu tới? Hộ quốc thần tướng Long Quốc, cậu dựa vào vũ cường đại tùy ý làm sằng bậy, còn mưu toan giết chết quốc chủ một nước, phá hủy nghiêm trọng cân bằng thế giới, lập tức đi theo chúng ta. Hai người này lớn giọng quát. Rốt cuộc các người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Trọng tài thế giới. Hai người đồng thanh đáp. Trọng tài thế giới. Diệp Phàm nghe hai người kia nói vậy thì nhướng mày. Hắn chưa từng nghe tới tổ chức này. Người của sở tài quyết đến rồi. Ha ha, danh con, người không giết được chấm đâu. Lúc này, quốc chủ Hoa Kỳ biết được thân phận của hai người này thì kích động cười lớn, ông ta giống như người sắp chết gặp được cọng rơm cứu mạng. Phụt, chỉ là vị quốc chủ này còn chưa vui nổi một giây đồng hồ, kiếm trong tay Diệp Phàm nhanh như chớp vung ra, lập tức chém đầu ông ta rơi xuống. Cái đầu của quốc chủ Hoa Kỳ bay lên cao rồi lăn xuống đất, hai mắt trừng lớn, biểu cảm trên gương mặt cứng lại, như là không thể nào tưởng tượng nổi. Quốc chủ không bao giờ nghĩ tới, ngay khi ông ta tưởng mình đã lên thiên đường thì ngay lập tức lại bị đánh văng trở lại địa ngục, có thể nói là vui quá hóa buồn. Mà vừa rồi Diệp Phàm ra tay nhanh đến nỗi ngay cả hai người của sở tài quyết cũng không kịp phản ứng, bọn họ nhìn quốc chủ Hoa Kỳ bị giết, cả hai nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt lạnh như băng, cậu dám giết quốc chủ Hoa Kỳ. Long quốc hộ quốc thần tướng, cậu đã phá hỏng nghiêm trọng cân bằng của thế giới này, hôm nay chúng tôi lấy thân phận người của sở tài quyết tiến hành phán quyết với cậu. Lúc này, hai người nắm trong tay thanh đao lưỡi cong phóng thẳng về phía Diệp Phàm. Phút phút, cơ thể đối phương lóe lên giống như hai mũi tên sắc bén, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phàm, thanh đao trong tay họ nhắm thẳng vào chỗ hiểm với tốc độ cực kỳ nhanh. Keng, keng, kiếm trong tay Diệp Phàm vung lên ngăn cản đòn tấn công của đối phương, lưỡi dao sắc bén của hai bên va chạm nhau truyền ra tiếng kim loại leng keng chói tai. Bịch bịch bịch, ngay sau đó, hai bên lần lượt lui về phía sau. Diệp Phàm lùi nhiều hơn, bởi vì hai người này đều là thánh giả đã nhập thánh. Không ngờ hai người đều nhập thánh rồi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Vừa rồi hai người này không bộc lộ hơi thở, Diệp Phàm cũng không nhận ra thực lực của bọn họ, không ngờ đều đã bước vào thánh cảnh. Cường giả thánh cảnh cũng không phải là rau cải trắng mà đi đâu cũng có thể nhìn thấy. Nhưng sở tài quyết vừa ra tay đã phái ra hai vị thánh giả, uy thế này cũng đủ lớn. Phút, phút. Lúc này, hai thanh đao trong tay đối phương lao nhanh về phía Diệp Phàm, xé rách không gian, nhắm thẳng vào chỗ hiểm của hắn. Diệp Phàm lần nữa vung kiếm đánh bay hai thanh đao, đối phương trực tiếp thi triển ấn quyết, bọn họ hô lớn, tài quyết chi vực. Ầm, ầm. Chỉ trong nháy mắt, trên người họ bộc phát ra cỗ uy thế khủng bố, ánh sáng đỏ ngập trời thổi quét ra. Hai luồng dáng hòa vào nhau hình thành một lĩnh vực tối cao, bao phủ Diệp Phàm ở bên trong. Lĩnh vực này giáng xuống, Diệp Phàm phát hiện mình bị vây trong một không gian đỏ như máu, xung quanh mùi máu nồng nặc, phía trước là một biển máu cuồn cuộn, thi thoảng lại có những tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như đi vào địa ngục. Diệp Phàm cau mày, ở trong lĩnh vực này, toàn thân hắn, bao gồm cả lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế rất lớn. Lĩnh vực được thánh giả thi triển vốn đã cường đại. Huống chi còn là hai thánh giả hợp sức với nhau, sức mạnh khủng bố xen lẫn bên trong khiến cho lĩnh vực này khuếch tán vô tận, quả thật là kinh khủng. Tài quyết chi nhận. Lúc này,
Hai vị tài quyết đứng ở đó lớn giọng quát với vẻ mặt lạnh như băng, giống như người xét xử chân chính của địa ngục, muốn tiến hành phán quyết đối với Diệp Phàm. Ngay sau đó, hai thanh đao kia tản ra ánh sáng màu đen, bộc phát ra uy thế vô cùng khủng bố, bọn họ như dung hợp tất cả lực lượng của lĩnh vực để giết chết Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm bị lĩnh vực áp chế, đối mặt với hai thanh kiếm sắc bén đang muốn lấy mạng của mình, ngăn cản là chuyện vô cùng khó khăn. Thời khắc mấu chốt, Long Tỷ trong cơ thể Diệp Phàm lần nữa vọt ra, bộc phát ra ánh sáng vàng ngập trời, tiếng rồng gầm đã khiến hai lưỡi dao sắc bén nổ tung ngay tại chỗ. Ánh sáng vàng của Long Tỷ cũng đánh thẳng lên lĩnh vực có màu đỏ như máu này. Sau khi lĩnh vực gặp phải ánh sáng của Long Tỷ, không như. Lĩnh vực này sau khi gặp được kim quang Long Tỷ bộc phát, tựa như hàn băng gặp phải ngọn lửa cháy rực, nhanh chóng bị phá giải. Cuối cùng. Lĩnh vực được hai đại thánh giả hợp sức thi triển đã bị ánh sáng rực rỡ của Long Tỷ phá vỡ, biến thành hư vô. Hai vị trọng tài đến từ sở tài quyết bay ra ngoài, nện xuống đất hộc máu. Phút, Long Tỷ lại quay trở lại trong cơ thể Diệp Phàm, hắn thở phào một hơi, ánh mắt lóe lên. Long Tỷ ba lần bốn lượt giúp hắn, điều này quả thực Diệp Phàm chưa hề nghĩ tới, xem ra Long Tỷ này không đơn giản như những gì hắn tưởng tượng. Cậu! Lúc này hai vị trọng tài kia nằm trên mặt đất, ánh mắt trừng thật to nhìn Diệp Phàm. Phụt, phụt. Diệp Phàm cũng không nói nhảm mà thẳng tao vung kiếm chém hai người họ, máu tươi bắn ra, đối phương đã bị hắn giết chết. Sau khi hai người bị giết, trận chiến này xem như kết thúc. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, tất cả đều trừng to mắt ngây ra như phỗng. Alice tìm thấy người cha bị giam giữ của mình Morgan, sau đó giới thiệu Diệp Phàm với cha mình. Đa tạ thần tướng đại nhân ra tay cứu giúp. Morgan cúi người cảm tạ Diệp Phàm. Tôi giúp cũng vì bản thân mình mà thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói, nhưng tôi hy vọng cô Alice có thể nhớ kỹ những gì đã đồng ý với tôi. Xin thần tướng đại nhân yên tâm, quốc chủ mới của Hoa Kỳ sẽ tiến hành thiết lập quan hệ ngoại giao với Long Quốc trên mọi mặt, sẽ không bao giờ xâm phạm lãnh thổ Long Quốc dù chỉ một tấc. Morgan cam đoan với Diệp Phàm. Tốt nhất là như vậy. Nếu tôi đã có thể giết quốc chủ Hoa Kỳ thì cũng có thể diệt cái gọi là đệ nhất tài phiệt của các người. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dứt lời, hắn trực tiếp rời khỏi nơi này. Morgan nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Phàm, hai mắt ông sáng lên, người này quả thật là quả thực là rồng phượng trong biển người thường. Lúc này, Morgan nhìn Alice nói, Alice, nghĩ cách trở thành phụ nữ của cậu ta. Ặc, nghe được lời của cha mình, vẻ mặt Alice thay đổi, ánh mắt cô lóe lên. Bọn họ là... Đột nhiên Morgan chú ý tới thi thể của hai vị tài quyết, nhìn quần áo của bọn họ, biểu cảm trên gương mặt Morgan biến đổi. Bọn họ tự xưng là trọng tài của sở tài quyết, nói thần tướng đại nhân phá hủy cân bằng thế giới, giết chết quốc chủ Hoa Kỳ, nên muốn tiến hành phán quyết, kết quả bị Diệp Phàm giết chết. Alice giải thích, cô nói tiếp, à đúng rồi cha, sao con chưa bao giờ nghe thấy sở tài quyết, bọn họ là thế lực nào vậy? Không ngờ cậu ta lại thu hút cả sở tài quyết thế giới tới, còn giết hai vị trọng tài, lần này sợ là sẽ gặp phải phiền phức lớn. Morgan nghiêm túc nói. Cha, sở tài quyết kia rất đáng sợ sao? Alice hỏi. Sở tài quyết thế giới chính là thế lực duy khiến liên minh chúng thần phải kiêng kỵ, chính vì có sự tồn tại của sở tài quyết nên liên minh chúng thần mới không gióng trống khua chiêng khống chế các quốc gia, nếu không thì bọn họ đã sớm khiến cho cả thế giới này phải thần phục liên minh chúng thần rồi. Hơn nữa ý nghĩa tồn tại của sở tài quyết chính là để duy trì cân bằng của thế giới, nếu có cường giả quá mạnh tùy ý làm loạn, quấy rối trật tự ảnh hưởng tới cân bằng thì bọn họ sẽ ra tay tiến hành phán quyết. Morgan trầm giọng nói. Alice nghe xong thì gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô không ngờ trên thế giới này còn có một thế lực mạnh như vậy. Nếu vậy, lần này hắn chém giết hai người của sở tài quyết. Hắn đã trở thành người trong danh sách phải giết của sở tài quyết thế giới rồi. Alice chưa nói xong thì Morgan đã lạnh lùng đáp. Alice nhướng mày, Diệp Phàm vừa rời khỏi Hoàng cung Hoa Kỳ, hắn chuẩn bị ngồi phi cơ trở về Long Quốc. Nhưng vừa tới sân bay, đã có mấy trăm người mặc chiến giáp màu vàng xuất hiện vây quanh lấy hắn, trong tay họ cầm trường kiếm, ai nấy đều tản ra uy thế khủng bố. Người thanh niên chừng 27-28 tuổi mặc chiến giáp, hắn ta cầm kiếm bước tới, trên người tản ra uy lực tối cao. Người của gia tộc Hoàng Kim. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ta là thần tử của gia tộc Hoàng Kim, hộ quốc thần tướng, người giết người của gia tộc Hoàng Kim, nay ta đến lấy mạng ngươi. Vị thần tử Hoàng Kim này lạnh lùng quát.
Nói xong hắn ta chém ra một kiếm, kiếm mang chói mắt bùng nổ chém sân bay thành hai nửa. Một quyền của Diệp Phàm chặt đứt kiếm mang của đối phương. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, Diệp Phàm vung tay lao vào chiến đấu với vị thần tử hoàng kim này, hai bên đánh nhau kịch liệt. Lúc này lực lượng cùng thân thể mạnh mẽ của Diệp Phàm hoàn toàn được thể hiện ra, đối chiến với kiếm trong tay đối phương nhưng lại không hề yếu thế. Thậm chí dưới lực tấn công của lực long tượng, vị thần tử hoàng kim bị đánh không ngừng lùi về sau, hoàn toàn bị Diệp Phàm áp chế. Long tượng quyền. Diệp Phàm gầm lên, vận chuyển long tượng bàn nhược công đánh về phía vị thần tử hoàng kim kia. Huyết mạch hoàng kim. Thần tử hoàng kim cũng gầm lên, hoàn toàn bộc phát huyết mạch hoàng kim trong cơ thể, cả người như được mạ một lớp hoàng kim, ánh sáng chói lóa bắn ra bốn phía, bộc phát ra uy áp ngập trời, chém ra một kiếm. Lực lượng huyết mạch của vị thần tử hoàng kim này còn mạnh hơn huyết mạch của vị cao thủ gia tộc hoàng kim mà Diệp Phàm từng giết chết vài cấp bậc. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, long tượng quyền của Diệp Phàm và một kiếm chứa đựng huyết mạch hoàng kim của đối phương va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ động trời. Năng lượng khủng bố lan tràn, phá hủy toàn bộ kiến trúc phương tiện xung quanh. Phụt. Sau đó Diệp Phàm và vị thần tử hoàng kim này cùng lùi về sau, Diệp Phàm chảy máu ở khóe miệng. Còn vị thần tử hoàng kim thì trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Lúc này trong mắt vị thần tử huyết mạch hoàng kim kia tràn đầy khiếp sợ, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin được. Hắn ta không ngờ ngay cả thúc dục huyết mạch hoàng kim cũng không thể trấn áp được Diệp Phàm. Điều này làm thần tử hoàng kim khó có thể tiếp thu. Tiếp! Ngay sau đó thần tử hoàng kim gầm lên, hắn ta vứt bỏ trường kiếm đã dạn nứt trong tay, lại lần nữa xông ra ngoài. Vung tay đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng không hề thua kém, dùng hết toàn lực, bao gồm cả lực lượng thần bí kia, hắn cũng thi triển ra chiêu thức của nhị sư phụ, một quyền nối tiếp một quyền. Ầm ầm ầm. Hai người chiến đấu kịch liệt, nắm tay của hai bên không ngừng va chạm, triển lãm một trận chiến với lực lượng thuần túy. Trong trận chiến kịch liệt này, lực lượng long tượng còn lại chưa bị luyện hóa trong cơ thể Diệp Phàm cũng nhanh chóng dung hợp với thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt, hai bên đã giao chiến mấy trăm chiêu, biến sân bay thành phế tích. Ầm, một tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm và thần tử hoàng kim cùng lùi về sau. Phụt, thần tử hoàng kim quỳ trên mặt đất, phun máu, bị thương nặng. Diệp Phàm cũng liên tục thở hồng hộc, thân thể bị tiêu hao quá nhiều, số lực long tượng còn lại cũng có xu thế sắp bị luyện hóa hết. Còn muốn tiếp tục không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Hoàng kim chiến quyền. Lúc này thần tử hoàng kim tức giận gầm lên, hắn ta bộc phát hết lực lượng trong cơ thể, thi triển ra chiêu thức khủng bố nhất. Diệp Phàm cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông, hắn cũng dùng hết toàn lực, gầm lên, võ diệt hoàn vũ. Ầm. Lúc này lực lượng của Diệp Phàm và thần tử hoàng kim được phát huy đến cực hạn, hai bên đều dùng chiêu thức mạnh nhất va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ động trời, âm thanh này cực lớn, đủ để lỗ tai người bị chấn điếc. Thần tử hoàng kim bay ra ngoài, nện mạnh trên mặt đất hộc máu, Diệp Phàm run lên, nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng cũng hộc máu. Đúng lúc này, một tiếng bước chân vang lên. Cách đó không xa, năm lão giả tóc vàng, mặc trường bào đi đến. Năm người này tản ra uy áp cực kỳ khủng bố, làm người hít thở không thông. Năm người này nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí. Ngươi là kẻ đã giết hại thánh đồ. Một lão giả trong số đó lạnh lùng quát. Thánh đồ. Các ngươi là người thánh điện. Diệp Phàm nói. Thánh đồ do một tay chúng ta dạy dỗ, nhưng ngươi lại dám giết hắn. Chuyện này không chỉ vả mặt thánh điện còn vả vào mặt năm người chúng ta. Một lão giả khác lạnh lùng nói. Năm người bọn họ chính là năm thánh lão của thánh điện, chuyên phụ trách dạy dỗ thánh đồ. Thánh đồ do bọn họ dạy dỗ ra, kết quả vừa xuất quan không lâu đã bị giết. Kết quả này làm năm thánh lão khó có thể tiếp thu, có cảm giác bị vả mạnh vào mặt. Bởi vậy Thánh Điện vừa mới nhận được tin Diệp Phàm chạy đến nước Mỹ, năm người bọn họ lập tức chạy đến, mục đích là giết chết Diệp Phàm, báo thù cho Thánh Đồ, lấy lại uy danh của Thánh Điện. Nói nhảm làm gì, trực tiếp giết là được. Một thánh lão khác lạnh lùng nói. Nói xong ông ta lao về phía Diệp Phàm, bốn vị thánh lão còn lại cùng ra tay. Trước khi đến bọn họ biết rõ Diệp Phàm không đơn giản nên cũng không hề cố kỵ mặt mũi, trực tiếp cùng ra tay giết chết Diệp Phàm trong một đòn. Ầm 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 ầm. Năm vị thánh lão cùng ra tay, bộc phát ra năm uy áp kinh khủng, chấn động trời cao. Thực lực của bọn họ không hề kém thần tử hoàng kim,
Bây giờ 5 người cùng nhau liên thủ, càng khó thể tưởng tượng được sức mạnh của bọn họ. Diệp Phàm nhìn 5 người này lao đến, hắn cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Sau khi chiến đấu kịch liệt với thần tử Hoàng Kim, lực lượng của hắn đã hao gần hết, muốn đối phó với 5 thánh lão này sẽ không hề dễ dàng. Nhưng Diệp Phàm sẽ không chịu chết, đúng lúc hắn định dùng ra một con át chủ bài khác, một tiếng quát lạnh băng vô tình đột ngột vang lên. Muốn giết chủ nhân phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Đó là âm thanh của nữ tính. Muốn giết chủ nhân, trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý không. Ngay khi 5 vị thánh lão đến từ thánh điện muốn giết chết Diệp Phàm, tiếng hét lạnh lùng và tàn nhẫn của một người phụ nữ trực tiếp vang lên. Khi giọng nói này vang lên, một sức mạnh giết chóc đẫm máu kinh khủng xông tới, bao trùm bán kính 100 mét, tạo thành một không gian đỏ như máu đáng sợ. Lúc này, thân thể 5 vị thánh lão kia chấn động, sức mạnh bị áp chế rất nhiều, bọn họ nhìn chung quanh thì thấy một người phụ nữ mặc áo bào dài màu đỏ như máu, 3000 sợi tóc màu đỏ tung bay trong gió. Người phụ nữ này có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng, toàn thân toát ra một luồng huyết khí đáng sợ, giống như một ma nữ đến từ địa ngục. Mà người phụ nữ này không ai khác chính là thánh nữ của huyết tộc, Huyết Cơ. Diệp Phàm nhìn thấy Huyết Cơ xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái. Trước đây, Huyết Cơ có được sức mạnh của kên tổ tiên huyết tộc, bây giờ sức mạnh của cô ta đã trải qua những thay đổi chấn động so với trước đây. Ngay cả Diệp Phàm cũng không nhìn ra được bây giờ Huyết Cơ mạnh đến mức nào. Cô là ai? 5 vị thánh lão kia nhìn Huyết Cơ và hét lên lạnh lùng. Huyết Hoàng. Huyết Cơ thờ ơ nói. Cô là Huyết Hoàng của huyết tộc sao? Sao có thể thế được? Khi 5 vị thánh lão biết được Huyết Cơ thực ra chính là Huyết Hoàng, trên mặt bọn họ đều lộ ra biểu cảm khó tin. Huyết Hoàng là người mạnh nhất trong toàn bộ huyết tộc, hơn nữa đã sống không biết bao nhiêu năm. Làm sao có thể là một cô gái trẻ tuổi được? Huyết Hoàng trước đã chết, hiện tại tôi là Huyết Hoàng của huyết tộc. Vẻ mặt Huyết Cơ lạnh lùng hét lên. Cô như vậy mà cũng có thể trở thành Huyết Hoàng, xem ra huyết tộc đúng là không có người kế vị, đã đến lúc huyết tộc phải diệt vong. Lúc này, một vị thánh lão nhìn Huyết Cơ và chế nhạo. Xoẹt! Ánh mắt Huyết Cơ ngưng tụ, từ trong mắt bắn ra một tia sáng đỏ như máu đầy lạnh lẽo, thân thể chuyển động, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cẩn thận! Lập tức, vị thánh lão ở giữa như nhận ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, liền hét lớn với vị thánh lão vừa giễu cợt kia. Phụt! Kết quả là, ngay khi giọng nói của vị thánh lão này vang lên, Huyết Cơ liền xuất hiện ở trước mặt vị thánh lão đã chế nhạo, biến bàn tay của mình thành một móng vuốt máu và đâm vào ngực ông ta ngay tại chỗ, bóp nát trái tim ông ta. Đòn tấn công này nhanh đến mức tận cùng, ngay cả vị thánh lão có thực lực mạnh mẽ cũng bị giết ngay lập tức mà không kịp phản ứng. Cô! Lúc này, vị thánh lão bị giết lập tức mở to mắt nhìn Huyết Cơ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Dẹt! Huyết Cơ lại ra tay, trực tiếp xé xác vị thánh lão này ra làm đôi. Xoẹt, 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 xoẹt. Lập tức, 4 vị thánh lão còn lại đều thay đổi sắc mặt, biểu cảm trông rất khó coi. Tìm đường chết! Một vị thánh lão khác vô cùng tức giận khi chứng kiến đồng đội của mình bị giết, ông ta lao thẳng về phía Huyết Cơ để tấn công cô ta. Rầm rầm rầm. Khi vị thánh lão này ra tay, 3 vị thánh lão còn lại đều lao về phía Huyết Cơ, 4 người bộc phát năng lượng ngút trời, từng tiếng nổ kinh thiên động địa không ngừng vang lên. Năng lượng ngút trời này quét về phía trước, trực tiếp chấn động khiến Diệp Phàm liên tục lùi lại, hắn nhân cơ hội ngồi khoanh chân trên mặt đất, điên cuồng luyện hóa sức mạnh của Long Tượng. Trận chiến khốc liệt vừa rồi với Hoàng Kim Thần Tử trực tiếp khiến Diệp Phàm lần nữa luyện hóa sức mạnh của chân long. Mà sức mạnh của chân long này chỉ còn một bước nữa là có thể luyện hóa hoàn toàn. Một khi luyện hóa hoàn thành, Diệp Phàm có thể điều khiển thêm một phần sức mạnh của chân long, vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bùm bùm bùm. Lúc này, Huyết Cơ trực tiếp kích hoạt bản thể, từ phía sau mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ như máu dài 3 mét, hai tay mọc ra những móng tay thon dài màu đỏ, bắt đầu một trận chiến cực kỳ khốc liệt với 4 vị thánh lão này. Mà hiện tại sức chiến đấu của Huyết Cơ có thể gọi là vô song, đã đạt đến cấp bậc nhập thánh. Phụt, phụt. Chẳng bao lâu, sau một trận chiến khốc liệt, thân thể của 2 vị thánh lão bị cặp móng vuốt đỏ như máu của Huyết Cơ trực tiếp đâm xuyên qua ngực, 2 dòng máu bắn ra. Bùm, bùm. Lúc này, 2 vị thánh lão còn lại đều tung ra một chưởng đánh vào người Huyết Cơ. Cùng với tiếng sấm rền vang lên, cơ thể Huyết Cơ nhanh chóng lui lại, cô ta rên rỉ, khóe miệng tràn ra máu.
nhưng ánh mắt huyết cơ ngưng tụ, toàn thân tràn ngập huyết quang, vết thương vừa rồi trong nháy mắt đã khôi phục. Cô thực sự đã thức tỉnh khả năng tự chữa lành của huyết tộc. Hai vị thánh lão nhìn huyết cơ với vẻ khó tin. Là một chủng tộc cổ xưa có lịch sử hàng nghìn năm, huyết tộc có một loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đó là khả năng tự chữa lành, dù vết thương có nghiêm trọng đến đâu thì cũng có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn. Chính vì thần thông này mà huyết tộc mới trở nên mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, thần thông tự chữa lành của huyết tộc thì không phải ai trong huyết tộc cũng có, mà cần phải được thức tỉnh. Tuy nhiên, không ai trong huyết tộc cận đại có thể thức tỉnh loại thần thông tự chữa lành này, nếu không huyết tộc cũng không đến nỗi bị thánh điện đàn áp như vậy. Ngay cả huyết cơ, là thánh nữ của huyết tộc, cũng chưa từng thức tỉnh thần thông tự chữa lành mạnh mẽ này trước đây, nếu không trước đó cô ta đã không bị thương và mất trí nhớ. Nhưng bây giờ, sau khi huyết cơ có được sức mạnh của Ken, cô ta đã thức tỉnh thần thông này và có khả năng tự chữa lành mạnh mẽ. Hiện tại, đối với huyết cơ, trừ phi có thể giết cô ta hoàn toàn, nếu không cô ta có thể nhanh chóng tự chữa lành và hồi phục sau bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào. Chết! Huyết cơ lạnh lùng nhìn hai vị thánh lão, trong mắt cô ta lóe lên tia sáng đỏ như máu, dùng tay tạo thành một ấn huyết lớn, đánh về phía hai người này. Sắc mặt hai vị thánh lão này trầm xuống. Bắt đầu thi triển công pháp, một luồng ánh sáng thánh khiết chói mắt từ trên người hai người tỏa ra, giống như hai mặt trời, cực kỳ chói mắt. Sau đó, mỗi người thi triển ra một cái ấn lớn và đánh về phía huyết cơ. Bùm, bùm, bùm. Trong lúc nhất thời, ấn của ba người này va vào nhau, phát ra một tiếng động lớn. Những tia sáng chói lóa tỏa ra và bay lên bầu trời. Một đòn này kéo dài hơn nửa giờ, tất cả mọi thứ trong bán kính mấy nghìn mét đều bị phá hủy. Mặt đất sụp đổ mấy chục mét, biến thành đống đổ nát. Sau đó, hai tiếng hộc máu vang lên. Huyết cơ lùi về phía sau ba bước, miệng nôn ra máu, mà người mạnh nhất trong năm vị thánh lão thì quỳ trên mặt đất, cũng nôn ra máu, bị thương nặng, về phần vị thánh lão còn lại, ông ta đã không còn tồn tại nữa. Lúc này, vị thánh lão còn sống nhìn chằm chằm vào huyết cơ, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc và sợ hãi. Nhất định phải trở về báo cáo điện chủ càng sớm càng tốt. Vị thánh lão này lẩm bẩm một mình. Hiện tại huyết tộc đã sinh ra một vị huyết hoàng mạnh mẽ như vậy, đồng thời cũng thức tỉnh được sức mạnh tự chữa lành, đây sẽ là mối đe dọa lớn đối với thánh điện, vì vậy cần phải nhanh chóng thông báo cho điện chủ để chuẩn bị sẵn sàng trước. Lập tức, vị thánh lão này nuốt vào một viên tinh thạch màu trắng ngà, trong cơ thể lấy lại một ít sức lực, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ông muốn chạy đi đâu? Lúc này, một thanh âm lạnh lùng tàn nhẫn vang lên bên tai vị thánh lão này. Ông ta đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm đứng dậy, đi về phía ông ta. Lúc này, trên người Diệp Phàm tản mát ra một áp lực khiến người khác không thể thở nổi, toàn bộ khí thế tựa hồ càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xoẹt! Diệp Phàm tiến lên một bước, lưu lại một loạt dư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt vị thánh lão này, đánh một quyền về phía đối phương. Đồng tử của vị thánh lão này co rút lại, ông ta cảm giác được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trực tiếp dùng hết toàn lực ngăn cản một quyền của Diệp Phàm. Bùm! Cú đấm của Diệp Phàm tựa hồ ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn, không thể ngăn cản, ngay lập tức xuyên thấu toàn bộ sức mạnh phòng ngự của vị thánh lão này, trực tiếp đánh vào người ông ta. Trong phút chốc, thân thể của vị thánh lão này trực tiếp nổ tung, biến thành một đống tứ chi gãy vụn, nằm rải rác trên mặt đất. Diệp Phàm đã luyện hóa được sức mạnh chân long thứ 6 trong cơ thể mà tổ tiên của Long Tượng Tông để lại. Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ cực cao. Hiện tại Diệp Phàm chỉ dựa vào sức mạnh của Long Tượng là có thể trấn áp cường giả dưới thánh cảnh cấp 5. Với cái chết của vị thánh lão này, cả 5 vị thánh lão trong thánh điện đều chết ở đây. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với thánh điện. Khi Diệp Phàm giải quyết xong vị thánh lão này, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn vị trí của Hoàng Kim Thần Tử, nhưng đối phương đã chạy trốn rồi. Chủ nhân, lúc này vết thương của huyết cơ đã tự lành. Cô ta đi tới trước mặt Diệp Phàm, cung kính kêu lên. Hiện tại cô đã là huyết hoàng của huyết tộc, còn chịu nhận tôi làm chủ nhân sao? Diệp Phàm nhìn huyết cơ, nhẹ nhàng nói. Nếu không có anh, thì cũng không có tôi như bây giờ, vì vậy anh có tư cách làm chủ nhân của huyết cơ này. Và người duy nhất mà huyết cơ tin tưởng được trong đời này chính là anh. Huyết cơ trịnh trọng nói. Được, tôi hy vọng cô nhớ kỹ những gì cô đã nói ngày hôm nay. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Tiếp theo, huyết cơ đặc biệt sắp xếp máy bay cho Diệp Phàm trở về Long Quốc. Cùng lúc Diệp Phàm trở về Long Quốc, ở Thánh Điện lại chấn động vì cái chết của 5 vị thánh lão.
Long quốc, hộ quốc thần tướng, tôi muốn các người chết. Trong thánh điện, điện chủ của thánh điện hét lên từng câu từng chữ, từng lời đều hàm chứa sát ý đáng sợ, toàn thân tràn ngập áp lực tối cao, trực tiếp khiến không khí trong thánh điện đóng băng. Người đâu? Sau đó điện chủ của thánh điện trực tiếp hét lên. Mà trong gia tộc Hoàng Kim, khi Hoàng Kim thần tử trốn thoát trở về cũng gây chấn động. Hoàng Kim thần tử là thiên tài tài năng nhất của gia tộc Hoàng Kim trong hàng trăm năm qua, bây giờ lại bị đánh thành ra như thế này, đương nhiên khiến cho người của gia tộc Hoàng Kim khó có thể tin được. Vị hộ quốc thần tướng kia mạnh như vậy sao? Tộc trưởng của gia tộc Hoàng Kim nhìn Hoàng Kim thần tử và nói một cách thờ ơ. Rất mạnh. Hoàng Kim thần tử nói với giọng trầm, trong mắt lóe lên tia sáng. Đây cũng coi như một trải nghiệm của cậu, sau trận chiến này, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể cậu lại sắp thức tỉnh, nếu có thể thức tỉnh đến cấp 7, thì sức chiến đấu của cậu nhất định sẽ đạt tới một tầm cao mới. Tộc trưởng của gia tộc Hoàng Kim nhìn Hoàng Kim thần tử, nghiêm nghị nói. Không, tôi muốn thức tỉnh tới cấp 9. Khi Hoàng Kim thần tử nghe thấy điều này, anh ta hét lên lạnh lùng. Cấp 9. Tộc trưởng của gia tộc Hoàng Kim tỏ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ tổ tiên, toàn bộ gia tộc Hoàng Kim chưa từng có ai có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch Hoàng Kim đến cấp 9. Đúng vậy, tôi muốn tiến vào nơi đó lần nữa. Hoàng Kim thần tử hét lên lạnh lùng. Và trong liên minh các vị thần, họ cũng đang nói về hộ quốc thần tướng. Tên hộ quốc thần tướng này phải chết. Một số quản lý cấp cao trong liên minh các vị thần hét lên. Lập tức, liên minh các vị thần trực tiếp ra lệnh giết chết Diệp Phàm. Bằng mọi giá phải giết chết hắn. Cùng lúc đó, ở thế giới phương Tây, trên một hòn đảo bí ẩn nào đó. Hai ông lão mặc áo đen và áo bào trắng đang chơi cờ, hai bên qua lại, ván cờ vô cùng khốc liệt. Báo cáo. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở đây, quỳ xuống hét lớn với hai ông lão này. Không biết chúng tôi không thích bị làm phiền khi chơi cờ sao? Ông lão mặc áo đen hét lên với vẻ mặt lạnh lùng, không mấy thiện cảm. Thật xin lỗi, thưa đại nhân, vì tôi có chuyện quan trọng cần báo cáo nên đã làm phiền hai vị đại nhân. Người đàn ông quỳ xuống và nói. Chuyện gì đã xảy ra mà khiến ông phải nóng lòng muốn báo cáo như vậy? Ông lão mặc áo bào trắng bình tĩnh hỏi. Người đàn ông này đã trực tiếp kể lại những gì mà hộ quốc thần tướng đã làm ở Hoa Kỳ, đồng thời kể lại câu chuyện hai sứ giả phán quyết bị hắn giết chết. Rõ ràng họ đều là thành viên của cơ quan phán quyết thế giới. Xoẹt. Xoẹt. Nghe vậy, sắc mặt hai ông lão cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ khi nào mà Long Quốc lại xuất hiện một vị yêu nghiệt như vậy? Ông lão áo đen trầm giọng nói. Tên của người này là gì? Ông lão áo bào trắng hỏi. Cậu ta tên là Diệp Phàm. Người đàn ông trung niên quỳ trên mặt đất nói. Xoẹt. Cậu ta họ Diệp. Trong phút chốc, sắc mặt của hai ông lão đen trắng đều thay đổi, đồng tử co rút, trông cực kỳ khó tin. Cha của cậu ta là ai? Ông lão mặc áo đen lạnh lùng hét lên. Điều này thì tạm thời vẫn chưa rõ ràng. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Kiểm tra ngay lập tức. Ông lão áo bào trắng trực tiếp nói, sau đó nói, trước khi điều tra rõ ràng, không được ra tay với cậu ta nữa. Vâng. Người đàn ông trung niên gật đầu, đứng dậy rời đi. Ông nghi ngờ cậu ta. Trực giác của tôi nói với tôi rằng chính là cậu ta. Ngay khi ông lão mặc áo đen vừa mở miệng, ông lão mặc áo bào trắng đã trực tiếp nói. Vậy có cần báo cáo với cấp trên không? Ông lão mặc áo đen lập tức nói. Tìm hiểu trước rồi nói sau. Ông lão mặc áo bào trắng bình tĩnh nói. Bên kia, Diệp Phàm cuối cùng đã trở lại Long Quốc sau một chuyến bay dài. Khi trở lại Long Quốc, hắn đến đế đô trước, giao tất cả kỹ thuật mà nhóm người của Đông Phương Hạo Thiên thu được ở căn cứ quân sự Hoa Kỳ cho quốc chủ của Long Quốc. Sau khi quốc chủ của Long Quốc có được những kỹ thuật quân sự này, ông ta vô cùng biết ơn Diệp Phàm, thậm chí còn muốn ban thưởng cho Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm trực tiếp từ chối, thân là hộ quốc thần tướng, hắn hiện tại nắm giữ danh hiệu tướng quân 10 sao, đồng thời là thân vương, hắn đã là một đại thần có địa vị rất cao, nếu lại nhận được một phần thưởng khác, khó tránh khỏi việc bị người khác oán hận. Sau đó, Diệp Phàm rời khỏi đế đô, trực tiếp trở về Thiên Hải. Bùm! Diệp Phàm vừa trở về biệt thự, trong biệt thự liền bộc phát một luồng khí tức kinh khủng. Chủ nhân, anh đã trở lại rồi. Lúc này Cơ Như Yên và Lâm Thi Âm xuất hiện, nhìn Diệp Phàm nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Phàm hỏi. Là Sở Sở đột phá. Mấy ngày nay,
thực lực của Sở Sở cơ hồ mỗi ngày đều đột phá, tốc độ tiến bộ này khiến chúng tôi phải xấu hổ. Lâm Thi Âm thở dài. Anh Tiểu Phàm. Sau đó, Đường Sở Sở bước ra ngoài, nhìn Diệp Phàm và hét lên đầy phấn khích rồi lao về phía hắn. Trong khoảnh khắc, cả hai ôm nhau thật chặt. Sở Sở, em lại đẹp hơn rất nhiều rồi. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở và cười nói. Có không, có lẽ là bởi vì thực lực của em đã tăng lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Sở Sở đỏ bừng. Bây giờ thực lực của Đường Sở Sở đã đạt tới quân cảnh. Trước khi Diệp Phàm rời đi, cô còn chưa có tăng lên tới tông cảnh, kết quả khi trở lại, cô đã là cao thủ quân cảnh, thực lực này tăng lên không thể nói là không nhanh. Đúng rồi, anh Tiểu Phàm, trước đó cha em đã nói, đợi anh về, gia đình chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa. Đường Sở Sở nói. Được. Diệp Phàm gật đầu. Đêm đó, Diệp Phàm, Đường Sở Sở và cha mẹ cô tới một khách sạn. Diệp Phàm nhìn người phục vụ nói, cho tôi một phòng riêng. Thật xin lỗi, thưa ngài, tối nay phòng riêng của chúng tôi đã đầy rồi, hay là bốn vị dùng bữa ở sảnh được không? Người phục vụ nói, ăn ở sảnh thì rất xấu hổ. Dương Ngọc Lan không hài lòng nói. Vậy đổi chỗ đi. Diệp Phàm nói thẳng. Lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, một thanh niên ăn mặc sang trọng bước vào và nói với người phục vụ, có phòng riêng không? Quách thiếu gia, ngài tới thì làm sao không có phòng riêng được? Mời vào, tôi sẽ cho người sắp xếp ngay. Người phục vụ nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt nịnh nọt nói. Được rồi, thu xếp phòng cao cấp nhất, tối nay tôi phải chiêu đãi khách quý. Thanh niên nói thẳng nói. Xoẹt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, bước chân của Diệp Phàm dừng lại một chút, nhìn người phục vụ lạnh lùng nói, không phải cô vừa nói không có phòng riêng sao? Vậy tại sao cậu ta muốn là có? Anh có thể so sánh với Quách thiếu gia sao? Người phục vụ khinh thường nhìn Diệp Phàm. Cậu ta là quốc chủ của Long Quốc sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Mặc dù tôi không phải là quốc chủ của Long Quốc, nhưng anh có biết chủ nhân của tôi là ai không? Thanh niên kia hếch mũi lên trời nhìn Diệp Phàm. Chủ nhân của cậu là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Chủ nhân của tôi chính là hộ quốc thần tướng. Thanh niên nhìn Diệp Phàm, hừ một tiếng đầy kiêu ngạo. Xoẹt. Nghe vậy, Diệp Phàm sửng sốt, hắn nhận một tên đàn em như vậy từ khi nào? Tại sao hắn lại không biết? Ngay cả Đường Sở Sở cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm. Hộ quốc thần tướng mà cậu đang nói tới chính là hộ quốc thần tướng của Long Quốc. Diệp Phàm nói. Đương nhiên. Chẳng lẽ ở Long Quốc này còn có một vị hộ quốc thần tướng thứ hai sao? Thanh niên kia tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, tên kia, mau cút khỏi đây đi, đừng cản trở tôi tiếp đãi khách quý. Bốp! Đột nhiên, Diệp Phàm tát vào mặt thanh niên kia, tát cho cậu ta ngã lăn ra đất, sau đó lạnh lùng nói với người phục vụ, cậu ta không cần phòng riêng nữa, đưa phòng riêng đã sắp xếp cho cậu ta cho chúng tôi. Anh dám đánh Quách thiếu gia? Người phục vụ nhìn Diệp Phàm với vẻ khó tin. Tên kia, anh dám đánh tôi. Anh chết chắc rồi. Thanh niên kia che mặt và nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tức giận. Cộp cộp cộp. Lúc này, có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một người đàn ông mập mạp mặc bộ quần áo bóng bẩy dẫn theo vài người bước vào. Tiền thiếu gia, cuối cùng anh cũng tới. Thanh niên kia nhìn thấy người đàn ông béo thì nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ anh ta với vẻ mặt tủi thân. Cậu bị làm sao vậy? Ai đánh? Tên mập nhìn vết thương trên mặt thanh niên, kinh ngạc nói. Tiền thiếu gia, vốn dĩ tối nay tôi định đặt phòng riêng để làm tiệc tiếp đãi anh, nhưng tên này thực sự đã đánh tôi vì anh ta không có phòng riêng, thậm chí còn nói năng thô lỗ với hộ quốc thần tướng, anh không thể buông tha cho anh ta được. Tên thanh niên chỉ vào Diệp Phàm rồi thêm mắm dặm muối. Lúc này, cha mẹ Đường Sở Sở đều có vẻ lo lắng, bọn họ tự nhiên đã nghe nói qua truyền thuyết của hộ quốc thần tướng. Biết đó là một nhân vật cấp cao mà bọn họ căn bản không thể đắc tội được. Cái gì, nói chuyện thô lỗ với hộ quốc thần tướng, ai mà to gan như vậy? Sắc mặt tên mập mạp kia tối sầm, hắn ta nheo mắt nhìn thẳng về phía Diệp Phàm. Xoẹt! Mà khi tên mập mạp nhìn thấy Diệp Phàm, biểu cảm của hắn ta liền cứng đờ. Thiếu chủ! Tên mập mạp nhìn Diệp Phàm, sắc mặt thay đổi, run rẩy nói. Hắn ta là Tiền Đa Đa của Thương hội Thiên Long. Cậu rất lợi hại, thu nhận một tên đàn em lợi hại như vậy. Diệp Phàm nhìn Tiền Đa Đa, thờ ơ nói. Xoẹt một cái, Tiền Đa Đa run lên,
khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tiền thiếu gia, anh vừa nói cái gì? Khi thanh niên này nghe thấy Tiền Đa Đa gọi Diệp Phàm, cậu ta tưởng mình nghe nhầm, nên hỏi lại. Bốp! Lúc này, Tiền Đa Đa giơ tay tát vào mặt thanh niên kia, trực tiếp khiến cậu ta quỳ xuống đất, phun đống răng trong miệng ra. Đồ khốn kiếp, cậu dám đắc tội thiếu chủ, tìm đường chết. Người đâu, lôi cậu ta ra ngoài xử lý đi. Tiền Đa Đa giận dữ hét lên. Sắc mặt của thanh niên kia lập tức thay đổi, cậu ta cảm thấy như mình đã rơi vào động băng. Những người đứng sau Tiền Đa Đa bước tới định bắt giữ thanh niên này. Anh Tiểu Phàm, thôi bỏ đi. Lúc này Đường Sở Sở không đành lòng nói. Cút đi. Diệp Phàm nói thẳng. Cậu không nghe thấy thiếu chủ bảo cậu cút đi sao? Mau cút đi, nếu cậu còn dám xuất hiện ở Thiên Hải lần nữa, tôi sẽ đánh chết cậu. Tiền Đa Đa tức giận hét lên, thanh niên kia vừa lăn vừa bỏ chạy. Sau đó Tiền Đa Đa nhìn về phía Diệp Phàm và định nói chuyện, hắn lại lạnh lùng nói, cậu cũng cút luôn đi. Vâng vâng. Tiền Đa Đa gật đầu và nhanh chóng rời đi. Bây giờ có thể chuẩn bị một phòng riêng cho chúng tôi được chưa? Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn người phục vụ nói. Người phục vụ định thần lại, trong lòng run lên, nhận ra thân phận của Diệp Phàm không đơn giản, cô ta vội vàng nói, tiên sinh, mời mọi người đi theo tôi. Tiếp theo, người phục vụ trực tiếp liên hệ với giám đốc, sắp xếp một phòng riêng cao cấp nhất cho gia đình Diệp Phàm. Tiểu Phàm, rốt cuộc là hiện tại cậu đang làm gì? Tại sao người vừa rồi lại gọi cậu là thiếu chủ? Còn Sở Sở nữa, ngay cả công ty cũng không quan tâm tới, cũng không biết đang làm gì. Trong phòng riêng, Đường Chính Nhân nhìn Diệp Phàm nói. Tiểu Phàm nhất định đang làm chuyện lớn phải không? Dương Ngọc Lan nhìn Diệp Phàm và mỉm cười nói. Kể từ khi Diệp Phàm yêu cầu quận trưởng của 9 quận tặng quà sinh nhật lớn cho Dương Ngọc Lan, quan điểm và cảm nhận của Dương Ngọc Lan đối với Diệp Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây bà ta hoàn toàn coi thường Diệp Phàm, nhưng bây giờ bà ta lại coi hắn như báu vật. Chú, bây giờ cháu không tiện nói cho chú biết cháu đang làm gì, sau này cháu sẽ nói thật với hai cô chú. Diệp Phàm nói. Ba mẹ, trong lúc ăn đừng nói chuyện khác, Đường Sở Sở nhắc nhở. Trong lúc gia đình Diệp Phàm đang dùng bữa, trong nhà họ Đường, một bóng người đã đứng trước mặt bà cụ Đường. Ông thực sự có thể làm cho cháu trai tôi hoàn toàn phục hồi. Bà cụ Đường nhìn bóng người này, trịnh trọng nói. Đương nhiên. Nhưng bà cần phải làm một việc. Bóng người kia lạnh lùng nói. Chỉ cần ông có thể giúp cháu trai Đường Phong của tôi đứng lên lần nữa, trở thành người bình thường, tôi có thể đồng ý với ông bất cứ điều gì. Bà cụ Đường nói thẳng. Lập tức. Khóe miệng của bóng người bí ẩn kia lộ ra một nụ cười thần bí. Diệp Phàm không biết những điều này nên sau bữa tối họ liền trở về biệt thự. Anh Tiểu Phàm, em muốn nói với anh một việc. Lúc này Đường Sở Sở nhìn Diệp Phàm nói. Có chuyện gì vậy? Diệp Phàm tò mò hỏi. Trước đó em vẫn luôn liên lạc với Tiểu Manh nhưng không liên lạc được. Sau đó em phái người tới nhà họ Trần, mới phát hiện nhà họ Trần không có một người nào cả. Đường Sở Sở nói. Trần Tiểu Manh mất tích. Sắc mặt Diệp Phàm cứng lại. Đường Sở Sở gật đầu, từ sau khi Tiểu Manh về nhà trước đó, không bao lâu em đã mất liên lạc với em ấy, lúc đó em còn tưởng Tiểu Manh đang xử lý chuyện gì đó, nhưng không ngờ cả nhà em ấy đều biến mất. Được rồi, anh hiểu rồi, anh sẽ cho người đi điều tra. Sau đó Diệp Phàm đồng ý. Hắn trực tiếp liên lạc với thất sư phụ, và nhờ bà ấy điều tra. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Diệp Phàm liền nhận được tin tức từ thất sư phụ, biết được hiện tại Trần Tiểu Manh đang ở trong hoàng tộc họ Trần, hơn nữa còn sắp phải gả cho thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần. Sau khi biết được tin tức này, Diệp Phàm cau mày, hắn không ngờ Trần Tiểu Manh lại bị hoàng tộc họ Trần bắt đi, lại còn bị ép gả. Khi Diệp Phàm nói cho Đường Sở Sở biết chuyện này, cô liền trực tiếp nói muốn đến hoàng tộc họ Trần cứu Trần Tiểu Manh. Đương nhiên, Diệp Phàm sẽ không để Đường Sở Sở đi một mình đến hoàng tộc họ Trần. Hắn trực tiếp dẫn Đường Sở Sở đến hoàng tộc họ Trần. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Phàm dẫn Đường Sở Sở hành động, đương nhiên thứ nhất là vì Đường Sở Sở lo lắng cho Trần Tiểu Manh, nên mới muốn đi theo, thứ hai là Diệp Phàm muốn cho Sở Sở luyện tập, dù sao tăng cường thực lực thì chỉ khổ tu thôi còn chưa đủ, còn cần kinh nghiệm thực chiến. Lúc Diệp Phàm đi đến hoàng tộc họ Trần, bên trong sở tộc, Sở Cửu Ca nhìn cha mình Sở Phù Đồ, cha, có nên nói cho anh ta biết về chuyện của gia tộc Diệp Thị không? Nói với cậu ta đi, đã đến lúc cậu ta phải đối mặt với chuyện này rồi. Sở Phù Đồ bình tĩnh nói. Nếu anh ta biết chuyện này,
vậy thì lễ kế vị của tân tộc trưởng Diệp thị vào ngày mai sẽ rất náo nhiệt. Sở Cửu Ca trầm giọng nói. Sao vậy, con còn lo lắng tên nhóc đó sẽ chịu thiệt sao? Sở Phù Đồ mỉm cười. Cha, vị kia của Diệp thị cũng không dễ đối phó như vậy. Hay là ngày mai cha cũng đến đó? Lúc này Sở Cửu Ca nhìn Sở Phù Đồ nói. Cái con bé này, còn chưa kết hôn mà đã thiên vị tên nhóc đó như vậy rồi, đúng là uổng công cha đã nuôi dưỡng con. Sở Phù Đồ tức giận. Cha! Được rồi, con đừng lo lắng, tên nhóc kia sẽ không có việc gì, cho dù cậu ta có muốn, Diệp Thiên Long cũng sẽ không để đứa con trai duy nhất của ông ta xảy ra chuyện đâu, huống chi còn ở gia tộc Diệp Thị. Sở Cửu Ca vừa muốn nói, Sở Phù Đồ liền nói thẳng. Cha! Cha nói xem ngày mai chú Diệp có xuất hiện không? Sau đó Sở Cửu Ca tò mò hỏi. Chẳng phải tới ngày mai chúng ta sẽ biết sao? Sở Phù Đồ cười nghiền ngẫm. Hoàng tộc họ Trần là một trong hoàng tộc cổ xưa của Long Quốc, tổ tiên sáng lập hoàng tộc họ Trần đã tồn tại ở Long Quốc hàng trăm năm. Kể từ khi hoàng tộc họ Trần sụp đổ, những người trong hoàng tộc đã sống ẩn cư, cuối cùng đã phát triển thành hoàng tộc họ Trần như bây giờ. Hoàng tộc họ Trần có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt đối với việc truyền thừa huyết mạch của con cái trong tộc, bất kỳ ai thuộc hoàng tộc họ Trần cả đời không được phép kết hôn sinh con với người ngoài tộc. Đặc biệt là con cháu dòng chính của hoàng tộc họ Trần chỉ được kết hôn với người trong tộc mình, đây cũng là để đảm bảo huyết mạch hoàng tộc thuần khiết. Mặc dù hoàng tộc họ Trần không còn tồn tại nhưng người hoàng tộc họ Trần vẫn rất coi trọng huyết mạch thuần khiết. Tuy nhiên, trong thế hệ trẻ của hoàng tộc họ Trần không có cô gái nào được sinh ra. Điều này dẫn đến thế hệ đàn ông trẻ tuổi của hoàng tộc họ Trần hiện tại không thể kết hôn và tiếp tục kéo dài huyết mạch được. Đặc biệt là thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, đã đến tuổi lập gia đình, theo quy định, anh ta phải kết hôn để sinh ra huyết mạch đời sau cho hoàng tộc họ Trần, nhưng anh ta lại không thể tìm được ai để kết hôn. Cuối cùng, trải qua vài lần trao đổi, hoàng tộc họ Trần cũng chỉ có thể tìm một cô con gái thích hợp của hoàng tộc họ Trần từ nhánh phụ đã bị trục xuất khỏi hoàng tộc họ Trần để kết hôn với thiếu tộc trưởng. Kéo dài huyết mạch. Tuy rằng huyết mạch trong cơ thể những đứa con của nhánh phụ này không thuần khiết bằng huyết mạch của dòng chính, nhưng chúng vẫn thuộc về huyết mạch của hoàng tộc họ Trần, vì truyền thừa của hoàng tộc họ Trần, bọn họ chỉ có thể chấp nhận như vậy, cuối cùng bọn họ đã chọn Trần Tiểu Manh. Ông nội của Trần Tiểu Manh là con cái của nhánh phụ trong hoàng tộc họ Trần, ông bị trục xuất khỏi hoàng tộc họ Trần, định cư ở bên ngoài dân gian. Để bắt Trần Tiểu Manh, hoàng tộc họ Trần đã bắt cha mẹ và cả gia đình cô ấy. Cuối cùng buộc Trần Tiểu Manh trở về nhà và bị bắt lại. Hôm nay là ngày thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần và Trần Tiểu Manh kết hôn. Lúc này, trong một căn phòng của hoàng tộc họ Trần, Trần Tiểu Manh đang ngồi ở đây, dáng vẻ bất lực và hốc hác. Lúc này, một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng bước vào, nhìn Trần Tiểu Manh lạnh lùng nói, hôm nay là ngày cưới của bản thiếu và cô, bộ dạng buồn khổ này là để cho ai xem. Vui vẻ lên cho tôi. Người đàn ông này là Trần Phong. Thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần. Anh ép tôi cưới anh còn muốn tôi mỉm cười chào đón mọi người à? Trần Tiểu Manh hừ lạnh. Bốp! Trần Phong tát vào mặt Trần Tiểu Manh, lạnh lùng nói, tôi là thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, tương lai là người đứng đầu của hoàng tộc họ Trần, có thể gả cho bản thiếu là vinh dự của cô, nếu không phải trong tộc không có cô gái nào có độ tuổi phù hợp, cô nghĩ cô có tư cách bước vào đây để kết hôn với bản thiếu sao? Tôi nói cho người biết. Nếu cô không muốn nhìn thấy thi thể của những người thân kia thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn làm người phụ nữ của bản thiếu, sinh người nối dõi cho bản thiếu, nếu không tôi sẽ khiến cô phải hối hận. Trần Phong nhìn Trần Tiểu Manh uy hiếp, nói xong liền rời đi. Khi Trần Phong rời đi, Trần Tiểu Manh uất ức rơi nước mắt. Chị họ, anh rể, hai người nhất định phải đến cứu em. Trần Tiểu Manh không ngừng cầu nguyện, thầm lẩm bẩm, nếu anh rể đến, nhất định phải đánh hết những kẻ xấu này. Lúc này ở hoàng tộc họ Trần, ai cũng ăn mặc rực rỡ, với nhiều đồ trang trí đám cưới khác nhau, giống như một đám cưới cổ xưa. Ở vị trí trung tâm này, có một người đàn ông trung niên và một lão giả tóc hoa râm đang ngồi, tuy không thể hiện khí tức ra ngoài nhưng cả hai đều toát ra áp lực vô hình. Bọn họ là Trần Thiên Phóng, tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, và Trần Khiếu Sơn, tộc trưởng tiền nhiệm của hoàng tộc họ Trần, cha của Trần Thiên Phóng. Ngồi ở hai bên là mấy vị thái thượng trưởng lão của hoàng tộc họ Trần và một đám hộ pháp trưởng lão. Hôm nay là ngày kết hôn của thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần, về cơ bản thì tất cả cường giả của toàn bộ hoàng tộc họ Trần đều xuất hiện. Lúc này, đại trưởng lão của hoàng tộc họ Trần trực tiếp nói, giờ lành đã đến, mời cô dâu chú rể. Đột nhiên tiếng nhạc vang lên,
vô số cánh hoa rơi từ trên trời xuống. Trần Phong và Trần Tiểu Manh mặc đồ cưới bước ra, đi đến trước mặt Trần Thiên Phóng và Trần Khiếu Sơn. Phong Nhi, sau ngày hôm nay, con sẽ thực sự trưởng thành, phải gánh vác niềm hy vọng về tương lai của hoàng tộc họ Trần. Trần Thiên Phóng nhìn Trần Phong và nói. Con hiểu rồi. Trần Phong gật đầu. Sau đó, Trần Thiên Phóng nhìn Trần Tiểu Manh, bây giờ cô đã là vợ của con trai tôi, đừng có suy nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn sinh ra người thừa kế cho con trai tôi, kéo dài huyết mạch của hoàng tộc họ Trần. Trần Tiểu Manh nghe vậy, ánh mắt hiện lên sự tức giận cùng bất mãn, muốn nổi giận nhưng lại nghĩ đến người nhà của mình còn ở trong tay đối phương, cô chỉ có thể chịu đựng, trong lòng cực kỳ đau khổ. Trần Tiểu Manh cố nén uất ức và bất mãn không lên tiếng, lại có một thanh âm lạnh lùng bá đạo khác vang lên. Bọn hoàng tộc chó má các người vì muốn kéo dài huyết mạch mà ép người khác kết hôn, các người thật vô liêm sỉ, làm mất mặt hoàng tộc. Tiếp theo giọng nói lạnh lùng bá đạo này vang lên, truyền khắp toàn bộ hoàng tộc họ Trần. Trong khoảnh khắc, mọi người trong hoàng tộc họ Trần đều nhìn về nơi phát ra âm thanh. Trần Tiểu Manh quay đầu nhìn về phía đó, ánh mắt của cô ấy lóe lên sự phấn khích. Khi bọn họ nhìn về phía đó, thấy bốn bóng người xuất hiện, đó là Diệp Phàm, Đường Sở Sở và anh em Đại Hổ. Chị họ, anh rể. Cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Trần Tiểu Manh hét lên đầy phấn khích. Tiểu Manh. Khi Đường Sở Sở nhìn thấy Trần Tiểu Manh, đôi mắt cô hiện lên sự phấn khích, vội vàng hét lên. Các người là ai? Sao dám xông vào hoàng tộc họ Trần? Người đâu? Bắt bọn họ lại. Trần Phong nhìn bốn người Diệp Phàm hét lên. Anh ta ra lệnh, các hộ của hoàng tộc họ Trần xung quanh lao thẳng về phía bốn người Diệp Phàm. Rầm rầm rầm. Đại Hổ và Nhị Hổ trực tiếp ra tay, bọn họ tung nắm đấm ra, tràn đầy khí thế, trực tiếp đánh bay tất cả hộ vệ của hoàng tộc họ Trần, người thì ngã xuống đất, người thì chết ngay tại chỗ. Vào lúc này, vẻ mặt của các tộc nhân hoàng tộc họ Trần có mặt tại đây đều thay đổi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Lúc này, mấy vị hộ pháp và chấp sự của hoàng tộc họ Trần lao về phía anh em Đại Hổ. Rầm rầm rầm. Kết quả là lại một tiếng sấm vang lên. Đám người này cũng bị đánh bay ra ngoài, từng người một ngã xuống đất, nôn ra máu, bị thương nặng. Khi Đại Hổ và Nhị Hổ đánh bay các cường giả của hoàng tộc họ Trần, bầu không khí tại hiện trường đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng. Vẻ mặt của hai người Trần Thiên Phóng và Trần Khiếu Sơn đều cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bốn người Diệp Phàm và bốn người còn lại. Lúc này, Diệp Phàm dẫn theo Đường Sở Sở đi tới. Chị họ. Trần Tiểu Manh đang định lao về phía Đường Sở Sở thì bị Trần Phong bắt được. Buông Tiểu Manh ra. Vẻ mặt Đường Sở Sở thay đổi, trực tiếp hét lên. Cô đột nhiên ra tay, tấn công về phía Trần Phong. Trần Phong thấy Đường Sở Sở ra tay, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cảm thấy đối phương đang đánh giá quá cao năng lực của mình. Anh ta tung ra một trường, thực lực tương đương với tông cảnh cấp 5, kết quả lại bị Đường Sở Sở đánh bay ra ngoài trong nháy mắt. Bây giờ thực lực của Đường Sở Sở đã tiến vào quân cảnh, một Trần Phong chỉ ở tông cảnh cấp 5 không có cách nào có thể ngăn cản được. Lúc này, Trần Thiên Phóng bất ngờ ra tay, bắt được con trai mình là Trần Phong. Phút, Trần Phong được cha mình đỡ, cơ thể run rẩy, phun ra một ngụm máu. Phong Hy, con thấy sao rồi? Trần Thiên Phóng thấy con trai mình bị thương, sắc mặt thay đổi, lo lắng hỏi. Trần Phong ôm lấy cơ thể, vẻ mặt hết sức khó coi. Nhìn chằm chằm Đường Sở Sở, anh ta không ngờ người phụ nữ trẻ tuổi này lại có thực lực mạnh hơn anh ta rất nhiều, điều này khiến người sắp trở thành thiếu tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần bị đả kích cực kỳ sâu sắc. Sao cô dám làm tổn thương con trai tôi? Lúc này, Trần Thiên Phóng nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt lạnh lùng, hét lên đầy uy nghiêm. Một giây tiếp theo, trên người Trần Thiên Phóng bộc phát một cỗ khí tức khủng bố, ông ta đánh một trường về phía Đường Sở Sở. Thực lực của tộc trưởng hoàng tộc họ Trần này đã đạt đến vương cảnh, sức chiến đấu mạnh hơn Đường Sở Sở. Ông ta tung ra một trường, trực tiếp áp chế Đường Sở Sở, không thể ra tay được, chỉ có thể bị động chờ chết. Nhưng làm sao Diệp Phàm có thể đứng nhìn Sở Sở bị giết, hắn bước tới, đứng ở trước mặt Đường Sở Sở, tung ra một cú đấm. Rầm. Cùng lúc tiếng sấm vang lên. Cơ thể Trần Thiên Phóng bay thẳng ra ngoài, rơi xuống mặt đất tạo thành một cái hố. Không ngừng nôn ra máu, bị thương nặng. Cha! Tộc trưởng! Lúc này, vẻ mặt của Trần Phong và mọi người trong hoàng tộc họ Trần đều thay đổi, tất cả họ đều hét lên. Vẻ mặt của Trần Khiếu Sơn lão tộc trưởng hoàng tộc họ Trần vô cùng u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh lùng nói,
cậu còn trẻ mà đã có thực lực cường đại như vậy, các người là người của thế lực nào? Hộ quốc thần tướng. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Cậu chính là hộ quốc thần tướng đó sao? Trần Khiếu Sơn giật mình, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bây giờ bốn chữ hộ quốc thần tướng không chỉ nổi tiếng trong thế tục của Long Quốc, mà còn vang dội trong các môn phiệt lớn, hoàng tộc và bên trong các thế lực ẩn thế, nghe tên như sấm bên tai. Đúng vậy, các người là hậu duệ của hoàng tộc, không lo sống cho tốt, mà nhất định muốn gây rắc rối, hôm nay tôi sẽ tiễn các người lên đường. Diệp Phàm hét lên với vẻ mặt đầy sát khí. Anh rể, giết hết bọn chúng. Lúc này, Trần Tiểu Manh hét lên với Diệp Phàm. Rõ ràng mấy ngày nay cô ấy đã chịu uất ức rất nhiều, nếu không cô ấy sẽ không nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Vẻ mặt Trần Khiếu Sơn lạnh lùng, bộc phát toàn bộ thực lực ra ngoài. Thực lực của lão tộc trưởng hoàng tộc họ Trần này đã đạt đến nửa bước hoàng cảnh. Khi ông ta vận dụng bí pháp, lực lượng chân khí trên người lại tăng vọt, đạt đến hoàng cảnh, giải phóng một khu vực riêng đáng sợ. Sau đó, Trần Khiếu Sơn vung tay lên, có người đưa cho ông ta một cây thương dài, một tay ông ta cầm thương, một cỗ khí thế mãnh liệt từ trong cơ thể bộc phát ra, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm. Vào lúc này, lão tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần đã sử dụng toàn lực, thi triển một bộ thương pháp cường đại, không cho Diệp Phàm bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Tuy nhiên, thực lực giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn, mặc dù Trần Khiếu Sơn dùng bí pháp cưỡng bức tăng cường thực lực, nhưng trong mắt Diệp Phàm, ông ta vẫn không chịu nổi một đòn. Dầm. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, hắn tung ra một cú đấm, lấy thế không đỡ nổi phá hủy toàn bộ cái gọi là thương pháp của Trần Khiếu Sơn, trực tiếp đánh vào ngực ông ta, xuyên thủng ông ngay tại chỗ. Một lực phá vạn pháp. Đối mặt với lực lượng cường đại, dùng bất cứ chiêu gì cũng vô ích. Trần Khiếu Sơn phun ra máu, hai mắt trợn to, không thể tin được nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Sau đó, lão tộc trưởng của hoàng tộc họ Trần trực tiếp nằm trên mặt đất tắt thở, chết không nhắm mắt. Cha! Ông nội! Lão tộc trưởng! Lúc này, Trần Thiên Phóng, Trần Phong, mọi người trong hoàng tộc họ Trần đều hét lên khi nhìn thấy Trần Khiếu Sơn chết thảm. Không đỡ nổi một đòn. Diệp Phàm lắc đầu. Câu này của hắn có thể nói là chế giễu hoàng tộc họ Trần một cách trắng trợn. Tất cả bọn họ đều trừng mắt nhìn Diệp Phàm, tức giận nhưng không ai dám ra tay với hắn. Đôi mắt Trần Thiên Phóng đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Vào thời điểm yên tĩnh này, một người đàn ông mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện trong hoàng tộc họ Trần. Người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện không một tiếng động, rất quỷ dị, hai tay cầm kiếm, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, mái tóc dài được buộc cao, giống như một kiếm khách thời cổ đại. Người này vừa xuất hiện, Diệp Phàm dùng mình, nhận ra một luồng kiếm ý cực mạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh nhạt nói, ông là ai? Người của hoàng tộc họ Trần. Người có thể gọi ta là Kiếm Hoàng. Người đàn ông này lên tiếng. Kiếm Hoàng. Diệp Phàm nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua tên này. Trần Thiên Phóng và những cao thủ của hoàng tộc họ Trần khác có mặt ở đây thì chấn động khi nghe thấy cái tên này. Bọn họ nhìn người này với ánh mắt không thể tin được, nghĩ thầm không ngờ người này lại xuất hiện. Kiếm Hoàng không phải chỉ cao thủ hoàng cảnh, mà là hoàng giả trong kiếm, chỉ có người lĩnh ngộ kiếm đạo đến một trình độ cực sâu mới dám tự xưng là Kiếm Hoàng. Ở Long Quốc, dám tự xưng là Kiếm Hoàng chỉ có một, đó là cao thủ kiếm thần, người từng quét ngang hai tông môn kiếm đạo lánh đời cấp thiên hơn 10 năm trước. Không ai biết lai lịch của kiếm thần, nhưng ông ta vừa xuất hiện đã quét ngang hai tông môn lánh đời cấp thiên làm chấn động một thời, bị các thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Nhưng từ đó về sau, kiếm thần không xuất hiện nữa. Không ngờ 10 năm sau, vị Kiếm Hoàng này lại yên lặng xuất hiện. Ông đến tìm tôi. Diệp Phàm không biết hai chữ Kiếm Hoàng đại biểu cho gì, hắn nói thẳng. Có người muốn mạng của ngươi. Kiếm thần lạnh nhạt nói. Có rất nhiều người muốn mạng của tôi, nhưng cuối cùng người chết lại là bọn họ. Diệp Phàm nói. Kiếm thần nhíu mày, rút kiếm khỏi vỏ, một tiếng ngân vang chói tai vang lên. Một tia sáng lạnh lẽo lóe sáng trước mắt Diệp Phàm. Ngay sau đó một luồng kiếm khí khủng bố phát ra bao phủ Diệp Phàm, cả người lạnh run. Một kiếm này của ông ta nhanh đến mức tận cùng, đâm thẳng vào chỗ yếu hại của Diệp Phàm, hơn nữa lực lượng trong thân kiếm mênh mông vô tận, cực kỳ mạnh mẽ. Đừng nói hoàng cảnh, ngay cả cao thủ tôn cảnh cũng không thể cản được một kiếm này. Nhưng Diệp Phàm lại không hề chớp mắt, vung lên đoạn kiếm màu đen chặn đứng chiêu thức nhanh như chớp này của đối phương. Keng! Hai kiếm va chạm,
phát ra tiếng cọ sát chói tai. Kiếm thần nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên thực lực của Diệp Phàm vượt qua sự tưởng tượng của ông ta. Với uy lực một kiếm này của ông ta, cao thủ tôn cảnh cũng khó cản được, nhưng Diệp Phàm lại có thể nhẹ nhàng chặn lại như vậy, khẳng định thực lực của đối phương phải trên tôn cảnh. 20 mấy tuổi đã đạt đến tôn cảnh, sợ rằng còn mạnh hơn cả con trai của vị kia. Có thể có được thực lực như vậy ở độ tuổi này, đột nhiên kiếm thần nghĩ đến một người. Lúc này Diệp Phàm xuất kiếm phản kích, hai bên cầm kiếm va chạm kịch liệt với nhau. Trong lúc hai người đang chiến đấu, Trần Thiên Phóng nhảy vào trong một tòa cung điện của hoàng tộc họ Trần, không biết đang làm cái gì. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm và kiếm thần đã chiến đấu mấy trăm chiêu, phát ra từng đạo kiếm khí đáng sợ, xé rách không gian bốn phía. Kiếm khí này quá mạnh, đủ để tung hoàng ngàn dặm. Ầm ầm ầm. Rất nhanh, một tiếng sấm vang lên, Diệp Phàm và kiếm thần đều đánh ra một kiếm mạnh nhất của mình. Một kiếm này của Diệp Phàm ẩn chứa chiêu thức khủng bố nhất của tứ sư phụ sát thần Tu La cửu kiếm. Một khi thi triển ra Tu La cửu kiếm, sát khí tung hoành 9 vạn dặm, một kiếm giết chết 10.000 người. Đó là uy lực của Tu La cửu kiếm, cũng là tuyệt kỹ của tứ sư phụ của Diệp Phàm. Nhưng sát thương của chiêu này cực mạnh, nếu không có đủ ý chí, một khi thi triển ra sẽ dễ dàng bị sát khí khống chế, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí. Lúc trước tứ sư phụ truyền thụ chiêu này cho Diệp Phàm nhưng hắn vẫn chưa dùng đến. Hôm nay hắn thi triển ra Tu La cửu kiếm. Một kiếm này của hắn bộc phát ra sát khí tận trời, bao phủ toàn bộ hoàng tộc họ Trần, làm những người ở đây có cảm giác đang đứng giữa núi xác biển máu, da đầu tê dại, lá gan sắp nứt ra. Một kiếm này của Diệp Phàm làm kiếm thần biến sắc, phải thi triển ra chiêu thức mạnh nhất để ngăn cản một kiếm này. Kiếm thần bị chiêu thức của Diệp Phàm trấn áp, quỳ rạp trên mặt đất. Hai đầu gối quỳ xuống đất tạo thành hai cái hố, sắc mặt vặn vẹo, khóe miệng chảy máu, hai tay kẹp chặt lấy kiếm của đối phương, uy lực của một kiếm này quá khủng bố, không ngừng ép xuống muốn chém ông ta thành hai nửa. Mọi người ở đây nhìn thấy kiếm hoàng bị trấn áp như vậy đều vô cùng chấn động. 10 năm trước, kiếm hoàng đã có thể quét ngang hai tông môn lánh đời cấp thiên, 10 năm đủ để thực lực của ông ta đột phá, nhưng bây giờ đối phương lại bị một thằng nhãi 20 mấy tuổi trấn áp thành như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì thật sự khó tin được. Đột nhiên trong hoàng tộc họ Trần phát ra tiếng gầm rú, một bóng người vọt ra, trên người tản ra uy thế khủng bố. Người này chính là Trần Thiên Phóng. Nhưng lúc này Trần Thiên Phóng như ăn thứ gì đó, hai mắt đỏ đậm, máu trong cơ thể quay cuồng, tràn ngập lực lượng, giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Chết đi! Trần Thiên Phóng gầm lên, ông ta dùng hết toàn lực đánh về phía Diệp Phàm. Phụt! Diệp Phàm vung kiếm chém ra, trong kiếm còn mang theo uy áp của Tu La cửu kiếm, thế mạnh như hổ, chỉ trong nháy mắt đã chém vị tộc trưởng hoàng tộc họ Trần thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. Cha! Trần Phong nhìn cha mình bị giết, đau khổ kêu lên. Phụt! Diệp Phàm lại chém ra một kiếm tiễn Trần Phong đi gặp cha và ông nội của anh ta. Lúc này ba người cấm lái dòng chính của hoàng tộc họ Trần đều ngã xuống, người của hoàng tộc họ Trần ngây ra như phỗng. Sau khi giết chết Trần Phong, Diệp Phàm chú ý đến một cái chai rơi trên người Trần Thiên Phóng, hắn bước đến mở ra thì thấy bên trong có một giọt máu, tràn ngập hơi thở mênh mông bá đạo. Không lẽ vừa rồi tên kia dùng giọt máu này nên mới mạnh như vậy? Diệp Phàm thầm suy đoán. Đó là gì? Trần Tiểu Manh tò mò nhìn cái chai trong tay Diệp Phàm, cô bước đến muốn đi lấy cái chai này, Diệp Phàm hỏi, em muốn? Không biết, tôi cảm giác hình như trong cơ thể tôi có một lực lượng đang thúc giục tôi đi lấy cái chai này. Trần Tiểu Manh nói. Nghe xong Diệp Phàm nói, trong đây là máu tươi của một cao thủ của hoàng tộc họ Trần, trong cơ thể em có huyết mạch của hoàng tộc họ Trần nên mới bị hấp dẫn. Vậy hả? Trần Tiểu Manh ngây thơ nói. Em ăn giọt máu này vào đi, có lẽ sẽ có lợi cho em. Diệp Phàm nói thẳng. Trần Tiểu Manh gật đầu. Tiếp theo Diệp Phàm trợ giúp Trần Tiểu Manh ăn giọt máu tươi này, sau đó thi châm áp chế phần lớn lực lượng trong giọt máu này. Lúc trước Trần Tiểu Manh vẫn chưa tu luyện, chỉ là người thường, không thể thừa nhận lực lượng khổng lồ như vậy, rốt cuộc ngay cả Trần Thiên Phóng cũng không thể hoàn toàn luyện hóa khống chế lực lượng trong máu kia, nói gì đến Trần Tiểu Manh. Nhưng Diệp Phàm không ngờ giọt máu này vừa tiến vào trong cơ thể của Trần Tiểu Manh đã trực tiếp hòa tan với huyết mạch, không xảy ra chuyện mà Diệp Phàm lo lắng. Diệp Phàm thấy vậy có chút kinh ngạc, liếc nhìn cô nhóc này. Xem ra cô nhóc này không đơn giản.
lúc này lại có một bóng người xuất hiện, người này là Sở Cửu Ca. Sao cô lại đến đây? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Tôi. Sở Cửu Ca đang định trả lời thì nhìn thấy kiếm thần đang quỳ trên mặt đất, nghiêm mặt nói, kiếm hoàng, sao ông lại ở đây? Không lẽ hắn ta phái ông đến ám sát Diệp Phàm? Cô biết ông ta? Diệp Phàm ngạc nhiên nói, kiếm thần liếc nhìn Sở Cửu Ca, ngươi là ai? Xem ra tên kia đã khó kìm nổi muốn hoàn toàn bá chiếm Diệp Thị. Sở Cửu Ca lạnh lùng quát. Diệp Thị. Diệp Phàm nhíu mày, nói, Diệp Thị mà cô vừa nói là. Chính là gia tộc của anh, cũng là nơi cha anh sinh ra. Sở Cửu Ca nói thẳng. Nghe vậy, đầu óc Diệp Phàm chấn động, sắc mặt liên tục thay đổi. Không lẽ hắn ta là. Kiếm thần nghe thấy Sở Cửu Ca nói vậy, đồng tử co rụt lại, đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Thị là sao? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca. Lúc trước Diệp Phàm suy đoán lai lịch của cha hắn không đơn giản, có lẽ sau lưng có một gia tộc cường đại nào đó, nhưng hắn vẫn luôn không tra được sự tồn tại của gia tộc này. Sau đó bởi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, Diệp Phàm suýt chút nữa quên mất việc điều tra gia tộc đứng sau lưng cha hắn. Diệp Thị là một gia tộc cực kỳ cổ xưa ở Long Quốc, có lịch sử cực kỳ xa xăm, năm đó Diệp Thiên Long, cha của anh là thiếu tộc trưởng của Diệp Thị, cũng là thiên tài có thiên phú mạnh nhất trong suốt trăm ngàn năm qua của Diệp Thị. Sau đó cha anh không màng sự phản đối của ông nội anh, mạnh mẽ cưới mẹ anh, làm cho ông nội anh tức giận, cộng thêm một số việc khác, cuối cùng cha anh bị trục xuất khỏi Diệp Thị, võ công trên người cũng bị phế bỏ. Cuối cùng cha anh dẫn theo mẹ anh và anh vừa mới sinh ra rời khỏi Diệp Thị, đi vào thế tục. Sở Cửu Ca nói. Lời nói của cô làm sắc mặt của Diệp Phàm liên tục thay đổi. Hắn không ngờ sau lưng cha mẹ mình còn cất giấu một đoạn chuyện cũ như vậy. Vậy cô có biết cha mẹ tôi bị ai giết không? Đột nhiên Diệp Phàm hỏi. Có lẽ do Diệp Thiên Hùng làm, ngoài cha anh ra thì ông ta là thiên tài mạnh nhất Diệp Thị, cũng là người hận thù cha anh nhất. Năm đó cha anh bị trục xuất Diệp Thị, bị phế bỏ võ công, đều có quan hệ rất lớn đến Diệp Thiên Hùng. Hiện tại ông ta đã khống chế Diệp Thị, ngày mai Diệp Thị sẽ tiến hành nghi thức kế nhiệm cho ông ta, chính thức trở thành tộc trưởng Diệp Thị. Sở Cửu Ca nói. Nghe vậy Diệp Phàm lạnh mặt, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Có lẽ ông ta do Diệp Thiên Hùng phái đến giết anh. Sở Cửu Ca chỉ vào kiếm thần. Diệp Thiên Hùng. Diệp Phàm gần giọng thốt ra ba chữ này, ẩn chứa sát ý vô tận. Cuối cùng hung thủ đứng sau vụ giết chết cha mẹ hắn đã trồi lên mặt nước. Lúc này trong đầu Diệp Phàm tràn ngập hận thù. Diệp Thiên Hùng, ngày mai chính là ngày giỗ của ông. Diệp Phàm quát. Sáng sớm hôm sau, bên trong sơn cốc thần bí của Long Quốc đang diễn ra cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trong sơn cốc có những tòa kiến trúc cổ được chạm trổ rồng phượng nằm san sát nhau, nơi này tràn đầy hơi thở cổ xưa và mang tính lịch sử. Đây chính là nơi của Diệp Thị. Diệp Thị có nguồn gốc thần bí, không một ai biết bối cảnh thật sự của bọn họ, nhưng lại có lịch sử tồn tại rất lâu đời, ít nhất là hơn nghìn năm. Thực lực của nhà họ Diệp càng đáng sợ hơn, bọn họ đã càn quét rất nhiều tông môn ẩn thế thiên cấp. Thậm chí ngay cả hội trưởng đầu tiên của Hiệp hội ẩn thế, năm đó đã từng trấn áp các thế lực ẩn thế cũng không dám đắc tội với Diệp Thị, đủ để thấy Diệp Thị khủng bố đến mức nào. Nhưng thời kỳ Diệp Thị khiến cho những thế lực ẩn thế khiếp sợ nhất là hơn 20 năm trước, khi đó thiên tài mạnh nhất của nhà họ Diệp, Diệp Thiên Long đã xuất hiện quét sạch thiên tài của các thế lực ẩn thế, thậm chí còn ép vô số cường giả của thế hệ trước không dám ló đầu, thành công thống trị toàn bộ giới. Tất cả những thiên tài và cường giả cùng thế hệ với Diệp Thiên Long đều bị lu mờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Thiên Long. Vô số cường giả võ đạo hình dung Diệp Thiên Long giống như một tên yêu nghiệt. Chính bởi vì sự tồn tại của Diệp Thiên Long nên uy vọng của Diệp Thị ngày càng mạnh, trấn áp những thế lực tông môn cổ xưa của Long Quốc. Nhưng vị thiên tài này mới tỏa sáng được vài năm đã bị Diệp Thị đuổi ra khỏi dòng tộc, thậm chí còn bị phế bỏ tu vi, trở thành một người bình thường. Cứ như vậy, một ngôi sao vô cùng chói mắt đã ngã xuống. Từ đó về sau, không còn bất kỳ tin tức nào của Diệp Thiên Long nữa. Diệp Thị cũng bật vô âm tín. Nhưng 10 ngày trước, Diệp Thị lại xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, bọn họ phát rộng thư mời, mời các thế lực lớn đến tham gia buổi lễ kế vị tộc trưởng của nhà họ Diệp. Tin tức này vừa được truyền ra đã gây chấn động không nhỏ. Diệp Thị là một sự tồn tại khiến cho thế lực khắp nơi phải kiêng dè, hôm nay lại xuất hiện tộc trưởng mới, đương nhiên đáng để các phe phái chú ý tới. Bởi vậy,
sáng sớm hôm nay có không ít thế lực xuất hiện ở Diệp thị. Buổi lễ kế nhiệm chức tộc trưởng đã triệu tập toàn bộ người của chín nhánh nhà họ Diệp tới. Diệp thị truyền thừa lâu đời, nhiều con cháu nên đã chia làm chín nhánh. Ngoại trừ người cầm quyền Diệp thị ở dòng chính thì những chi thứ được chia làm 8 nhánh còn lại, bình thường đều không ở trong tộc mà phát triển ở những nơi khác nhau. Hôm nay, người của 8 nhánh còn lại đều đến đông đủ, tham gia nghi thức kế nhiệm tộc trưởng của Diệp thị. Người ngoài không biết tới buổi lễ kế nhiệm này, nhưng người của các nhánh khác lại biết được chút tin tức, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Mấy người có biết không? Sở dĩ lão tộc trưởng thoái vị, truyền lại vị trí tộc trưởng cho Diệp Khiếu Thiên là bởi vì ông ta bị ép. Tôi nghe nói lão tộc trưởng đã sớm bị Diệp Khiếu Thiên giết. Ngoại trừ vị kia thì Diệp Khiếu Thiên là người có thiên phú mạnh nhất, ông ta mơ ước vị trí tộc trưởng đã lâu, bây giờ cuối cùng cũng thực hiện được. Xuyệt, các người đừng có nói lung tung, bị người khác nghe được sẽ xong đời. Lúc này, không ít người nhà họ Diệp đang tụ tập lại một chỗ bàn tán. Lời bàn tán của bọn họ đã truyền đến tai những thế lực khác, dẫn tới một cuộc thảo luận không nhỏ. Diệp Khiếu Thiên chính là người có thiên phú mạnh nhất chỉ sau Diệp Thiên Long. Nếu như không có Diệp Thiên Long thì Diệp Khiếu Thiên sẽ trở thành ngôi sao sáng chói nhất. Đáng tiếc vì sự tồn tại của Diệp Thiên Long nên hào quang của Diệp Khiếu Thiên đã bị lu mờ, không ai biết tới ông ta. Lần này lão tộc trưởng Diệp Thị đột nhiên tuyên bố thoái vị, để Diệp Khiếu Thiên kế nhiệm, chẳng lẽ bên trong thật sự có ẩn tình. Lúc này, Phó Hội trưởng Hiệp hội ẩn thế đang có mặt ở Diệp Thị, bên cạnh ông ta là mấy vị trưởng lão. Phó Hội trưởng, ông nói Diệp Khiếu Thiên mưu sát lão tộc trưởng Diệp Thị nên mới ngồi lên được vị trí tộc trưởng này sao? Mộ vị trưởng lão tò mò nhìn Phó Thiên. Không được nói lung tung, Diệp Thị không phải là thế lực mà chúng ta có thể trêu chọc. Vẻ mặt Phó Thiên cứng lại, ông ta lên tiếng nói. Tộc trưởng tới. Khi người của các nhánh nhà họ Diệp và thế lực khắp nơi đang bàn tán sôi nổi, tiếng thông báo vang lên, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên khoác áo choàng tím tơ vàng, trên người ông ta tản ra uy áp tối cao. Ông ta xuất hiện với vẻ khí thế, trực tiếp trấn áp tất cả mọi người ở đây. Thực lực mà Diệp Khiếu Thiên thể hiện ra làm cho tất cả mọi người ở đây phải âm thầm khiếp sợ, không dám xem thường đối phương. Lúc này Diệp Khiếu Thiên nhìn mọi người với vẻ mặt tươi cười, cảm ơn mọi người hôm nay đã tới dự lễ kế vị của tôi. Chúc mừng tộc trưởng. Có tộc trưởng, Diệp thị ta chắc chắn sẽ phát triển càng thêm lớn mạnh. Ngay sau đó, người đứng đầu dòng chính và những nhánh khác của nhà họ Diệp đều chúc mừng Diệp Khiếu Thiên. Những người có nghi ngờ với Diệp Khiếu Thiên cũng không dám nói gì, dù sao trận thế trước mắt đã rõ ràng, Diệp Khiếu Thiên khống chế Diệp thị, nhảy ra đối đầu với ông ta chẳng phải đi tìm chết hay sao. Nhưng Diệp thị thật sự có người không sợ chết. Đúng lúc này, tiếng quát lớn lạnh như băng vang lên, Diệp Khiếu Thiên, ông có tư cách gì kế nhiệm vị trí tộc trưởng của nhà họ Diệp? Vừa dứt lời, không khí hiện trường lập tức thay đổi. Phút phút phút, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi, vậy mà lại có người không sợ chết, ánh mắt bọn họ nhìn về nơi phát ra âm thanh thì thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi đứng ra. Diệp Khiếu Thiên quan sát người này, hai mắt hơi híp lại, nói, ông là ai? Nhánh thứ 5 của Diệp thị Diệp Nam Thiên. Người đàn ông lạnh giọng đáp. Chủ công, năm đó ông ta chính là người hầu của Diệp Thiên Long. Lão giả mặc thường phục đứng cạnh Diệp Khiếu Thiên lên tiếng nói. Vụt. Nghe vậy, Diệp Thiên Long nhìn Diệp Nam Thiên, vị trí tộc trưởng của tôi được đích thân lão tộc trưởng truyền lại, tôi có tư cách ngồi lên vị trí này hay không còn chưa tới phiên ông chất vấn. Ông nói lão tộc trưởng truyền cho ông là được à, có bản lĩnh thì gọi lão tộc trưởng ra đây. Buổi kế vị tộc trưởng là chuyện lớn như vậy, sao lão tộc trưởng lại không xuất hiện? Diệp Thiên Nam lạnh lùng nói. Thân thể lão tộc trưởng không khỏe, không tiện ra ngoài. Diệp Khiếu Thiên nói. Không tiện, tôi thấy lão tộc trưởng đã bị ông giết chết từ lâu rồi thì đúng hơn. Diệp Khiếu Thiên, cái thứ lòng giang dạ sói, năm đó chính ông giở trò quỷ sau lưng, hại lão tộc trưởng và anh Thiên Long trở mặt thành thù, cái vị trí tộc trưởng nhà họ Diệp không tới phiên ông lên ngồi. Người đàn ông chỉ thẳng mặt Diệp Khiếu Thiên mắng. Vẻ mặt Diệp Khiếu Thiên lạnh đi, ông ta trực tiếp bộc phát uy áp khủng bố, khóa chặt Diệp Thiên Nam. Ầm, tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể Diệp Thiên Nam bị ép quỳ xuống đất, miệng hộc máu tươi, vẻ mặt nhăn nhó trông có vẻ rất đau đớn. Còn ai dám phản đối tôi kế nhiệm chức tộc trưởng Diệp thị? Ánh mắt Diệp Khiếu Thiên nhìn xuống tất cả mọi người rồi lớn giọng uy nghiêm. Dưới uy áp của ông ta,
Diệp Thiên Nam bị áp chế ngay cả nói cũng không nên lời, những người khác càng câm như hến, không dám nói thêm câu nào. Tôi phản đối. Lúc này, một tiếng sấm nổ vang truyền khắp Diệp Thị, giọng nói vang vọng ẩn chứa sát ý ngút trời. Khi giọng nói này vang lên, một bóng người đột nhiên bay tới rồi rơi xuống đất. Người này chính là Kiếm Hoàng, nhưng lúc này hai mắt ông ta trợn trừng, biểu cảm vặn vẹo vô cùng đau đớn, ông ta đã chết rồi. Người của nhà họ Diệp nhìn thấy kiếm thần thì đều thay đổi sắc mặt. Kiếm thần kia không phải là cường giả được Diệp Thị chiêu mộc sao, thực lực của ông ta có thể đứng trong top 10 của nhà họ Diệp. Sao lại chết thảm như vậy? Diệp Khiếu Thiên thấy kiếm thần chết thảm thì nhướng mày, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Phàm hung ác đi tới, phía sau hắn còn có Sở Cửu Ca. Lập tức, tất cả mọi người lại nhìn về phía Diệp Phàm, trên mặt mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau. Không ít người nhìn thấy Diệp Phàm đều giật mình, trong đó bao gồm cả phó hội trưởng của Hiệp hội ẩn thế Phó Thiên. Lão giả mặc thường phục bên cạnh Diệp Khiếu Thiên thấy Diệp Phàm, vẻ mặt ông ta cũng lập tức thay đổi. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên chằm chằm Diệp Phàm, ánh mắt ông ta híp lại, trong đầu hiện ra gương mặt của Diệp Thiên Long. Người trong nhà họ Diệp nhìn thấy Diệp Phàm thì hoảng hốt. Bởi vì Diệp Phàm và Diệp Thiên Long rất giống nhau, vậy nên không ít người nhìn Diệp Phàm đều sẽ liên tưởng đến Diệp Thiên Long. Diệp Khiếu Thiên, tôi phản đối ông trở thành tộc trưởng Diệp Thị. Diệp Phàm đi tới nhìn Diệp Khiếu Thiên vẻ mặt lạnh như băng. Ngươi chính là con trai của Diệp Thiên Long. Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Phàm nói. Đúng vậy, tôi chính là con trai Diệp Thiên Long Diệp Phàm. Diệp Phàm gằn từng câu từng chữ. Nghe những gì Diệp Phàm nói, tất cả những người có mặt đều sợ ngây người. Ánh mắt của chín nhánh nhà họ Diệp và những thế lực khác đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Vẻ mặt của ai nấy đều thay đổi, trong lòng không ngừng chấn động. Chàng trai trẻ này lại là con trai của Diệp Thiên Long. Diệp Thiên Long còn có một đứa con trai. Lúc phút này người của nhà họ Diệp mới hiểu được vì sao Diệp Phàm và Diệp Thiên Long lại giống nhau như vậy, hóa ra bọn họ là hai cha con. Hắn ta là con trai của Diệp Thiên Long. Phó Thiên ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, những trưởng lão còn lại của Hiệp hội ẩn thế đều sợ ngây người. Mạng cũng đủ cứng đấy. Ngay cả Kiếm Hoàng không giết chết được ngươi. Diệp Khiếu Thiên cười lạnh nhìn Diệp Phàm. Tôi chưa muốn chết thì ai giết được. Diệp Phàm khinh thường nhìn Diệp Khiếu Thiên, ngược lại là ông đấy, ông sắp phải chết rồi. Ngươi muốn giết ta? Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Đúng vậy, ông diệt cả nhà, giết cha mẹ tôi, hại tôi nhà tan cửa nát, hôm nay tôi sẽ băm ông thành trăm mảnh. Diệp Phàm gầm lên. Nghe Diệp Phàm nói vậy, vẻ mặt mọi người ở đây không ngừng thay đổi. Bọn họ không ngờ Diệp Khiếu Thiên lại giết chết Diệp Thiên Long. Hừ, ngươi cũng ngông cuồng giống y như cha ngươi, nhưng đến cha ngươi còn bị ta giết, ngươi nghĩ chỉ dựa vào mình ngươi có thể chống lại được ta sao? Diệp Khiếu Thiên khinh thường nhìn Diệp Phàm. Còn có tôi. Sở Cửu Ca đứng dậy, lớn tiếng nói với Diệp Khiếu Thiên. Cô là... Ánh mắt Diệp Khiếu Thiên nhìn về phía Sở Cửu Ca, đối phương lạnh lùng nói. Sở Cửu Ca của nhà họ Sở. Cô là con gái của Sở Phù Đồ. Sao cô lại muốn giúp tên này? Diệp Khiếu Thiên nhìn Sở Cửu Ca lạnh nhạt nói. Đúng vậy, anh ấy là chồng chưa cưới của tôi. Nếu ông muốn giết anh ấy thì trước tiên phải bước qua xác của tôi cái đã. Sở Cửu Ca quát lớn. Được, cô cũng yêu hắn ta đấy. Nếu đã như thế, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho hai người. Cũng để cháu ngoan của ta ở dưới suối vàng không cô đơn. Diệp Khiếu Thiên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt ông ta nhìn về phía người của chín nhánh nhà họ Diệp, người của Diệp Thị nghe lệnh, lập tức giết chết kẻ này, ai giết được hắn sẽ được thưởng lớn. Dứt lời, mọi người trong Diệp Thị suy nghĩ vài giây rồi lập tức lao về phía Diệp Phàm. Mặc dù Diệp Phàm là con trai của Diệp Thiên Long, nhưng hiện tại Diệp Thiên Long đã chết, bọn họ cũng không có gì phải kiêng dè, nếu có thể giết được hắn ta thì tất nhiên là lấy lòng được Diệp Khiếu Thiên, khi đó bọn họ sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Ôm cái suy nghĩ này. Vô số cường giả của Diệp Thị nhằm phía Diệp Phàm, thực lực thấp nhất cũng đạt tới vương cảnh, ngoài ra còn có rất nhiều hoàng cảnh và tôn cảnh, có thể thấy được thế lực nhà họ Diệp rất sâu. Muốn chết? Diệp Phàm nhìn đám người này với ánh mắt đầy sát ý, hắn vung thanh kiếm đen trực tiếp giết chết bọn họ. Phụt phụt phụt. Diệp Phàm bật chế độ điên cuồng chém giết, máu tươi văng khắp nơi. Đám người này ngay cả một kiếm của Diệp Phàm cũng không ngăn được, bị chém chết từng người một. Chỉ trong giây lát, cường giả Diệp Thị xông về phía Diệp Phàm đều chết thảm dưới kiếm của hắn. Lúc này, bọn họ đều bị hoảng sợ.
Phụt phụt phụt. Lúc này, bốn vị cường giả thánh cảnh trung thành với Diệp Khiếu Thiên ra tay tấn công Diệp Phàm. Bốn người bọn họ đều bộc phát lực lượng chân khí khủng bố, thi triển ra lĩnh vực, hợp lực trấn áp Diệp Phàm. Chết! Diệp Phàm không nói nhảm với bọn họ, hắn vung kiếm chém ra một nhát ẩn chứa năng lượng ngút trời với thế không thể đỡ. Hắn không thi triển ra Tu La Cửu Kiếm, nhưng sát khí lại đáng kinh ngạc. Bốn vị cường giả thánh cảnh không kịp phản ứng, đã bị Diệp Phàm chém thành cho bụi, ngay cả mảnh vụn cũng không còn. Lúc này, nhà họ Diệp lặng ngắt như tờ. Dù là người của Diệp Thị hay là những thế lực khác thì đều bị dọa tới ngây người, bọn họ trừng to mắt, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin nổi. Một kiếm chém chết bốn cường giả thánh cảnh, cho dù là đối mặt với những cường giả thế hệ trước thì cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Huống chi, người chém ra một kiếm này mới chỉ là một chàng trai hơn 20 tuổi, chuyện này khiến bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Từ khi nào mà thực lực của thế hệ trẻ lại cường hãn như thế? Điều này hoàn toàn khác với nhận thức của bọn họ về những người trẻ tuổi. Diệp Phàm của lúc này làm cho không ít người nhớ tới cha hắn Diệp Thiên Long. Hơn 20 năm trước Diệp Thiên Long cũng đáng sợ như vậy. Không ngờ trải qua 20 năm, con trai của Diệp Thiên Long xuất hiện, hắn ta cũng cho bọn họ thấy sức mạnh không thua kém gì với cha mình. Chẳng lẽ năm đó Diệp Thiên Long trấn áp một thế hệ, bây giờ lại tới lượt con trai của ông ấy sao? Hai cha con nhà này quả thật là biến thái. Phút. Lúc này, Diệp Khiếu Thiên híp mắt chằm chằm Diệp Phàm, ông ta vỗ tay nói, đủ mạnh, không hổ là con trai của Diệp Thiên Long, huyết mạch di truyền quả đúng là không tệ. Được rồi, đừng có nói nhảm, chịu chết đi. Diệp Phàm nhấc kiếm chỉ thẳng Diệp Khiếu Thiên, hắn lớn tiếng quát với vẻ mặt đầy sát khí. To gan, Diệp Phàm ngươi thân là người nhà họ Diệp, lại dám dùng kiếm chỉ tộc trưởng, đúng là láo xược. Vị lão giả mặc thường phục nhìn Diệp Phàm quát. Hóa ra là ông, xem ra lúc trước Diệp Khiếu Thiên là người đã phái ông tới giết tôi. Diệp Phàm hừ lạnh nhìn lão giả lúc trước mình từng giao đấu. Đối phương không nói gì mà đánh một chưởng về phía Diệp Phàm. Thực lực của vị lão giả này tăng lên không ít so với trước kia, nhưng Diệp Phàm vẫn không xem ra gì. Diệp Phàm vung kiếm chém mạnh, ngăn lại đòn tấn công của đối phương, hai bên chạm nhau truyền ra tiếng nổ vang. Âm một tiếng, cơ thể lão giả lui mạnh về phía sau. Miệng hộc máu, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hai tay kết ấn, một cỗ sức mạnh tinh thần bộc phát đánh về phía Diệp Phàm. Không chỉ thực lực mạnh lên mà lực tinh thần cũng tiến bộ rất nhiều, nhưng khi sức mạnh tinh thần của ông ta chui vào trong đầu của Diệp Phàm lại giống như đá chìm dưới biển, không gây ra bất kỳ sóng gió nào. Sao có thể, ngươi? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Phụt! Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm đâm xuyên qua cơ thể đối phương. Ngay cả Diệp Khiếu Thiên cũng không kịp ra tay ngăn cản, kết quả ông ta chém chết, hai tròng mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, quỳ rạp trên mặt đất. Rầm. Diệp Phàm giơ chân đá lão giả này bay ra ngoài. Ninh lão. Diệp Khiếu Thiên thấy lão giả bị giết, vẻ mặt ông ta trầm xuống rồi hét lớn. Ninh lão là tâm phúc của ông ta, làm bạn với nhau đã lâu, lúc này đối phương bị giết đã hoàn toàn chọc giận Diệp Khiếu Thiên. Ta phải giết chết ngươi. Diệp Khiếu Thiên gầm lên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, ông ta bước lên đánh một chưởng về phía hắn. Ầm! Đòn tấn công của Diệp Khiếu Thiên khiến xung quanh như rung chuyển, từng tiếng nổ như sấm vang lên. Lực lượng ngập trời quét ngang không gian, gây ra những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tất cả mọi người đều cảm nhận thấy nghẹt thở. Bọn họ nhìn Diệp Khiếu Thiên với vẻ mặt khó tin. Ông ta vậy mà đã đạt tới cảnh giới kia. Sở Cửu Ca nhìn thực lực Diệp Khiếu Thiên thi triển. Biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, cô hô lên với Diệp Phàm, cẩn thận, ông ta đã bước vào thần cảnh. Ầm ầm. Lúc này, đòn tấn công của Diệp Khiếu Thiên đã giáng xuống, khiến Diệp Phàm không thể tránh, chỉ có thể đỡ lấy. Thần cảnh. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Diệp Khiếu Thiên, hai mắt không ngừng lóe lên. Thần cảnh, chính là cấp độ trên thánh cảnh, có thể so với thần tích. Khi đạt đến cảnh giới này, đồng nghĩa với việc đứng ở đỉnh cao của võ thuật. Trong tất cả những thế lực ẩn thế, sợ là tìm không nổi mấy người bước vào được cảnh giới này. Nhưng cho dù Diệp Khiếu Thiên bước vào thần cảnh thì Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, trong lòng hắn là sát khí vô tận. Tu La Cửu Kiếm. Diệp Phàm trực tiếp thi triển chiêu kiếm đầu tiên trong Tu La Cửu Kiếm, bộc phát toàn bộ sức mạnh của bản thân, bao gồm là lực lượng thần bí bên trong cơ thể. Cỗ lực lượng này. Diệp Khiếu Thiên thấy Diệp Phàm thi triển ra cỗ lực lượng thần bí này thì giật mình. Vẻ mặt ông ta đầy vẻ ngạc nhiên.
dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ sâu bên trong nhà họ Diệp. Ngay khi đòn tấn công của Diệp Khiếu Thiên và Diệp Phàm sắp va chạm, sâu trong gia tộc họ Diệp truyền ra một tiếng hét, dừng tay. Khi giọng nói này vang lên, một ông lão tóc trắng lao ra, muốn chặn lại đòn tấn công của Diệp Phàm và Diệp Khiếu Thiên, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước. Trong nháy mắt, công kích của Diệp Phàm và Diệp Khiếu Thiên chạm mạnh vào nhau, phát ra một tiếng vang động trời. Sau khi một đòn này của hai bên va chạm nhau, nó bộc phát ra một làn sóng năng lượng như vũ bão, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, sắc mặt của những người trong gia tộc họ Diệp đều thay đổi, tất cả đều đồng loạt ra tay để ngăn lại sự lan tràn của nguồn năng lượng đáng sợ này. Chỉ một lát, những người có thực lực yếu đều bị tàn dư của luồng năng lượng này đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất nôn ra máu. Những người có thực lực mạnh hơn một chút cũng bị dư chấn làm cho lui lại, máu chảy tán loạn, sắc mặt tái nhợt. Uy lực của đòn này có thể so sánh với vụ nổ của một quả tên lửa khổng lồ, uy lực của nó mạnh đến mức làm không khí nơi gia tộc họ Diệp đang ở hoàn toàn biến mất. Nếu không nhờ các cường giả ở đây hợp sức ngăn chặn sự lan tràn của năng lượng này, e rằng toàn bộ gia tộc họ Diệp sẽ không còn tồn tại nữa. Giờ phút này, gia tộc họ Diệp và những người từ các thế lực khác đều vô cùng chấn động. Chỉ là dư chấn năng lượng thôi mà đã khủng bố như vậy, khó mà tưởng được uy lực trực diện của nó sẽ mạnh đến mức nào. Lúc này, ông lão tóc trắng xuất hiện lúc nãy nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không ngừng thay đổi, cực kỳ khó coi. Sở Cửu Ca đứng cách đó không xa, vẻ mặt lo lắng. Sau đó, dư chấn của năng lượng này dần dần tiêu tán, bóng dáng của Diệp Phàm và Diệp Khiếu Thiên hiện ra. Hiện giờ, hai người họ đang đối mặt nhau, nhìn chằm chằm vào đối phương. Phút, phút, hai tiếng phun máu đồng thời vang lên, hai người lần lượt nôn ra máu, thân thể lui về phía sau, nửa quỳ trên mặt đất. Một đòn này, hai người dường như chẳng phân thắng bại. Tuy nhiên, thương thế của Diệp Phàm có vẻ nghiêm trọng hơn một chút. Nhìn thấy kết quả này, toàn bộ người có mặt ở đây đều hít một hơi, khiếp sợ không thôi. Diệp Khiếu Thiên là cường giả thần cảnh chân chính, thực lực mạnh đến mức chỉ một chiêu cũng đủ giết chết tất cả mọi người ở đây. Dưới thần cảnh, tất cả đều là một con kiến. Đây là miêu tả chính xác nhất cho cường giả thần cảnh. Mà điều này cũng cho thấy sự đáng sợ của cường giả thần cảnh. Một khi bước vào thần cảnh, mọi thứ tồn tại dưới thần cảnh đều là con kiến, căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho cường giả thần cảnh. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm, một thanh niên hai mươi mấy tuổi đánh với cường giả thần cảnh lại lưỡng bại câu thương, điều này thật sự là làm người ta cảm thấy khó mà tin được. Chẳng lẽ người này đã bước vào thần cảnh? Hai mươi mấy tuổi đã là cường giả thần cảnh, sao có thể chứ? Ngay cả Diệp Thiên Long năm đó có lẽ cũng chưa nghịch thiên đến mức đó đúng không? Giờ phút này, khắp nơi đều yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Diệp Phàm. Trên người của mày vậy mà lại có sức mạnh của Diệp Thiên Long, chẳng trách. Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Phàm lạnh lùng quát. Diệp Phàm nghe ông ta nói vậy, hai mắt nheo lại, trong nháy mắt nhớ tới luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình. Chỉ có luồng sức mạnh thần bí đã cùng hắn lớn lên là sức mạnh duy nhất trong cơ thể mà hắn không biết nguồn gốc, chẳng lẽ là sức mạnh do ba hắn để lại. Nhưng hôm nay, cho dù Diệp Thiên Long còn sống cũng không thể cứu được mày. Hôm nay mày nhất định phải chết. Diệp Khiếu Thiên lau máu trên khóe miệng, đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Đủ rồi. Lúc này, ông lão tóc trắng đột nhiên quát lên. Diệp Khiếu Thiên liếc nhìn ông ấy, ánh mắt khẽ khựng lại, nói, lão tộc trưởng. Sao ông lại ra đây? Ông lão tóc trắng này đúng là Diệp Chấn Đình lão tộc trưởng của gia tộc họ Diệp, ba của Diệp Thiên Long. Lão tộc trưởng. Tức thì, người của gia tộc họ Diệp nhìn Diệp Chấn Đình hộ lên. Mà Diệp Phàm cũng liếc nhìn ông nội ruột này của mình, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Khụ khụ khụ. Lúc này Diệp Chấn Đình bỗng ho khan một trận, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, hơi thở rối loạn, đầu tóc rối bù, cả người trông vô cùng thê lương. Dáng vẻ ấy tựa như cả trong lẫn ngoài đều suy yếu. Ông trúng độc. Diệp Phàm cau mày nhìn Diệp Chấn Đình, lạnh nhạt nói. Mặc dù hắn không có chút tình cảm nào với người ông nội đã ngăn cản ba mẹ hắn kết hôn còn đuổi họ ra khỏi nhà, thậm chí còn hận ông ấy nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của ông ấy hắn vẫn thấy không đành lòng. Trúng độc. Nghe được lời này, vẻ mặt của những người ở đây đều thay đổi, họ khiếp sợ không thôi. Đường đường là lão tộc trưởng uy nghiêm của gia tộc họ Diệp lại bị trúng độc. Là ai hạ độc? Mọi người lập tức nhìn về phía Diệp Khiếu Thiên,
hiển nhiên người đáng nghi nhất chính là tộc trưởng tân nhiệm này của gia tộc họ Diệp. Diệp Khiếu Thiên, ông giam cầm tôi, hạ độc tôi, ép tôi giao vị trí tộc trưởng gia tộc họ Diệp cho ông dẹp tâm tư âm hiểm đó của ông đi. Lúc này, Diệp Chấn Đình chỉ vào Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng quát to. Mà những lời này của ông ấy trực tiếp gây ra sự bùng nổ. Diệp Khiếu Thiên vậy mà thật sự hạ độc lão tộc trưởng, còn giam cầm ông ấy, thậm chí còn ép ông ấy truyền lại vị trí tộc trưởng cho mình, điều này chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Trong phút chốc, vẻ mặt của những người trong gia tộc họ Diệp ở đây đều thay đổi. Diệp Khiếu Thiên, ông lại dám hạ độc lão tộc trưởng, ông thật to gan. Lúc này, Diệp Nam Thiên người vừa đứng ra phản đối Diệp Khiếu Thiên chỉ vào ông ta phẫn nộ mắng. Ông già, không ngờ ông cũng có bản lĩnh đẩy, sắp chết rồi còn chạy ra cản đường. Nếu đã như vậy, tôi sẽ đưa ông đi gặp con trai bảo bối của ông trước vậy. Giờ phút này, sắc mặt Diệp Khiếu Thiên âm trầm như mực, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Chấn Đình hét lớn. Diệp Khiếu Thiên lách mình lao về phía Diệp Chấn Đình, đồng thời tung ra một đòn đáng sợ, có ý định giết chết ông ấy hoàn toàn. Hiện giờ gương mặt thật bị vạch trần, Diệp Khiếu Thiên cũng không che giấu nữa, trực tiếp ra tay với Diệp Chấn Đình. Ông ta vừa ra tay, vẻ mặt của những người ở chi khác của gia tộc họ Diệp đều thay đổi, bọn họ muốn cứu lão tộc trưởng nhưng bất lực. Lúc này, một bóng người đứng ở trước mặt Diệp Chấn Đình, chém một kiếm vào Diệp Chấn Thiên, chặn ông ta lại. Người này đương nhiên là Diệp Phàm. Diệp Chấn Đình nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở trước mặt mình, trong lòng ấm áp, vẻ mặt trở nên kích động, cơ thể khẽ run lên. Diệp Phàm, chắc mày cũng biết ông già sau lưng mày chính là đầu sỏ đã ngăn cản ba mẹ mày lấy nhau, còn trục xuất họ ra khỏi gia tộc họ Diệp, khiến cả nhà mày bị diệt đúng không? Hiện giờ mày vẫn muốn che chở cho ông ta sao? Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Phàm hừ lạnh. Công tử, cậu đừng nghe ông ta nói bậy. Năm đó do ông ta ở sau lưng châm ngòi ly gián lão tộc trưởng và anh cả Thiên Long, nên ông ấy mới tức giận mà làm vậy với anh cả Thiên Long. Diệp Nam Thiên đột nhiên nói với Diệp Phàm. Chuyện năm đó là lỗi của ta. Cháu trai, xin lỗi cháu. Diệp Chấn Đình áy náy nhìn Diệp Phàm. Thằng nhãi, mày nghe thấy chưa? Ba mẹ mày chết hết thảy đều do ông ta gây ra, mày nên lập tức giết ông ta để báo thù cho ba mẹ mày mới đúng. Diệp Khiếu Thiên nhìn Diệp Phàm lạnh lùng nói. Câm miệng. Diệp Phàm lạnh lùng quát, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Khiếu Thiên, tôi có giết ông ấy hay không là việc giữa tôi và ông ấy, không tới lượt ông nhúng tay vào, nhưng hôm nay ông nhất định phải chết. Diệp Phàm vừa dứt lời, trên người bộc phát ra luồng sát khí đáng sợ, trong mắt hắn tràn ngập sát ý nhìn Diệp Khiếu Thiên và lao thẳng về phía ông ta. Lúc này, Diệp Phàm thi triển hết tất cả bí pháp tuyệt kỹ được các sư phụ truyền dạy ra. Mở ra một trận đại chiến sát phạt với Diệp Khiếu Thiên. Diệp Khiếu Thiên cũng dùng hết toàn bộ sức mạnh thần cảnh, toàn lực áp chế Diệp Phàm. Thực lực của cường giả thần cảnh quả thực rất đáng sợ, hơn nữa năm đó Diệp Khiếu Thiên còn là thiên tài chỉ đứng sau Diệp Thiên Long của gia tộc họ Diệp. Dù là việc sử dụng sức mạnh hay các phương thức tu luyện võ học khác nhau của gia tộc họ Diệp ông ta đều đạt tới đỉnh cao, vì vậy sức chiến đấu của ông ta vô cùng khủng bố. Mặc dù Diệp Phàm dùng hết toàn bộ sức mạnh, nhưng vẫn không có cách nào áp chế được Diệp Khiếu Thiên, trái lại còn vô cùng bị động. Tuy nhiên, trong trận chiến quyết liệt này, mọi sức mạnh trong cơ thể Diệp Phàm đều không ngừng tăng lên. Sức mạnh còn sót lại của ba con rồng và một con voi trong cơ thể hắn cũng đang dung hợp vào cơ thể hắn. Và sức mạnh thể chất của hắn cũng không ngừng tăng lên dưới sự va chạm kịch liệt này. Về phần sức mạnh mà ba Diệp Phàm để lại, đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hắn, khiến sức chiến đấu của hắn tăng vọt. Giá. Cách duy nhất để thực lực tăng lên là chiến đấu với cường. Chỉ có trong chiến đấu, mới có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Chính là cái được gọi là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này đây, Diệp Phàm không chỉ coi Diệp Khiếu Thiên là kẻ thù sinh tử của mình mà còn là hòn đá mài khiến hắn trở nên mạnh mẽ và sắc bén hơn. Giờ phút này, hai bên chiến đấu vô cùng kịch liệt, có thể nói là đánh đến long trời lở đất. Những người khác ở đây vô cùng chấn động khi nhìn thấy Diệp Phàm có thể chiến đấu với một cường giả thần cảnh đến mức này. Thiên phú đứa con trai này của Diệp Thiên Long quá mạnh. Bọn họ đều có thể nhìn ra đối phương vẫn chưa bước vào thần cảnh, nhưng lại có thể chiến đấu kịch liệt không phân cao thấp với cường giả thần cảnh, năng lực chiến đấu vượt cấp này thật khiến người ta sợ hãi. Quả nhiên rất giống nó. Diệp Chấn Đình nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hơi lóe, không khỏi thở dài một hơi, nét mặt đầy sự cô đơn. Võ Diệt Càn Khôn, Ấn Quỷ Cốc, Cửu Kiếm Tu La, Long Quyền,
nhất kích chiến thần, bách hoa trưởng. Vào lúc này, Diệp Phàm đã sử dụng tất cả các tuyệt kỹ của 6 vị sư phụ và lao thẳng về phía Diệp Khiếu Thiên. Hắn thậm chí còn bộc phát ra sức mạnh tinh thần của mình, thúc giục các sức mạnh tự nhiên trong trời đất, điều động cả tam đại lực lượng phong, sấm và băng trong ngũ hành để lập thành một thuật pháp khủng bố cho nổ vào Diệp Khiếu Thiên. Với tất cả sức mạnh mà hắn đã tu luyện, bao gồm cả sức mạnh của Long Tượng, tất cả đều bùng nổ ra ngoài, toàn lực nổ tung về phía Diệp Khiếu Thiên. Hiện giờ, sức mạnh mà Diệp Phàm bộc phát ra tựa như sóng to gió lớn, thế tới không thể đỡ. Những người có mặt ở đây thấy cảnh tượng này đều chấn động không thôi. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm không chỉ có võ đạo siêu phàm, hơn nữa còn là một pháp sư cường đại, hắn vậy mà có thể khống chế 8 loại sức mạnh tự nhiên, thật sự quá nghịch thiên. Đối mặt với công kích này của Diệp Phàm, ánh mắt Diệp Khiếu Thiên khế khựng lại, ông ta trực tiếp thi triển võ kỹ đỉnh cấp, trong nháy mắt, trời đất thay đổi, thần uy vô thượng lan tràn, bao trùm 4 phương 8 hướng. Kình Thiên Trưởng. Khi Diệp Khiếu Thiên gầm lên một tiếng, ông ta tung ra một trường, sức mạnh bộc phát ngập trời, ngưng tụ thành một bàn tay che trời hệt như Như Lai thần trường, áp chế Diệp Phàm. Trong khoảnh khắc, một kiếm của Diệp Phàm va chạm với một trường này của Diệp Khiếu Thiên, gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sức mạnh kinh thiên quét qua, khiến toàn bộ người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi mãnh liệt. Tất cả đều dốc hết sức lực để chống lại năng lượng bùng phát từ đòn này. Nhưng ngay cả khi cường giả trong 9 chi của gia tộc họ Diệp và các cường giả của các thế lực lớn cùng nhau ra tay, họ cũng không thể chịu được năng lượng bùng phát bởi đòn này. Cuối cùng, mọi người trong gia tộc họ Diệp đều bị đánh bay, một đám quỷ dạp trên mặt đất nôn ra máu, tàn dư của năng lượng đáng sợ này lan rộng, trực tiếp phá hủy nhiều kiến trúc xung quanh, mặt đất nổ tung từng tấc một. Giết! Lúc này, tiếng giống giận lạnh băng vô tình của Diệp Phàm vang lên. Tất cả sức mạnh của hắn đều tập trung vào thanh kiếm màu máu đáng sợ phá không bay ra, cứng rắn chém bàn tay khổng lồ đang ôm lấy bầu trời kia thành hai nửa, luồng kiếm khí đáng sợ không ngừng chém về phía Diệp Khiếu Thiên. Diệp Khiếu Thiên vung tay lên, dùng sức đỡ một kiếm này. Lập tức, cơ thể Diệp Khiếu Thiên run lên, phun ra một ngụm máu, ông ta bị thanh kiếm áp chế quỳ xuống. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh băng, tiếp tục tăng thêm uy lực cho thanh kiếm này, dùng toàn lực áp chế đối thủ. Phút, giây tiếp theo, Diệp Khiếu Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi, tóc dài tán loạn, áo bào trong nháy mắt đã rách nát, ông ta bay ra ngoài nặng nề đập xuống đất. Giờ phút này, tất cả mọi người chấn động, xung quanh lặng im không một tiếng động. Cơ thể Diệp Phàm run lên, kiếm trong tay cắm xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, sức lực của Diệp Phàm đã hoàn toàn cạn kiệt, hắn cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu được. Nhưng hắn dùng ý chí kiên cường đứng dậy, chĩa kiếm vào Diệp Khiếu Thiên, hét lớn. Hôm nay là ngày chết của ông. Diệp Phàm hét một tiếng, muốn dùng chút sức lực cuối cùng giết chết Diệp Khiếu Thiên. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh băng vô tình đột ngột truyền đến, muốn giết ba tao, mày nghĩ mày có tư cách đó sao? Một âm thanh lạnh băng vô tình truyền khắp Diệp thị, truyền vào trong tai mọi người, làm màng tai của bọn họ bị chấn động. Lúc này không khí xung quanh động lại, một uy áp vô tình thả xuống, hiện trường trở nên vô cùng áp lực. Lúc này bên ngoài Diệp thị, một đoàn người đi đến. Cầm đầu là một thanh niên để tóc dài, đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, mặc một bộ áo dài màu trắng, khí chất xuất trần. Bên cạnh người thanh niên này là một lão giả tóc xám trắng, bộ dáng gần đất xa trời nhưng lại làm người khó có thể bỏ qua, phía sau là một đám cầm kiếm. Chanh vanh! Diệp Khiếu Thiên nằm trên mặt đất nhìn vị thanh niên này, kích động kêu lên. Cha! Vị thanh niên kia nhìn chăm chú vào Diệp Khiếu Thiên, đi đến trước mặt đối phương, đỡ ông ta lên, nói, cha, cha sao rồi? Diệp Tranh Vanh. Không ít tộc nhân Diệp thị nhận ra thanh niên này, đối phương chính là con trai của Diệp Khiếu Thiên, Diệp Tranh Vanh. Diệp Tranh Vanh là con trai độc nhất của Diệp Khiếu Thiên, nhưng lúc 7 tuổi bị Diệp Khiếu Thiên tiễn đi, còn lý do thì không ai biết cả. Sau khi Diệp Tranh Vanh bị tiễn đi, hắn ta chưa từng trở lại, không ngờ hôm nay lại trở lại. Cha, cha ăn cái này trước đi. Diệp Tranh Vanh lấy ra một viên thuốc viên cho Diệp Khiếu Thiên ăn, sau khi ông ta ăn viên thuốc viên này vào, vết thương trong cơ thể nhanh chóng khôi phục lại. Thấy vậy Diệp Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Tranh Vanh, cha, tiếp theo giao cho con đi. Rất nhanh, vết thương của Diệp Khiếu Thiên khôi phục lại, ông ta đang định mở miệng thì đối phương đã lên tiếng trước. Ngay sau đó Diệp Tranh Vanh đỡ Diệp Khiếu Thiên lên. Tiếp theo nhìn chằm chằm vào Diệp Tranh Vanh,
đôi mắt đó như sao trời, vô cùng khiếp người. Dám động đến cha tao, mày thật to gan. Diệp Tranh Vanh lạnh lùng quát, âm thanh như sấm động, đi về phía Diệp Phàm. Trong đạo sóng âm này ẩn chứa một tia tinh thần công kích, hiển nhiên thực lực của Diệp Tranh Vanh không đơn giản. Nhưng đối mặt với tinh thần công kích này, Diệp Phàm làm lơ, lạnh nhạt nói, mày đến để xuống địa ngục cùng cha mày hả? Hôm nay có Diệp Tranh Vanh ở đây, ai dám động đến cha tao? Diệp Tranh Vanh bá đạo quát. Hắn ta vừa dứt lời, đám người đi theo hắn ta rút kiếm chỉ vào Diệp Phàm. Thực lực của nhóm người này không đơn giản, trên người tản ra hơi thở khủng bố. Diệp Phàm nắm chặt kiếm trong tay, đi về phía Diệp Khiếu Thiên. Giết! Diệp Tranh Vanh ra lệnh, đám người kia rút kiếm lao về phía Diệp Phàm. Nhóm người này vừa ra tay, kiếm khí tung hoành, kiếm chiêu khủng bố tấn công Diệp Phàm. Diệp Phàm chém ra một kiếm, chặn lại công kích của nhóm người này, nhưng chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài, trên người xuất hiện nhiều vết kiếm. Trận chiến vừa rồi đã hao hết lực lượng trên người Diệp Phàm, với thực lực hiện tại của hắn không chống lại được nhóm người này. Lúc này Sở Cửu Ca vọt đến chặn đứng nhóm người này, lao vào chiến đấu với bọn họ. Lại để người phụ nữ của mình ra tay, đủ phế vật. Diệp Tranh Vanh khinh thường nói. Diệp Tranh Vanh, giết hắn. Diệp Khiếu Thiên ra lệnh. Vâng, cha. Diệp Tranh Vanh gật đầu, đi về phía Diệp Phàm. Dừng tay. Diệp Trấn Đình kêu lên, muốn ra tay ngăn cản, kết quả Diệp Khiếu Thiên lao đến tung ra một chưởng, đánh bay ông ta ra ngoài. Hiện giờ Diệp Trấn Đình bị trúng độc, còn bị Diệp Khiếu Thiên tra tấn đến mức miệng cọp gan thỏ, căn bản không phải đối thủ của Diệp Khiếu Thiên, bị đánh bay ngã trên mặt đất hộc máu. Sở Cửu Ca muốn ra tay ngăn cản Diệp Tranh Vanh lại bị đám người rút kiếm kia cuốn lấy. Dừng tay. Diệp Nam Thiên kêu to, lao về phía Diệp Tranh Vanh. Kết quả vị lão giả đi theo Diệp Tranh Vanh vung tay lên, đánh bay Diệp Nam Thiên ra ngoài. Rất nhanh Diệp Tranh Vanh đi đến trước mặt Diệp Phàm, nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt nói, chỉ bằng mày cũng muốn giết cha tao, buồn cười. Nói xong hắn ta tung chưởng đánh xuống người Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Diệp Tranh Vanh, đang định thúc giục lực lượng do đại sư phụ để lại trong cơ thể thì một bóng người xuất hiện, đẩy lui. Người này chính là Sở Phù Đồ, cha của Sở Cửu Ca. Chú Sở! Diệp Phàm kêu lên. May mắn đến kịp, nếu không thằng nhóc nhà cậu đã chết rồi, con nhóc Cửu Ca hận chết tôi. Sở Phù Đồ cười nói. Lúc này Sở Cửu Ca vừa mới đánh bay đám người rút kiếm kia ra ngoài, nhìn về phía Sở Phù Đồ, cha, cuối cùng cha cũng đến rồi. Con nhóc này, cha không thể đến hả? Sở Phù Đồ khoanh tay, mỉm cười nói. Sở Phù Đồ, người cũng muốn nhúng tay vào chuyện của gia tộc chúng ta hả? Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng quát. Ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của Diệp thị các người, nhưng thằng nhóc này là con rể tương lai của ta, các người muốn động vào hắn thì phải hỏi xem cha vợ là ta đây có đồng ý hay không. Sở Phù Đồ lạnh lùng nói. Diệp Khiếu Thiên nói, Diệp Thiên Long đủ lợi hại, tìm cho con trai hắn một chỗ dựa như ngươi. Diệp Khiếu Thiên, ta khuyên ngươi nên thu tay lại, nhỡ may tên kia trở lại, biết ngươi ra tay với con hắn thì ngươi sẽ rất thảm đó. Sở Phù Đồ nói, tu vi của Diệp Thiên Long đã bị phế, hắn đã chết từ lâu rồi. Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng quát. Ngươi thật sự cảm thấy với tu vi của tên kia, hắn sẽ bị phế đi sao? Sở Phù Đồ cười nói, Diệp Khiếu Thiên biến sắc, nói, ngươi có ý gì? Tu vi của hắn không bị phế, chuyện này không có khả năng, năm đó chính mắt ta đã thấy hắn bị phế bỏ, sao có thể giả? Ha ha, ngươi quá coi thường tên kia. Sở Phù Đồ lắc đầu nói, thực lực của tên kia vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta, sao có thể dễ dàng bị phế đi như vậy? Sắc mặt của Diệp Khiếu Thiên liên tục thay đổi, nếu thực lực của Diệp Thiên Long thật sự không bị phế, vậy hắn không có khả năng chết. Lúc này đám tộc nhân của Diệp Thị và người của các thế lực khác cũng biến sắc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng 20 năm trước chuyện Diệp Thiên Long bị phế bỏ tu vi đã làm cho các thế lực lớn toàn bộ Long Quốc bị chấn động mạnh. Vô số cao thủ võ đạo đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc, một thiên tài võ đạo lại ngã xuống như vậy. Nhưng hiện giờ bọn họ lại biết được tu vi của Diệp Thiên Long không bị phế, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Thiên Long không bị phế. Diệp Trấn Đình nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi. Hừ, đừng có làm ra vẻ, nếu hắn không bị phế tu vi, không chết, vậy nhiều năm qua hắn đi đâu? Con của hắn sắp chết, tại sao hắn không xuất hiện? Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng quát. Ta chỉ nhắc nhở ngươi,
có tin hay không là chuyện của ngươi. Sở Phù Đồ nói. Diệp Tranh Vanh, con đi giết thằng nhóc kia, còn tên này để cha. Diệp Khiếu Thiên nói với Diệp Tranh Vanh, sau đó ông ta lao về phía Sở Phù Đồ, còn Diệp Tranh Vanh thì lao về phía Diệp Phàm. Một tiếng nổ lớn truyền ra. Diệp Khiếu Thiên vừa mới vọt đến bên người Sở Phù Đồ đã bị một trưởng của Sở Phù Đồ đánh bay ra ngoài, lại bị thương nặng. Ngươi! Diệp Khiếu Thiên che ngực, nhìn chằm chằm vào Sở Phù Đồ, hiển nhiên thực lực của đối phương đã vượt qua sự tưởng của ông ta. Sở Phù Đồ lai về phía Diệp Tranh Vanh, nhưng lúc này lão giả đi theo Diệp Tranh Vanh lại đứng chắn trước mặt ông ta. Sở Phù Đồ đánh ra một trưởng, lão giả đầy nếp nhăn kia cũng ra chiêu chặn lại một trưởng này của ông ta. Hai người bọn họ cùng lùi về sau. Ngươi! Sở Phù Đồ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vị lão giả này. Lúc này Diệp Tranh Vanh đã đi đến trước mặt Diệp Phàm, chuẩn bị ra tay chém giết. Trong lúc Diệp Phàm đang định thúc giục lực lượng của đại sư phụ Thù Long Tỷ xông ra ngoài. Diệp Tranh Vanh bị chấn động lùi về sau. Long Tỷ lập lóe ánh sáng chói mắt, lơ lửng trước mặt Diệp Phàm, phát ra tiếng rồng ngâm. Long Tỷ! Những người ở đây nhìn thấy Long Tỷ đều vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt của Diệp Tranh Vanh vô cùng khó coi, liếc nhìn Long Tỷ, sau đó lạnh nhạt nói, mày cũng có bản lĩnh đó, nhưng thứ này không cứu được mày. Diệp Tranh Vanh tạo ấn quyết, máu trong cơ thể sôi trào, bộc phát ra lực huyết mạch khủng bố. Giây tiếp theo, một uy áp thượng cổ huyết mạch bộc phát ra ngoài. Người của Diệp Thị đều cảm nhận được một uy áp cực kỳ mãnh liệt, làm bọn họ không thể điều động lực lượng. Huyết mạch của ngươi đã đạt đến cửu trọng. Diệp Trấn Đình khiếp sợ nói. Diệp Thị là một gia tộc cổ xưa nên tất nhiên sẽ có huyết mạch truyền thừa cường đại. Một khi thức tỉnh huyết mạch, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Lực huyết mạch chia làm cửu trọng, mỗi lần thức tỉnh một trọng, lực huyết mạch sẽ nâng cao một bước, uy lực càng mạnh. Nhưng trong Diệp Thị, cho dù là tộc nhân dòng chính, nhiều nhất cũng chỉ thức tỉnh đến tứ trọng hoặc ngũ trọng, ngay cả mạnh như Diệp Khiếu Thiên cũng chỉ thức tỉnh đến ngũ trọng, nhưng hiện tại Diệp Tranh Vanh lại thức tỉnh đến cửu trọng, làm người không thể tưởng tượng. Ha ha ha, quả nhiên là con trai của Diệp Khiếu Thiên. Diệp Khiếu Thiên ngửa đầu cười to. Sao hắn có thể thức tỉnh đến mức này? Diệp Trấn Đình nhìn chằm chằm Diệp Tranh Vanh, đột nhiên ông ta nhìn sang Diệp Khiếu Thiên, không lẽ ngươi đưa tinh huyết cho hắn dùng? Đúng vậy, ta biết ngươi chuẩn bị để giọt tinh huyết kia bồi thường cho cháu trai bảo bối của ngươi dùng, cho nên ta đã lấy ra đưa cho con trai ta ăn. Sự thật chứng minh ta đã làm đúng, con ta ăn giọt tinh huyết kia. Hiện tại lực huyết mạch đã lên đến cửu trọng, đạt đến đỉnh huyết mạch của Diệp Thị, hắn mới là tương lai của Diệp Thị. Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Sắc mặt Diệp Trấn Đình cực kỳ khó coi, nhìn về phía Diệp Phàm, ánh mắt tràn ngập áy náy. Nhãi danh, đi chết đi. Lúc này Diệp Tranh Vanh hoàn toàn bộc phát hết lực huyết mạch cửu trọng của mình, lao về phía Diệp Phàm. Một quyền này của hắn ta làm nứt vỡ hư không, năng lượng khủng bố lan tràn đánh bay người xung quanh. Bao gồm cả Sở Cửu Ca, Sở Phù Đồ còn có vị lão giả kia. Không ngờ huyết mạch của Diệp Thị lại mạnh như vậy. Sở Phù Đồ nhìn chằm chằm vào Diệp Tranh Vanh. Cha! Sở Cửu Ca lo lắng kêu lên. Đừng nóng vội! Sở Phù Đồ nói. Ầm ầm ầm! Sấm sét liên tục vang lên. Diệp Tranh Vanh đánh úp lại, chấn áp Long Tỷ, có thể thấy được sự cường đại của lực huyết mạch. Giây tiếp theo, một quyền của Diệp Tranh Vanh xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Muốn hoàn toàn tiêu diệt hắn. Diệp Phàm lại lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào một quyền này của Diệp Tranh Vanh, không có hành động gì, một bộ đang chờ chết. Bùm! Ngay khi cú đấm kinh hoàng của Diệp Tranh Vanh chuẩn bị giáng xuống người Diệp Phàm, hắn bất ngờ tung ra một cú đấm, đối đầu trực diện với cú đấm khủng bố tập hợp sức mạnh huyết mạch cấp 9 của gia tộc Diệp Thị này. Khi một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, toàn bộ không khí xung quanh biến mất, mặt đất nổ tung từng tấc một. Rầm rầm rầm. Từng đợt tiếng sấm nổ vang, đinh tai nhức óc. Mọi người trong gia tộc Diệp Thị đều cảm thấy một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt, cơ thể bọn họ lại bị đẩy liên tục lui về phía sau. Phút. Dưới một đòn này, thân thể Diệp Tranh Vanh lui nhanh về phía sau, trong miệng phun ra máu, nửa quỳ trên mặt đất, sức mạnh huyết mạch của hắn ta lại bị một quyền của Diệp Phàm áp chế. Lúc này, toàn thân Diệp Phàm tràn ngập một loại khí tức thần bí đáng sợ, lộ ra khí tức mình là cao nhất, khinh thường tất cả chúng sinh. Lúc này, toàn bộ thần thái của Diệp Phàm tựa hồ có chút khác thường. Vào thời khắc mấu chốt vừa rồi, sức mạnh thần bí mà cha Diệp Phàm để lại đã hoàn toàn dung hợp với cơ thể hắn.
Mà vào lúc đó, Diệp Phàm cảm nhận được khí tức của cha mình, hắn không khỏi tung ra một quyền vừa rồi, tựa như cha đang ở bên cạnh dạy hắn đánh quyền, tất cả những điều này đều là do sức mạnh kia của cha hắn. Hiện tại sức mạnh này đã hoàn toàn dung hợp với trong cơ thể Diệp Phàm, không thể tìm thấy trong cơ thể hắn nữa, thực lực của hắn cũng đã tăng lên mấy cấp, đạt tới một cảnh giới cực cao. Sức mạnh của cha có thể mạnh mẽ đến như vậy sao? Diệp Phàm tự lẩm bẩm, trong mắt sáng ngời. Vào lúc này, khi những người có mặt nhìn thấy Diệp Phàm dùng một quyền áp chế Diệp Tranh Vanh, trên mặt đều là vẻ khó tin. Diệp Khiếu Thiên cũng vô cùng sửng sốt đến ngẩn người, vẻ mặt không thể tin nổi, nói, sao có thể? Tại sao lại như vậy? Về phần Diệp Tranh Vanh nửa quỷ trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Huyết mạch cấp 9 thì sao? Chọc phải tôi, đều sẽ bị trấn áp. Diệp Phàm liếc nhìn Diệp Tranh Vanh, sắc mặt lạnh lùng hét lên. Hắn lại tung một quyền về phía Diệp Tranh Vanh. Bùm! Diệp Phàm tung ra một quyền này, sức mạnh áp đảo bùng nổ, trực tiếp làm không gian nổ tung, đánh về phía Diệp Tranh Vanh. Sau khi Diệp Phàm dung hợp hoàn toàn sức mạnh do cha mình để lại, sức mạnh của hắn thực sự đã đạt tới trình độ cực cao. Lúc này Diệp Phàm cảm giác được toàn thân tràn đầy sức mạnh, sức chiến đấu vô hạn. Diệp Tranh Vanh nhìn Diệp Phàm lao về phía mình, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, uống một viên thuốc, vết thương trên người khôi phục, hắn ta thi triển ra một chiêu thức mạnh mẽ, toàn bộ sức mạnh tu luyện và sức mạnh huyết mạch đều bộc phát. Bùm bùm bùm. Trong khoảnh khắc, cả hai lại va chạm vào nhau như sao hỏa đụng trái đất, phát ra một tiếng động cực lớn. Với cú đánh này, mặt đất vỡ vụn dưới chân hai người trực tiếp sụp đổ. Mặt đất của toàn bộ gia tộc Diệp Thị đều rung chuyển, như một trận động đất. Phút, thân thể Diệp Tranh Vanh trực tiếp bay ra ngoài, đập xuống đất, điên cuồng nôn ra máu. Bích bích bích, thân thể Diệp Phàm cũng lùi về phía sau, nửa quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Một ngụm máu của hắn tình cờ phun vào Long Tỷ. Đột nhiên Long Tỷ rung chuyển, từ trong đó truyền ra 9 tiếng rồng ngâm, 9 con rồng từ trong đó lao ra, tỏa ra hào quang chói mắt, xông vào trong đầu Diệp Phàm. Lúc này, toàn thân Diệp Phàm bị bao phủ trong ánh sáng tỏa ra từ Long Tỷ, không biết tình huống như thế nào, những người khác có mặt đều cảm thấy một áp lực vô hình. Còn thế nào rồi, Tranh Vanh? Diệp Khiếu Thiên đi tới bên cạnh Diệp Tranh Vanh, bày tỏ sự quan tâm. Công tử! Ông lão đi theo Diệp Tranh Vanh cũng đi tới bên cạnh hắn ta với vẻ mặt lo lắng. Lão Mạc, đi giết hắn ta! Tôi muốn hắn ta chết! Diệp Tranh Vanh hét lên với vẻ mặt dữ tợn, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh như băng. Vâng! Ông lão kia gật đầu, trực tiếp lao về phía Diệp Phàm, kết quả Sở Phù Đồ đứng chắn trước mặt ông ta nói, ỷ lớn hiếp nhỏ là không tốt đâu, dù sao ông cũng là người của Côn Lôn, nếu làm như vậy, chẳng phải là đang làm mất mặt người tu hành ở Côn Lôn sao? Suốt! Khi Sở Phù Đồ vừa nói ra, vẻ mặt của rất nhiều người có mặt đều thay đổi. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào ông lão kia, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, người này thực sự đến từ Côn Lôn. Vậy chẳng phải Diệp Tranh Vanh cũng đến từ Côn Lôn sao? Ông đã biết lão già này đến từ đâu, mà còn dám ngăn cản tôi làm việc. Ông lão kia nhìn Sở Phù Đồ và hét lên lạnh lùng. Người ông muốn chạm vào là con rể của tôi, ông nói xem tôi có cần ngăn cản không? Sở Phù Đồ cười khẽ. Ông định mạo hiểm mạng sống của mình và tính mạng của mọi người trong gia tộc chỉ vì một đứa con rể sao? Ông lão nhìn Sở Phù Đồ và hét lên lạnh lùng. Ha ha! Đáp lại, Sở Phù Đồ sờ mũi và nhìn ông lão kia. Ông đang đe dọa tôi sao? Lão già này đang nhắc nhở ông. Ông lão này hừ lạnh một tiếng, giữa hai lông mày lộ ra một thái độ có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Là một người đến từ Côn Lôn, tự nhiên có cảm giác ưu việt hơn đối với những người trần tục này. Bùm! Đột nhiên, Sở Phù Đồ đánh một chưởng trấn áp ông lão này. Khi ông ta tung ra một chưởng này, không gian trước mặt nổ tung, một luồng khí tức khiến người ta ngạt thở bao trùm lấy ông lão này. Lập tức, sắc mặt ông lão thay đổi, đồng tử co rút, nhìn chằm chằm Sở Phù Đồ, đột nhiên ra tay ngăn cản. Bùm! Một giây tiếp theo, ông lão này bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất, nôn ra máu và bị thương nặng. Còn chưa có ai dám uy hiếp tôi đâu. Sau khi Sở Phù Đồ dùng một chưởng đánh cho ông lão này bị thương nặng, ông ta khinh thường nói. Sắc mặt ông lão tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, trong mắt lộ ra sự khó tin, nhìn chằm chằm Sở Phù Đồ. Sao thực lực của ông lại có thể mạnh như vậy?
Vừa rồi tôi chỉ chơi đùa với ông thôi, ông thật sự cho rằng tôi đánh không lại ông sao? Sở Phù Đồ khinh thường nói. Phút, ông lão này tức giận đến phun ra một ngụm máu. Bùm! Đột nhiên, từ trong cơ thể Diệp Phàm đang được bao phủ trong ánh sáng của Long Tỷ truyền ra một tiếng động lớn. Một chùm ánh sáng vàng chói mắt bay lên cao và lao thẳng lên trời, sau đó 9 con rồng thực sự xuất hiện trên bầu trời. Cảnh tượng này được toàn thể người dân Long Quốc nhìn thấy, họ đều cho rằng đó là hình ảnh báo điềm lành. Trong lòng người dân Long Quốc, rồng là vật tổ được truyền từ đời này sang đời khác của người dân Long Quốc, nó đại diện cho sự thịnh vượng và tương lai của Long Quốc và là vị thần bảo vệ họ. Bây giờ chân Long đã xuất hiện, tự nhiên là điềm lành xuất hiện, tượng trưng cho sự thịnh vượng vĩ đại của Long Quốc. Trong lúc nhất thời, vô số người dân của Long Quốc đều quỳ xuống bái lạy, bày tỏ lòng thành kính bên trong. Ở Long Quốc, trong hoàng tộc họ Ân, lúc này tộc trưởng của hoàng tộc họ Ấn đang nhìn 9 con rồng bay lượn trên bầu trời, đôi mắt sáng rực và nói, chân Long hiện ra, Long Mạch xuất hiện, xem ra Long Mạch sắp khai mở rồi. Tộc trưởng, một khi Long Mạch được mở ra, chúng ta sẽ có cơ hội cướp lấy Long Vận trong đó, chỉ cần có thể thu được Long Vận, nhận được sự bảo vệ của chân Long, thì hoàng triều Ấn Thị của chúng ta có thể xuất hiện trở lại thế giới, trở thành hoàng triều mạnh nhất thế giới một lần nữa. Lúc này, một ông lão đứng trước mặt tộc trưởng của hoàng tộc họ An nói. Hãy thông báo xuống, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dù thế nào cũng phải có được Long Vận này, tuyệt đối không thể cho những hoàng tộc khác có cơ hội. Tộc trưởng của hoàng tộc họ Ân hét lên với vẻ mặt uy nghiêm. Đồng thời, trong số 5 hoàng tộc còn lại của Long Quốc, hoàng tộc họ Tần và hoàng tộc họ Hạ. Hai vị tộc trưởng hoàng tộc cũng nhìn chằm chằm vào hình tượng 9 con rồng trên bầu trời, cả hai đều tỏ ra phấn khích, trực tiếp ra lệnh. Long Mạch sắp xuất hiện, thông báo xuống, toàn tộc chuẩn bị sẵn sàng, phải cướp lấy Long Vận bằng mọi giá. Lúc này, ở Đế Đô, trong Hoàng Cung, quốc chủ của Long Quốc nhìn chằm chằm vào biểu tượng 9 con rồng, trong mắt lóe lên ánh sáng, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, xem ra, cuối cùng Long Mạch cũng phải xuất hiện. Quốc chủ, một khi Long Mạch xuất hiện, mấy hoàng tộc lớn và một số thế lực khác rất có thể sẽ nhân cơ hội chiếm lấy Long Vận bên trong Long Mạch. Thiên Tôn đứng sau lưng quốc chủ của Long Quốc và nói. Long Mạch là xương sống của Long Quốc, Long Vận là vận mệnh quốc gia của Long Quốc, một khi không còn Long Mạch, vận mệnh quốc gia mất đi, Long Quốc sẽ bị diệt vong, vì vậy, không ai được phép tiến vào Long Mạch, càng không được cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc với Long Vận. Quốc chủ của Long Quốc hét lên với vẻ mặt lạnh lùng. Ông lập tức đi thông báo cho Long gia và lập tức đi đến Long Cấm. Ngay lập tức. Quốc chủ của Long Quốc nhìn Thiên Tôn và ra lệnh. Vâng, Thiên Tôn cúi đầu nói. Khi hình ảnh 9 con rồng xuất hiện, không chỉ người dân Long Quốc nhìn thấy mà ngay cả người dân Anh Quốc, quốc gia giáp danh với Long Quốc cũng chú ý đến nó. Động, chẳng bao lâu sau, nhiều thế lực ở Anh Quốc đã bị kinh. Chân Long hiện ra, Long Mạch xuất hiện. Có vẻ như Long Mạch thần bí của Long Quốc cuối cùng cũng sắp xuất hiện, nếu có thể lấy được Long Vận đó. Vậy có thể có được sức mạnh của chân Long, trường sinh bất tử. Trong một cung điện bí ẩn ở Anh Quốc, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ở những nơi khác của Anh Quốc, nhiều cường giả của các thế lực cổ xưa cũng đang thảo luận về vấn đề này. Lúc này, tất cả đều tập trung vào Long Mạch của Long Quốc. Lúc này, trong gia tộc Diệp Thị, khi ánh sáng kia bay lên trời, ánh sáng bao phủ Diệp Phàm trực tiếp tiêu tán. Hiện tại, toàn thân Diệp Phàm tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Cả người giống như lột xác từ trong ra ngoài, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh mênh mông, một sức mạnh vô hình của chân Long tràn ra từ cơ thể hắn, áp chế toàn trường. Xuất! Diệp Phàm mở mắt ra, đồng tử tỏa ra ánh sáng thu hút. Người khác, trong mắt tựa hồ có chân Long đang bay lượn, cho người ta một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt. Cậu, hình như đã thay đổi. Sở Phù Đồ nhìn Diệp Phàm nói. Hẳn là vậy. Diệp Phàm gật đầu, vung tay lên. Long Tỷ trực tiếp rơi vào trong tay hắn, giống như rất nghe lời hắn. Trong 10 phút vừa qua, Diệp Phàm bất ngờ nhận được truyền thừa của Long Tỷ. Việc truyền thừa của Long Tỷ này không chỉ khiến thể xác của hắn trải qua quá trình biến đổi hoàn toàn, mà còn tăng cường sức mạnh của hắn, đồng thời còn cho hắn một công pháp gọi là Ngự Long Quyết. Diệp Phàm còn chưa có thời gian xem xét cẩn thận công pháp này, nhưng nó chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, hắn hiện tại rốt cục có thể hoàn toàn khống chế được Long Tỷ này. Đương nhiên đây không phải chuyện quan trọng nhất là hắn còn biết được một bí mật về Long Tỷ. Long Tỷ này hóa ra lại là chìa khóa để mở ra Long Mạch. Ở Long Quốc,
Từ xa xưa đã có truyền thuyết về Long Mạch, người ta nói, Long Mạch là tồn tại để bảo vệ người dân của Long Quốc. Nghe nói trong Long Mạch có chân Long, chính vì có sự bảo vệ của chân Long, nên Long Quốc mới có thể có lịch sử mấy ngàn năm không gián đoạn. Còn có lời đồn rằng trong Long Mạch có Long Vận, các hoàng đế khai quốc của các triều đại trước đây đều có được Long Vận, nắm giữ sức mạnh của chân Long, để có thể lập nên một triều đại. Đây chính là lý do tại sao Long Tỷ lại quý giá và có giá trị vô song như vậy. Chỉ khi có được Long Tỷ mới có thể mở ra Long Mạch, tìm được Long Vận. Đây là những gì Diệp Phàm biết được sau khi nhận được truyền thừa từ Long Tỷ. Hắn không ngờ rằng trong Long Tỷ này lại ẩn giấu một bí mật lớn như vậy. Lúc này trong lòng Diệp Phàm tràn đầy tò mò đối với Long Mạch, hắn muốn nhìn xem trong đó rốt cuộc có cái gì. Xoẹt! Ngay sau đó, Diệp Phàm ngừng nghĩ đến chuyện này, liếc mắt nhìn Diệp Tranh Vanh cùng Diệp Khiếu Thiên. Hai cha con các người có thể cùng chết được rồi. Diệp Phàm nhìn hai người, lạnh lùng hét lên. Diệp Khiếu Thiên và Diệp Tranh Vanh nhìn Diệp Phàm, sắc mặt hai cha con họ vô cùng khó coi, vẻ mặt Diệp Tranh Vanh không cam lòng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, sao anh có thể mạnh như vậy? Là do cậu quá yếu. Cậu đã thức tỉnh huyết mạch cấp 9 rồi mà còn vô dụng như vậy, đúng là làm cho Diệp Thị xấu hổ. Diệp Phàm trực tiếp giễu cợt. Anh! Đột nhiên, Diệp Tranh Vanh tỏ vẻ tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trực tiếp phun ra một ngụm máu, nội thương càng thêm nghiêm trọng. Sau đó, Diệp Phàm đi về phía hai cha con họ. Cậu dám giết công tử, cậu có biết công tử là ai không? Lúc này, ông lão kia nhìn Diệp Phàm, hét lớn. Dù cậu ta là ai thì cũng phải chết. Sắc mặt Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Nói xong, hắn lao về phía Diệp Tranh Vanh tấn công hắn ta. Công tử, đi nhanh đi. Ông lão kia hét lên với Diệp Tranh Vanh, ông ta lao thẳng về phía Diệp Phàm, thi triển một bí pháp, một luồng khí tức cực kỳ khủng bố từ trên người ông ta phun ra. Cẩn thận! Lập tức, sắc mặt Sở Phù Đồ và Diệp Chấn Đình thay đổi, hét lớn với Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm nhìn khí tức mà ông lão kia bộc phát ra, ánh mắt tập trung, trở tay một cái, Long Tỷ kia trực tiếp áp chế đối phương.